Lục Lâm Thiên thôn vệ lúc này giống như bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong cơ thể sinh ra một loại cộng minh khó hiểu nào với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong không gian. Cả hai đã hòa tan vào làm một thể. Lục Lâm Thiên theo bản năng thôn vệ, kế tiếp lập tức xuất hiện một màn khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Quang mang màu vàng quanh thân Lục Lâm Thiên chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành một vàng đất, một trắng, một đỏ, một xanh. Có bốn loại chân khí thổ, thủy, hỏa, phong lan tràn. Mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy, cuồng phong phô thiên cái địa, hỏa trụ đang cháy bừng bừng cùng với cự nhân, mũi tên bằng băng đều được lực lượng vô hình dẫn dắt, phóng về phía quang cháo bốn màu quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Cuồng phong rít gào, hỏa trụ cháy bừng bừng, cự nhân cực lớn, mũi tên bằng băng mang theo không gian gió nổi mây phun, khí thế mạnh mẽ hung hăng va chạm với quang cháo bốn màu quanh thân Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lại không tạo thành tiếng ầm vang mà hóa thành năng lượng bằng bạc, chút xuống quang cháo bốn màu bằng chân khí, dung nhập vào bên trong, giống như vốn dĩ đã là như vậy. Mà quang cháo bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục Lâm Thiên dưới bốn loại năng lượng trong thiên địa tiến vào bắt đầu xoay tròn thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn tạo thành lực lượng cắn nuốt mênh mông, giống như một cái động không đáy thôn phệ bốn loại năng lượng thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Từng đạo năng lượng mạnh mẽ không ngừng tiến vào vòng xoáy bốn màu bằng chân khí, giống như là một quả cầu nhỏ bằng nước rơi vào trong vòng xoáy mang theo gợn sóng rung động, tiếp đó nhanh chóng hòa tan vào làm một thể vậy. Siêu siêu. Dưới loại biến cố này, khí tức trên người Lục Lâm Thiên kéo lên, dùng loại tốc độ mà ngay cả Lục Lâm Thiên cũng phải kinh ngạc kéo lên. Lục Lâm Thiên cũng há hốc mồm, bốn loại năng lượng thuộc tính thủy, thổ, hỏa, phong trong thiên địa kéo tới. Căn bản không cần hắn luyện hóa, điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Đến cuối cùng thậm chí Lục Lâm Thiên còn không thể khống chế được, không thu được, chỉ có thể tùy ý để bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể. Theo Lục Lâm Thiên thôn phệ, vô số cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng đang công kích mọi người bắt đầu tiêu tán, áp lực giảm bớt. Cơ hồ tất cả cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng đều bị Lục Lâm Thiên dẫn dắt, kéo qua. Năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa phong trong thiên địa rót vào quả thực quá mức khổng lồ, lớn tới mức dùng kinh mạch và thể chất của Lục Lâm Thiên lúc này cũng có cảm giác kinh mạch toàn thân bành trướng muốn rứt ra, kinh mạch giống như nứt vỡ từng khúc vậy. Giống. Kinh mạch trong cơ thể như muốn nứt ra, theo bản năng Lục Lâm Thiên thúc dục hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp Hổ biến, hóa thành thân thể khổng lồ hơn 300 thước. Tiếng hổ gầm vang vọng không gian, rít gào liên tục, uy thế chấn động nhân tâm. Trên thân thể cự hổ khổng lồ, trong cơ thể Lục Lâm Thiên, gân cốt, cơ bắp, kinh mạch đều mở rộng, năng lượng thiên địa bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong mênh mông càng cuồng bạo tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên giống như ngồi tên lửa tăng lên. Lục Lâm Thiên này làm sao vậy? Hình như đang đột phá, Lục Lâm Thiên có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa. Áp lực trên người tất cả mọi người giảm bớt, biến mất, căn bản không có bất kỳ ai bị bốn loại năng lượng công kích. Chỉ có lực lượng áp chế nặng nề từ mặt đất đang run rẩy bao phủ mọi người mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chăm chú vào thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức kéo lên giống như ngồi tên lửa, trong lòng bọn họ không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Mau nhìn, giống như có người bắt đầu đột phá. Không biết là ai sợ hãi nói một câu. Ánh mắt mọi người mới nhìn về phía xa. Chỉ thấy lúc này bên người Lục Lâm Thiên có khí tức bắt đầu cuồng bạo kéo lên. Mà tốc độ khí tức kéo lên không kém Lục Lâm Thiên là Độc Cô Ngạo Nam. Vốn Lục Lâm Thiên bố trí hộ thân cương khí thuộc tính kim bảo hộ mọi người chung quanh mình, thế nhưng giờ phút này lại chuyển thành cương khí bốn màu bao phủ mọi người. Bởi vì bản thân Lục Lâm Thiên có sự cộng minh với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Cho nên lúc này bên người Lục Lâm Thiên hoàn toàn trở thành nơi năng lượng hội tụ, còn không phải là nơi năng lượng thiên địa hội tụ bình thường. Cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng trong không gian công kích hộ thân cương khí bốn màu quanh thân thể Lục Lâm Thiên, hóa thành bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong tinh thuần nhất. Bởi vì Lục Lâm Thiên vẫn bảo hộ mọi người ở bên trong cho nên bốn loại năng lượng này cũng coi mọi người giống như Lục Lâm Thiên, không ngừng có năng lượng rót vào cơ thể mọi người. Cho nên mọi người ở bên người Lục Lâm Thiên cũng tiếp nhận chỗ tốt cực lớn. Năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa rót vào trong cơ thể,
bọn họ cũng có thể hấp thu không ít. Đương nhiên bởi vì đây chỉ là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cho nên ngươi có thể hấp thu bốn loại năng lượng này cũng chỉ có vũ giả bốn loại thuộc tính này mà thôi. Vũ giả thuộc tính mộc và linh giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Đồng thời bởi vì mọi người cũng không có âm dương linh vũ quyết thôn vệ như Lục Lâm Thiên, tăng thêm bọn họ cũng không phải là chủ thể cho nên chỗ tốt đạt được tự nhiên kém hơn Lục Lâm Thiên. Thế nhưng dưới năng lượng thiên địa tinh thuần như vậy, chỗ tốt đạt được đối với mọi người mà nói tuyệt đối kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng đế giả chung quanh, bên người Lục Lâm Thiên, khí tức trên người chúng đế giả như Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Hàn Băng Đại Đế, một đế giả của Kiền Hiên Đảo, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Bạch Linh, Tử Hiên Lão Tổ, Dương Quá, thậm chí còn có Tiểu Long đang kéo lên. Tử Hiên Lão Tổ, Bạch Côi Lão Tổ, Bạch Linh tuy rằng là yêu thú, thế nhưng thân là yêu thú thuộc tính phong, lúc này được năng lượng thuộc tính phong trong thiên địa rót vào lập tức nhận chỗ tốt kinh người. Mà Tiểu Long thân là linh thú Thanh Long Hoàng tộc, thế nhưng trên người cũng có huyết mạch của Huyền Vũ Hoàng tộc, Huyền Vũ có thuộc tính thủy, giờ phút này hắn cũng nhận được chỗ tốt, xem như là kẻ kỳ lạ nhất trong đám người. Chỉ là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người nhận được chỗ tốt lớn nhất ngoài Lục Lâm Thiên ra không phải là Tiểu Long mà là Nam Thúc. Giờ phút này chỗ tốt mà Nam Thúc thu được chỉ dưới Lục Lâm Thiên mà thôi. Người mang âm dương linh vũ quyết, vũ giả năm hệ. Lúc này quanh thân Nam Thúc cũng hình thành một vòng cương khí hộ thân bốn màu. Đương nhiên, khí thế quanh thân Nam Thúc so với Lục Lâm Thiên mà nói khác biệt vô cùng lớn. Thế nhưng trong đám người, ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra, thì năng lượng bốn loại thuộc rót vào trong cơ thể Nam Thúc là nhiều nhất. Bốn loại năng lượng thuộc tính tiến vào trong cơ thể lập tức bị Nam Thúc dùng âm dương linh vũ quyết thôn phệ, thế cho nên khí tức trên người Nam Thúc lúc này cũng đang dùng tốc độ như hỏa tiễn kéo lên. Chuyện này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Đông Cung Huyên của Thiên Vân Đảo bên cạnh Lục Lâm Thiên lập tức há hốc mồm rồi bất đắc dĩ không thôi. Tam nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn gần trong gang tấc đương nhiên rất rõ cơ duyên mà mọi người đang nhận được. Tu vi cả đám nhanh chóng kéo lên, có thể nói các nàng không nhận được chỗ tốt gì, lại đang ở trong năng lượng thiên địa cho nên bị năng lượng uy áp cực lớn. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không nhận được chỗ tốt còn phải chịu đau khổ, nghĩ mà cảm thấy phiền muộn không thôi. Ngao! Trong cương khí bằng chân khí bốn màu, thân thể màu vàng của Tiểu Long lóe lên, khí tức tăng vọt tới mức tận cùng. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng trong không Gina, hóa TTH thành sóng âm khuếch tán ra chung quanh. Âm thanh nặng nề trầm thấp thế nhưng lại mang theo vẻ sắc bén không thôi. Lập tức Tiểu Long hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân có hỏa diễm màu vàng lan tràn, khí tức khủng bố trên người không ngờ từ đế giả sơ giai đỉnh phong dễ dàng phá tan bình chướng đạt tới đế giả trung giai. Trong chớp mắt này, thân thể Tiểu Long đột nhiên mang theo uy thế tuyệt đối, lân phiến màu vàng trên thân dựng đứng. Uy thế kinh người khiến cho không gian vặn vẹo. Thân thể khổng lồ tiếp nhận năng lượng thiên địa tiến vào khiến cho thân thể lần nữa được rèn rũa. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy khiến cho linh hồn người ta run run, khiến cho chúng cường giả Long Ngộ, Long Bành, Huyền Ô cùng với những cường giả khác run lên, bị uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn. Mà đối với Huyền Vũ, Long Ngộ và chúng cược giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc mà nói, nhìn thấy Tiểu Long dùng phương thức mạnh mẽ đột phá như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mừng rỡ không thôi, ánh mắt kích động. Còn có mấy đế giả yêu tộc khác toàn thân run rẩy, loại uy áp trên người Tiểu Long khiến cho bọn họ cũng bị áp chế. Mà lập tức, cấp độ vũ giả của Nam Thúc đột phá vũ đế nhất trọng tới vũ đế nhị trọng, khí tức tiếp tục kéo lên. Tốc độ đột phá cũng cực nhanh. Ngao! Bạch Linh cũng không chịu thua kém. Trên thân thể xinh đẹp lập tức có từng đạo quang mang màu trắng phóng lên trời. Lập tức khí tức khổng lồ phóng lên trời rồi lan tràn, một tiếng rít gào giống như sói chu mang theo uy thế tuyệt đối hóa thành thân thể cửu vĩ yêu hồ. Trên 9 cái đuôi lộ ra kình phong xuyên thấu không gian. Uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra, khí tức dễ dàng đột phá bình chướng đặt chân tới đế giả trung giai. Thân thể khổng lồ lần nữa mở rộng không ít. Ầm ầm. Không gian gió nổi mây phun. Cả phiến không gian có cảm giác giống như thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Lập tức Dương Quá cũng đột phá, đặt chân tới vũ đế tam trọng. Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế cũng đột phá tới vũ đế nhị trọng. Cuối cùng Vân Thủy Đế Tiên cũng theo đó đột phá, người cuối cùng là Dương Đỉnh Thiên.
Dương Đỉnh Thiên dừng chân ở vũ đế tứ trọng đã lâu, lúc này nhờ năng lượng thuộc tính phong tinh thuần trong thiên địa rót vào trong cơ thể, trên lĩnh ngộ lại được chỗ tốt cực lớn cho nên khí tức trên người kéo lên, vượt quá cái hảo rộng đạt tới vũ đế ngũ trọng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đám người đó lại đột phá? Cơ hồ tất cả đế giả chung quanh im lặng, cả đám há hốc mồm nhìn về phía trước, kinh ngạc tới mức không ngậm miệng lại được. Đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, cấp độ đế giả mỗi một trọng tu luyện ngàn năm cũng khó có thể đột phá, thậm chí cấp độ càng cao càng khó đột phá. Thế nhưng hiện tại mọi người lại nhìn thấy một đám đế giả dùng tốc độ khủng bố lập tức đột phá, chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ có xúc động muốn đập đầu chết, đây thuần túy là chuyện khiến cho người ta ghen ghét a. Trong không gian này có bốn loại năng lượng thiên địa thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Trên người Lục Lâm Thiên này có chỗ quỷ dị, vũ giả bốn loại thuộc tính đều có thể dựa vào Lục Lâm Thiên mà đột phá. Đến bên người Lục Lâm Thiên là có thể đột phá. Chúng ta cũng tới thử xem, không thể để cho chuyện có lợi đều là của bọn chúng. Rốt cuộc, loại tâm tình ghen ghét này khiến cho mọi người không có cách nào bình tĩnh được. Hơn 1.000 năm không có đột phá. Mà ở bên người Lục Lâm Thiên là trong nháy mắt có thể đột phá, ai có thể nhìn được. Loại hấp dẫn này quá lớn, lớn tới mức cơ hồ khiến cho tất cả đế giả điên cuồng, thậm chí còn quên bản thân vừa mới hãm sâu vào trong hiểm cảnh. Một đám đế giả thuộc tính phong, kể cả là đế giả thuộc tính thủy, thổ, hỏa phong trong bốn đại hoàng tộc đều không nhìn được, loại hấp dẫn có thể đột phá này đối với bọn họ mà nói, quá lớn. Siêu siêu, mà thiên địa các cùng với hiên viên hoàng tộc. Thái Công Hoàng tộc, Công Tôn Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc cũng không nhịn được. Chúng cường giả lao về phía Lục Lâm Thiên, thời điểm này bọn họ cũng mặc kệ cái gọi là mặt mũi của Hoàng tộc. Nếu như có thể đột phá một trọng mà nói, mặt mũi cũng không tính là gì. Từng đạo thân ảnh lao về phía Lục Lâm Thiên, hai tán tu là hai người đầu tiên lao tới quanh thân Lục Lâm Thiên. Lao vào trong vòng xoáy bốn màu bằng chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên. Ngay khi hai người mừng rỡ không thôi, chờ đạt được chỗ tốt cực lớn thì bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt kinh hãi, thân thể trong nháy mắt muốn cấp tốc rời đi. Chỉ tiếc lúc này đã không kịp, hai tán tu tiến vào trong vòng xoáy bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục Lâm Thiên, vốn tưởng rằng có thể nhận được chỗ tốt cực lớn, kết quả vừa mới tiến vào trong vòng xoáy bọn họ mới biết được trong vòng xoáy có lực cắn nuốt cực lớn bao phủ hai người bọn họ. Hai người căn bản không có cách nào giãy giụa. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng bị cắn nuốt, cho dù phản kháng thế nào cũng không có tác dụng. Chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy tuôn ra. A hát! Dưới lực lượng cắn nuốt cực lớn này hai tán tu lập tức mở miệng kêu thảm thiết. Cơ bắp trên mặt run rẩy, thống khổ dữ tợn, linh hồn phân thân và hồn anh nhanh chóng muốn trốn đi. Ít nhất cũng có một chút hy vọng. Chỉ tiếc rất nhanh đã khiến cho hai người thất vọng chính là linh hồn phân thân và hồn anh của hai người còn chưa chạy ra đã bị cắn nuốt. Ngay cả một chút dấu vết cũng không còn, thân thể hai người trong thời gian cực ngắn hóa thành thây khô, cuối cùng biến mất trong vòng xoáy khủng bố kia. Nguy hiểm! Chạy mau, không thể tới gần. Cường giả của thiên địa các đại hoàng tộc trong chốc lát nhanh chóng nhìn thấy cảnh này, cả đám kinh hãi không thôi. Hai tán tu kia có một người là vũ đế tam trọng sơ kỳ, một người là vũ đế tam trọng đỉnh phong. Thế nhưng hai người này lại tan thành mây khói trong chớp mắt. Ngay cả cặn bã cũng không còn. Lúc này bọn họ đâu dám tới gần, hai con mắt tràn ngập vẻ tham lam thanh tỉnh lại một chút, giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Cả đám lập tức tỉnh lại. Chúng đế giả nhanh chóng chạy trốn, cũng không dám tới gần nữa. Không ít người còn hít sâu một hơi, may mà bản thân chạy nhanh. Nếu như chui đầu vào thì kết cục nhất định sẽ giống như hai tán tu kia. Lục Lâm Thiên này quá quỷ dị. Ầm ầm. Trong không gian cả không trung gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa tràn na giáp. Năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa vọt về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên nhanh chóng kéo lên. Tốc độ thôn phệ của Lục Lâm Thiên là nhanh nhất thế nhưng lại đột phá chậm nhất, lần trước tu vi của Lục Lâm Thiên đã đột phá tới vũ đế tứ trọng. Lúc này muốn đột phá so với vũ đế nhất trọng và vũ đế nhị trọng đương nhiên còn khó hơn nhiều. Tới đế giả. Tu vi càng cao thì độ khó càng lớn, số năng lượng cần càng khổng lồ. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, năng lượng cần thiết càng thêm khổng lồ, có đan điền bía y thái như vậy, sợ rằng có số năng lượng của 10 người có tu vi đồng cấp đưa cho Lục Lâm Thiên cũng không đủ để cho hắn đột phá. Ầm ầm. Trong không gian gió nổi mây phun,
Nam Thúc lúc này cũng đạp không đứng lơ lửng, trường bào tung bay, dùng khí thế cực kỳ đáng chú ý lần nữa từ vũ đế nhị trọng đột phá tới vũ đế tam trọng, có thể nói là đáng chú ý vô cùng. Khiến cho đám người thánh thủ linh đế ở bên cạnh im lặng. Nhìn thấy tất cả chuyện này, ánh mắt đám người hậu điền lão tổ của Thác Bạt hoàng tộc, phức tạp không thôi. Trơ mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhận được chỗ tốt cực lớn, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một loại đả kích. Giới chủ linh vũ giới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ có khí tức âm hàn lan tràn, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt già nua của huyết kiếm đại đế lúc này cũng vô cùng khó coi. Khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể trà đạp hậu điền lão tổ hắn đã khiếp vía không thôi. Lúc này lại nhìn thấy Lục Lâm Thiên đạt được chỗ tốt, khí tức đang tiếp tục kéo lên. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thực lực của Lục Lâm Thiên càng mạnh, muốn giết hắn càng thêm dễ dàng. Cả không gian rung chuyển, bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong mênh mông trong thiên địa tuôn về phía Lục Lâm Thiên. Thế cho nên trong lúc bất chi bất giác mặt đất run rẩy, lực lượng nặng nề cũng dần dần biến mất. Mặt đất trong không gian dần dần yên tĩnh lại. Thời gian dần dần trôi qua, bởi vì còn ở trong không gian quỷ dị này, cho dù không thể đạt được chỗ tốt kinh người như Lục Lâm Thiên thế nhưng cũng không có ai dám tới gần. Có kết cục của hai tán tu đã tan thành mây khói kia chính là ví dụ tốt nhất. Thời gian lần nữa trôi đi, trong không gian gió nổi mây phun, trong hộ thân cương khí bốn màu của Lục Lâm Thiên đột nhiên truyền ra tiếng vang kỳ dị. Chúng đế cảm nhận được động tĩnh này lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này hộ thân cương khí bốn màu quanh thân Lục Lâm Thiên đang cùng với năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa dung hợp lại thành một. Siêu siêu. Cùng lúc này không gian quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên cuồn cuộn, khí tức năng lượng giống như thực chất ngưng tụ, giống như một cơn lốc xoay chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên tạo thành tiếng vang kỳ dị. Chuyện này khiến cho vòng xoáy bốn màu kia ngày càng xoay tròn kịch liệt. Càng về sau càng nhanh chóng thôn phệ năng lượng trong không gian. Vòng xoáy bằng năng lượng này thậm chí tới cuối cùng còn bao phủ vòng xoáy bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Trong vòng xoáy bộc phát ra lực lượng bài xích khủng khiếp. Mọi người đang nhận được chỗ tốt bên cạnh Lục Lâm Thiên như Tiểu Long, Bạch Linh, Dương Đỉnh Thiên, Nam Thúc lập tức bị cách ly, đánh văng ra khỏi vòng xoáy bằng năng lượng. Ầm ầm. Dưới lực lượng mạnh mẽ, chúng đế giả lập tức hung hăng đập vào mặt đất. Có người lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Cả đám đều chật vật không thôi, thế nhưng cũng không có ai bị thương, tối đa chỉ cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo mà thôi. Mà chúng đế giả vừa mới đạt được chỗ tốt sau khi bò dậy hoặc là ổn định thân thể lập tức vui vẻ, thậm chí còn mừng như điên. Đặc biệt là đám người Dương Đỉnh Thiên, quả thực không có cách nào hình dung được chỗ tốt cực lớn mà bọn họ nhận được. Tinh quang trong mắt của Nam Thúc bắn ra, trong khoảng thời gian ngắn tu vi vũ giả của hắn không ngờ đã tới vũ đế tam trọng trung kỳ. Tiến bộ bực này không thể nói là không khủng bố. Ánh mắt Dương Quá lúc này còn đang sững sờ. Dường như cũng không tin được trong khoảng thời gian ngắn mình đạt tới vũ đế tam trọng trung kỳ. Ken két. Vòng xoáy bằng năng lượng quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này vẫn đang bành trướng, ven đường thôn phệ tất cả năng lượng, cũng xé rách không gian thành mảnh vỡ. Lúc này có không ít đế giả thấp giọng nghị luận dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vòng xoáy bằng năng lượng không ngừng bành trướng, dùng phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn. Giống như mỗi một lần xoay tròn bên trong đều ẩn chứa quỹ tích của thiên địa. Cùng với một loại chấn động khủng bố khiến cho lòng người rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian bị vòng xoáy thôn phệ, cả vòng xoáy khổng lồ run rẩy một chút. Ầm ầm. Khí tức trên thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên dừng lại một thoáng rồi dễ dàng phá tan bình chướng vô hình, đặt chân tới vũ đế ngũ trọng. Đột phá, Lục Lâm Thiên này lại đột phá, con mẹ nó. Không cho người nào sống hay sao? Lục Lâm Thiên này tuyệt đối không phải là người, nghịch thiên A. Không cho người khác sống hay sao? Rõ ràng là đột phá vũ đế ngũ trọng, thế nhưng khí tức trên người lúc này ngay cả vũ đế ngũ trọng khác cũng không thể so sánh. Lục Lâm Thiên đặt chân tới vũ đế ngũ trọng, chúng đế giả lập tức ghen ghét không thôi. Cả đám bị đả kích tới cực điểm, nếu có khả năng, bọn họ thậm chí còn không muốn biết Lục Lâm Thiên này. Ở cùng với tiểu tử này một chỗ. Nhìn thấy tiểu tử này đột phá khiến cho chúng đế giả có xúc động muốn tự sát. Giống. Trong chớp mắt này, đôi mắt hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên mở ra, nhìn chăm chằm về phía trước.
trong đôi mắt hổ có tinh mang giống như thực chất bắn ra không trung. Trong tinh mang rõ ràng có thể thấy được bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Ồ, uy áp thật kỳ quái. Tinh quang trong đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên khiến cho người ta cảm thấy sự uy áp kỳ dị. Giống như bên trong ánh mắt này ẩn chứa bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa vậy. Trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Biến hóa thật kỳ dị. Hít. Mọi người thấp giọng nghị luận, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi sau đó thở ra một ngụm chọc khí, xuyên thủng không gian trước người. Gợn sóng trong không gian bị ngụm chọc khí này đánh nát. Tiếp đó Lục Lâm Thiên thu hồi thanh linh khải giáp và hình thái hổ biến, thân thể khôi phục lại bình thường. Quanh thân có khí tức khủng bố dị thường lan tràn, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh, cuối cùng cỗ khí tức này mới dần dần biến mất. Khí tức thật mạnh, thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại chỉ sợ trong những người có mặt ở đây không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Chúng đế giả chung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua người Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ khí tức kinh người này, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức cường hãn trên người Lục Lâm Thiên không phải người có tu vi đồng cấp có thể so sánh được. Không biết tại sao chúng đế giả đồng thời nhìn về phía hậu điền lão tổ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, khi Lục Lâm Thiên còn là vũ đế tứ trọng đã có thể hung hăng trà đạp hậu điền lão tổ có tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ. Lúc này Lục Lâm Thiên lần nữa đột phá, nếu như lại ra tay với hậu điền lão tổ mà nói, kết quả sợ rằng không cần phải nói. Có lẽ ngay cả sức hoàn thủ hậu điền này cũng không có. Cảm giác từng đạo ánh mắt chung quanh, hậu điền lão tổ cũng nhanh chóng đoán ra được ý nghĩ trong lòng mọi người. Sắc mặt hắn lập tức càng khó coi, thế nhưng cảm giác nghẹn khuất này cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, lúc này Lục Lâm Thiên lại một lần nữa đột phá, hắn ở trước mặt Lục Lâm Thiên đã không còn lực chống lại. Đột phá vũ đế ngũ trọng. Cảm nhận khí tức trên người mình hiện tại. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự sợ hãi và vui mừng. Lần đột phá này khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bàn tay nắm chặt, lực lượng mênh mông từ trong kinh mạch, tế bào xuất hiện. Trong lúc mơ hồ khuếch tán ra bên ngoài giống như mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể rời núi lấp biển vậy. Cảm nhận trạng thái của mình hiện giờ, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là thân thể hắn, sau khi tiếp tục đột phá đã được năng lượng thiên địa rèn rũa. Trình độ cường hãn của thân thể hắn lần nữa được tăng cường hơn không ít. Dùng thể chất của thân thể hắn hiện tại, đối mặt với công kích của vô số người sợ rằng cũng không bị lay chuyển, có thể bỏ qua. Lão đại, chúc mừng huynh lại đột phá. Tiểu Long cười cười đi tới bên người Lục Lâm Thiên, lần này hắn cũng thừa cơ đột phá, thực lực tăng lên một mảng lớn. Lục Lâm Thiên cười cười, vừa rồi tất cả mọi chuyện hắn không làm chủ. Thế nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ. Chỗ tốt mà hắn đạt được có liên quan tới bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong vô tự thiên thư, mà đám người Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Đại Ca Dương Quá và mọi người đều nhận được chỗ tốt. Nhị đệ, lần này phải đa tạ đệ, không ngờ lại có thể nhận được chỗ tốt lớn như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dương Quá hiện sự vui vẻ, lúc này tu vi của hắn đã là vũ đế tam trọng sơ kỳ gần tới trung kỳ, khí tức toàn thân mênh mông vô cùng. Dưới năng lượng thuộc tính thổ vừa rồi khiến cho hắn thậm chí có thể cảm giác được lĩnh ngộ trên phương diện thuộc tính thổ của mình cũng đạt được không ít chỗ tốt. Phá tan không ít bình chướng vô hình, thu hoạch cực lớn. Đệ cũng chỉ thân bất do kỷ mà thôi, không biết tại sao lại như vậy. Chúc mừng đại ca đột phá vũ đế tam trọng. Lục Lâm Thiên nhún vai, tất cả mọi chuyện hắn cũng không quá rõ ràng, cảm nhận khí tức trên người đại ca Dương Quá, dùng lĩnh ngộ của hắn đối với thời gian và không gian, còn có thủ đoạn khác. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thực lực của đại ca Dương Quá hiện tại, ít nhất đại ca Dương Quá cũng có thể chống lại vũ đế tứ trọng đỉnh phong. Ken két. Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, đột nhiên không gian run lên, ngay sau đó cả không gian đột nhiên rạn nứt, vô cùng quỷ dị. Cẩn thận! Chúng đế giả lần nữa đề phòng, trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, cả không gian bắt đầu sụp đổ, nghiền nát, giống như một tấm gương bị nghiền nát vậy. Trong không gian quỷ dị bị nghiền nát, hai mắt mọi người tỏa sáng, tất cả mọi người xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này giống như tiên cảnh, không gian bao la, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này khổng lồ tới mức khiến cho người ta sợ hãi than. Cao ngất tận trời, không nhìn thấy điểm cùng, một mảnh xanh biếc.
Ngọn núi khổng lồ này ngăn cản tầm mắt của mọi người. Ngọn núi này so với bất kỳ một ngọn nào mà mọi người chứng kiến còn khổng lồ hơn nhiều. Còn không có ai nhìn thấy ngọn núi nào khổng lồ như vậy. Thế cho nên nhìn thấy ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến cho chúng đế giả khiếp sợ một hồi. Siêu siêu. Trong khi mọi người đang nhìn ngọn núi, trên không trung trong giây lát có vô số mây mù kéo tới. Cả không gian chấn động, một tầng mây mù dày đặc bao phủ không trung. Mây mù dày đặc bao phủ khiến cho tâm thần người ta không có cách nào dò xét vào bên trong. Khí tức mênh mông cổ xưa tràn ngập khôn gian khiến cho tâm thần của tất cả đế giả tự nhiên chấn động. Thiên đế, là khí tức của thiên đế. Dưới cỗ khí tức mênh mông cổ xưa này, chúng đế giả bỗng nhiên nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, cũng có người bắt đầu khủng hoảng. Ánh mắt chúng cường giả trong các đại hoàng tộc phức tạp. Thiên đế ở trong này. Nghe thấy hai chữ thiên đế, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Khí tức cổ xưa mênh mông trong mây mù dày đặc khiến cho người ta càng cảm giác thì trong lòng càng nặng nề, giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng vậy. Thiên đế rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thực lực khủng bố tới tình trạng ra xa? Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, muốn cởi bỏ tất cả bí mật trong thiên chủng. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có thiên đế thần bí này mới có thể nói cho tất cả mọi người biết được đáp án. Có thể đi tới nơi này mà còn sống đã không tồi rồi. Ta không quan tâm trong các ngươi có hơn phân nửa là được người khác bảo hộ hay không. Trong mây mù dày đặc truyền ra một đạo âm thanh hùng hậu giống như tiếng chuông. Đại cơ duyên ở trước mắt các ngươi, ai có thể có được đại cơ duyên thì từ nay về sau có thể ngao du thiên địa. Nếu như không đạt được thì tất cả các ngươi không có một ai thoát. Đều chết ở chỗ này. Âm thanh truyền ra, rơi vào trong tai mọi người khiến cho linh hồn mọi người run run. Ồ! Mà lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngưng tụ, âm thanh này vang lên, không biết tại sao linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong đầu hắn lại run lên. Thiên đế, từ thời viễn cổ tới nay tất cả đế giả tiến vào trong thiên chủng chẳng lẽ đều không thể đạt được cơ duyên kia hay sao? Trong chúng đế, trong công tôn hoàng tộc, lão giả tóc bạc hơn trăm tuổi kia nhìn lên mây mù dày đặc hỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, cũng ngẩng đầu nhìn lên mây mù màu trắng dày đặc. Một lát sau trong mây mù màu trắng dày đặc mới vang lên âm thanh. Từ thời viễn cổ cho tới nay vẫn chưa có người nào đạt được đại cơ duyên. Vậy xin hỏi thiên đế những đế giả tiến vào thiên chủng từ thời viễn cổ tới nay ở đâu? Trong Hiên Viên gia tộc. Ánh mắt lão giả dường như gọi là Hiên Viên Cương Phong chớp động một hồi rồi ngẩng đầu hỏi. Bọn họ đều chết, không ai có thể còn sống. Trong mây mù vang lên âm thanh bình tĩnh. Hít! Nghe vậy tuy rằng trong lòng tất cả đế giả đã sớm biết, đế giả từ thời viễn cổ tới nay đi vào trong thiên chủng chưa từng có ai đi qua, không phải chết thì còn thế nào, thế nhưng nghe thiên đế tự mình nói vậy trong lòng không khỏi chấn động cực lớn. Thậm chí còn có chút run sợ. Tất cả đế giả từ thời viễn cổ tới nay cơ hồ đều chết, vậy thì kết cục của bọn họ hiện tại cũng không cần phải nói. Tất cả cường giả của các đại hoàng tộc nhìn nhau, ánh mắt khẽ đổi. Thiên đế, đại cơ duyên này có phải thực sự là đại cơ duyên hay không? Nếu như có thì tại sao lại chưa từng có ai đạt được? Nếu như chúng ta không muốn mạo hiểm tìm đại cơ duyên kia thì chúng ta có thể rời khỏi thiên chủng hay không? Trong công tôn hoàng tộc. Một lão giả chừng 50 tuổi mặc bộ trường bào màu đỏ nói. Trong mây mù dày đặc, khi lão giả của công tôn hoàng tộc vừa mới nói xong, cả mây mù dày đặc run run, trong mây mù có một dạo quang trụ đánh xuống. Quang trụ giống như sấm sét đánh xuống mang theo khí tức hủy diệt mênh mông, trong nháy mắt xuyên thủng đỉnh đầu lão giả này. Trong chốc lát, hai mắt lão giả này bỗng nhiên co rụt lại, trong lúc vô hình cảm nhận được trong lòng có hàn ý đang lan tràn. Linh hồn trong đầu run rẩy. Tim đập nhanh hơn. Cùng một lúc, ánh mắt của chúng đế giả chung quanh lập tức run lên, tất cả mọi người run rẩy. Quang trụ này khiến cho linh hồn của tất cả các đế giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Siêu! Tất cả tới quá nhanh, trong lúc các đế giả còn chưa kịp phản ứng thì đạo quang trụ mang theo lực lượng hủy diệt này đã đánh vào trên người lão giả của công tôn hoàng tộc. Quang trụ đánh xuống không có xuất hiện âm thanh bạo liệt, không gian chỉ hơi chấn động một chút. Không gian chung quanh lộ ra một khe nứt đen kịt. Ken két. Trong nháy mắt này, thân thể lão giả của công tôn hoàng tộc kia hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong không gian. Chung quanh không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài. Mà ngay cả những cường giả khác của công tôn hoàng tộc bên cạnh cũng không cảm giác được bao nhiêu chấn động.
chỉ còn lại khí tức hủy diệt giống như dư âm còn lại, thế nhưng cũng khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người đình trệ, toàn thân run rẩy. Nói nhảm quá nhiều, ta không muốn trả lời ngươi, cũng không phải trả lời ngươi. Mặt khác tất cả nghe ta, người dám phản kháng giết không tha. Trong mây mù vang lên âm thanh không có một chút cảm tình nào, vết nứt không gian đen kịt vừa mới xuất hiện lập tức xác nhập lại như cũ. Không trung yên tĩnh trở lại, mà lão giả của công tôn hoàng tộc kia đã triệt để biến mất, hồn anh và linh hồn phân thân đều bị diệt, hồn phi phách tán. Hít! Trong không gian lập tức có người hít sâu một hơi, yết hầu ực một cái nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hãi, ngạc nhiên không thôi. Công tôn Thiên Đô, tộc trưởng công tôn gia tộc A, không ngờ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã bị tiêu diệt. Phụ thân, công tôn Tôn Nguyên hét lớn một tiếng, ánh mắt run rẩy, trơ mắt nhìn phụ thân mình bị đánh chết, bản thân lại bất lực, loại đau lòng này không cần phải nói. Thiên đế, chúng ta là người hoàng tộc A, người không kiêng nể giết người hoàng tộc, chẳng lẽ coi hoàng tộc chúng ta không tồn tại sao? Trong công tôn hoàng tộc, lão giả bộ dáng trăm tuổi kia cố nén tức giận. Nhìn vào trong mây mù dày đặc trên không trung lớn tiếng nói. Cái gì mà hoàng tộc, chỉ là đám người ếch ngồi đáy giếng, tự phong mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại còn tưởng rằng là thật, các ngươi ở trong mắt ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu như dám cãi lời ta sẽ làm cho toàn bộ các ngươi tan thành mây khói. Trong mây mù truyền ra thanh âm lạnh nhạt, không để đám người công tôn hoàng tộc vào trong mắt một chút nào. Chư vị, xem ra chúng ta chắc chắc sẽ vẫn lạc. Lúc này không động thủ còn đợi tới khi nào? Ánh mắt lão giả tóc bạc này trầm xuống, cắn răng quay đầu nói với người của tất cả các hoàng tộc. Thiên đế, ngươi không coi đế giả của cả đại lục vào trong mắt, hôm nay hoàng tộc chúng ta cho dù nhỏ bé cũng liều mạng với ngươi, đòi lấy công đạo cho toàn bộ đại lục. Trong các hoàng tộc có từng đạo thân ảnh bước ra, giống như đã sớm hình thành một loại ăn ý nào đó. Lâm Thiên, chàng cẩn thận một chút, thiếp phải vì trong tộc mà làm một ít chuyện. Nếu không cả đại lục sẽ vĩnh viễn nằm trong sự khống chế của người khác. Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn gật đầu nói với Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tình cảm, sau đó lập tức bước ra. Lão đại, đệ cũng phải đi hỗ trợ, huynh bảo trọng. Tiểu Long dứt lời, thân ảnh lập tức đi tới đội hình của Thanh Long Hoàng tộc. Lâm Thiên, nếu như chúng ta thất bại thì con phải tự mình bảo trọng. Nam Thúc truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Đồng thời thân ảnh cũng đi tới đội hình của Độc Cô Hoàng tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, hắn biết rõ chuyện này không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là chuyện mà tất cả các đại hoàng tộc đã sớm thương nghị qua, bởi vì bọn họ muốn đối phó với thiên đế đại nhân thần bí này. Nhìn đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Nghĩa Phụ Nam Thúc, còn có Tiểu Long, trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng vô cùng. Lục Lâm Thiên cảm thấy thập đại hoàng tộc đối phó với thiên đế đại nhân này không có bao nhiêu phần thắng. Chỉ là tất cả các hoàng tộc dường như lại có sự tin tưởng vô cùng lớn. Đế giả của thập đại hoàng tộc tiến lên, giờ phút này những người có mặt đại bộ phận đều là người của hoàng tộc. Mấy chục đế giả đứng đó, ánh mắt nhìn vào mây mù dày đặc trên không trung. Hoàng khí lan tràn, khí tức hùng hồn tràn ngập. Siêu siêu. Cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun, giờ phút này mấy chục đế giả đứng đó, đồng thời còn có không ít đế giả cường hãn, thanh thế kinh người vô cùng. Mà ngay cả bốn người của Thác Bạt hoàng tộc lúc này cũng có mặt. Các ngươi muốn thế nào? Trong mây mù dày đặc, thanh âm của thiên đế truyền ra, thanh âm này truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy rõ ràng thanh âm này tràn ngập vẻ khinh thường, thậm chí là coi rẻ. Thiên đế, chỉ cần giải trừ đế giả triệu hoán, giải thoát các đế giả tiến vào thiên trùng, những chuyện khác chúng ta cũng có thể thương lượng. Trong hiên viên hoàng tộc, hiên viên Cương Phong ngẩng đầu lên nói. Trong thanh âm mang theo vẻ thương nghị. Rõ ràng đối với việc liên thủ đối phó với thiên đế bọn họ cũng không quá nắm chắc, bằng không giọng điệu cũng không như vậy. Một bầy kiến hôi, nực cười, nực cười. Trong mây mù vang lên thanh âm lanh nhạt như chuông lớn, giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất. Thanh âm chấn động khiến cho không gian trực tiếp run run, giống như sơn băng địa liệt, cả không gian lung lay. Chư vị, mau động thủ đi, tương lai của cả đại lục ở trong tay chúng ta. Trong công tôn hoàng tộc, lão giả tóc bạc kia khẽ quát một tiếng, đôi mắt khép hờ, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, quanh thân có một cỗ hỏa diễm nóng bỏng cùng với hỏa hoàng khí mênh mông tràn ra. Động thủ! Từng tiếng quát trầm thấp truyền ra, thủ ấn trong tay chúng đế giả hoàng tộc lập tức biến hóa, chân khí linh lực, yêu nguyên,
linh nguyên trong cơ thể phun trào, năng lượng mang theo uy thế mênh mông tràn ngập thiên địa. Trong phiến không gian này chỉ một thoáng có các loại hoàng khí hội tụ, uy áp tràn ngập, năng lượng mênh mông khiến cho không gian run rẩy, khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Siêu siêu. Trong thập đại hoàng tộc, Tiểu Long, Hổ Tu, Chu Thần Hy, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ, Hiên Viên Triệt, 9 người nhảy lên trên không trung. Thủ ấn biến đổi, chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trên người bắt đầu phô thiên cái địa tuôn ra. Trong mắt có tinh mang quanh quẩn, uy áp mênh mông lan tràn. Siêu siêu. Lập tức trong tay và mi tâm đám người Bắc Cung Vô Song đều có cầu vồng bắn ra trước mặt. Trước người Bắc Cung Vô Song là một thanh trường kiếm màu xanh, trong tay Độc Cô Cảnh Văn là thần khí tỷ bà mang theo phong cách cổ xưa. Trước người Công Tôn Tông Nguyên chính là một thanh lôi chùy, toàn thân nóng bỏng, hỏa diễm lan tràn. Trước người Thái Công Tĩnh Nhiễm là một thanh trường kiếm màu trắng, toàn thân sáng long lanh tựa như một khối băng được đúc thành trường kiếm, bên trên lan tràn ra khí tức lạnh lẽo. Trước người Thác Bạt Thanh Vũ là một cây trượng, thổ hoàng khí lan tràn, khí tức kinh người. Cuối cùng trước người Hiên Viên Triệt lại là một chiếc quạt hoàn mỹ màu trắng, bên trên có bí văn quanh quẩn, cuồng phong rít gào. Sáu thần tử thần nữ trước người đều có thần khí, chỉ cần nhìn cũng biết đều không phải là thần khí bình thường. Thần khí thuộc tính. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, sáu kiện thần khí này đều là thần khí thuộc tính. Đối với thần khí thuộc tính, những năm này Lục Lâm Thiên cũng biết được mấy từ này trong miệng nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Chỉ có thần khí của người thuộc tính đại thành mới có thể hình thành thần khí thuộc tính. Thần khí thuộc tính có thể tương dung với thuộc tính của nó. So với linh khí cùng cấp độ còn cường hãn hơn nhiều. Có thể trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính. Huyết lục của bản thân hắn cũng đã là một kiện thần khí thuộc tính. Mà thần khí thuộc tính trong tay sáu thần tử, thần nữ của lục đại nhân hoàng tộc, từ trong miệng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn Lục Lâm Thiên cũng biết được đều là thứ lưu lại trong thần điện. Đây chính là thứ mà lão tổ đời thứ nhất lưu lại. Ầm ầm. Cùng lúc với đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, thủ ấn Tiểu Long biến hóa, trong mi tâm có hai đạo lưu quang lóe lên, trong mi tâm Chu Thần Hy và Hổ Tu cũng có một đạo lưu quang bắn ra. Không trung to lớn như vậy trong nháy mắt vang lên tiếng nổ cực lớn, tiếng nổ vang lên, cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện quang cháo bằng năng lượng cực lớn, gợn sóng trong không gian bắt đầu bị nghiền nát. Một cỗ khí tức cổ xưa lặng lẽ lan tràn, yêu hoàng khí, linh hoàng khí lan tràn, trong bốn đạo quang cháo xuất hiện bốn tòa cung điện khổng lồ. Trước người Hổ Tu chính là một tòa cung điện cổ màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt, đỉnh là bí văn bạch hổ. Trước người Chu Thần Hy chính là một cung điện màu đỏ, trên đỉnh có bí văn chu tước xoay tròn, trông rất sống động, khiến cho người ta có cảm giác không gian hỗn loạn, khí tức nóng bỏng vô cùng. Mà trước người Tiểu Long trực tiếp xuất hiện hai đại điện khổng lồ, trên đại điện khổng lồ bên trái có quang mang xanh đen lan tràn ra. Cung điện khổng lồ toàn thân u ám, hiện lên màu xanh đen, bên trên đỉnh có bí văn huyền vũ trông rất sống động. Tòa cung điện bên phải có một đầu thanh long đang xoay quanh, khí tức khiến cho linh hồn người ta run run. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bốn tòa cung điện vô cùng khổng lồ xuất hiện, khí tức hùng hậu mạnh mẽ bắt đầu lan tràn, uy áp mênh mông hàng lâm. Bày trận. Người của các hoàng tộc giờ phút này cũng bày trận, quang mang trên từng đại thân ảnh đại thịnh, lập tức đạp không mà lên. Thân thể tiến lên trên không trung, đứng sau lưng thần tử, thần nữ trong tộc mình. Mà cường giả Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc thì đứng ở sau lưng Tiểu Long. Chúng cường giả hoàng tộc đạp không mà đứng, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ huyền ảo. Chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng dường như tương liên với cường giả các tộc khác. Nhanh như thiểm điện tạo thành một trận pháp, dẫn động năng lượng thiên địa, cuối cùng từng đạo quang trụ bằng năng lượng trực tiếp rơi vào trên người các thần nữ các tộc. Ầm ầm, năng lượng thiên địa chấn động cuối cùng rơi vào trên người thần nữ, thần tử các tộc, khí thế của đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đại thịnh, nhanh chóng đem chân khí, linh lực rút gào trong thần khí thuộc tính. Ông ông! Thần khí thuộc tính đột nhiên run rẩy, tràn ngập uy áp khủng bố. Trên mỗi một kiện thần khí thuộc tính đều dẫn động uy áp thuộc tính trong thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chung quanh trường kiếm của Bắc Cung Vô Song đột nhiên có năng lượng thuộc tính mộc minh mông hội tụ. Sinh cơ trong không gian biến mất,
trên thần khí hình tỳ bà của Độc Cô Cảnh Văn ầm ầm vang vọng thanh âm giống như âm thanh của thiên nhiên, uy áp mênh mông hội tụ. Chung quanh chiếc quạt màu trắng của Hiên Viên Triệt có cuồng phong rít gào, không trung chung quanh Công Tôn Tông Nguyên nổi lên hỏa diễm bừng bừng. Đặc biệt là phía dưới mặt đất rung chuyển, giống như sơn băng địa liệt. Không gian chung quanh trường kiếm lạnh lẽo giống như băng của Thái Công Tĩnh Nhiễm đột nhiên cứng lại. Trong không gian bao la tựa như có xương trắng tràn ngập. Dưới sự thúc giục của các đại hoàng tộc, trên 6 kiện thần khí thuộc tính đều bộc phát ra uy năng khủng bố. Cả không gian ầm ầm run rẩy, năng lượng vô cùng vô tận khiến cho cả thiên địa vạn vẹo liên tục hội tụ. Ngao, chi, giống, linh nguyên, yêu nguyên trên người Tiểu Long, Hổ Tu, Chu Thần Hy rót vào trong 4 tòa cung điện, 4 tiếng thú giống từ trong 4 tòa cung điện cực lớn kia truyền ra. Bí văn trên đỉnh 4 cung điện vô cùng sống động, bí văn hóa thành 4 đầu cự thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế kinh thiên động địa. Thật mạnh! Nhìn thấy cảnh này, tất cả đế giả không tham dự, kể cả Lục Lâm Thiên cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, uy năng như vậy quá mức khủng bố. Lúc này ở đây tuyệt đối không có ai có thể chống lại năng lượng khủng bố như vậy. Đại cơ duyên A, từ nay về sau ngao du thế gian, chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi. Người đạt được cơ duyên sẽ đạt được cực hạn của linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục. Nắm sinh tử trong tay, đế giả trong thiên hạ không ai dám không nghe theo. Thanh âm như chuông lớn của thiên đế vang vọng trong không gian, thanh âm rơi vào trong tai mọi người giống như có ma lực khiến cho người ta mê muội, hai mắt bắt đầu đỏ thẫm. Người nhận được đại cơ duyên sẽ đạt tới cực hạn của linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, khống chế sinh tử, đế giả trong thiên hạ không ai dám không nghe theo. Giữa không trung, cơ hồ tất cả đế giả đều ngẩng đầu nhìn lên trên sương mù màu trắng trên không trung, ánh mắt rung động không thôi. Một câu này khiến cho tất cả đế giả điên cuồng, mục tiêu truy cầu cả đời của tất cả đế giả ở đây cũng chỉ có như vậy. Hiện tại đại cơ duyên hấp dẫn bực này đang ở ngay trước mắt, chuyện này đối với tất cả các đế giả mà nói, chính là sự hấp dẫn không có cách nào cự tuyệt. Thiên đế đại nhân, đại cơ duyên cũng lấy được a. Từ thời viễn cổ tới nay không biết có bao nhiêu cường giả phong hoa tuyệt đại cũng đành ngậm ngùi vẫn lạc ở trong thiên chủng này a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, mang theo vẻ cung kính nhìn vào đám sương mù màu trắng dày đặc trên không trung hỏi. Mặc kệ thiên đế này là ai, chỉ bằng vào thực lực kinh khủng kia cũng đủ để khiến cho người ta kính trọng. Đúng vậy, xem ra còn có người chưa bị choáng váng đầu óc a. Trong mây mù Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ khí tức vô hình đang quét qua người hắn. Cỗ khí tức vô hình này khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run lên. Trong lúc vô hình, dưới cỗ khí tức vô hình này Lục Lâm Thiên cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Loại cảm giác này làm cho tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Chỉ có thể nói thực lực của thiên đế này đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Các đế giả nghe đây, người muốn đạt được đại cơ duyên thì phải đạt được vô tự thiên thư. Dọc đường đi người có vô tự thiên thư sẽ gặp nguy hiểm nhỏ hơn không ít. Thanh âm của thiên đế vang lên. Vô tự thiên thư quả thực chính là mấu chốt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lời đồn bên ngoài cũng không sai a. Vô tự thiên thư chính là mấu chốt của cơ duyên. Chỉ là dọc đường đi, hắn thân mang 3 bản vô tự thiên thư thế nhưng cũng gặp phải không ít nguy hiểm a. Hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, 9 bản vô tự thiên thư hội tụ các người có thể mở ra cửa vào. Ta sẽ ở bên trong chờ các ngươi, giúp các ngươi đạt được cơ duyên. Đương nhiên muốn đạt được cơ duyên cũng giống như vạn lần chết, một lần sống. Thanh âm du dương của thiên đế truyền ra, mây mù bắt đầu cuồn cuộn. Lần này ta thay đổi quy tắc, hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, người tiến vào đầu tiên có tư cách đạt được cơ duyên. Những người khác ta sẽ thả các ngươi ra ngoài, bên trong xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên nếu không hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư thì tất cả các ngươi sẽ chết trong này. Thanh âm vừa dứt, mây mù màu trắng dày đặc trên không trung tán đi, xương trắng biến mất không còn dấu vết. Nơi xương trắng chiếm giữ vừa rồi lúc này cũng không có bất luận một chút bóng dáng nào của thiên đế. Chúng đế giả ngẩng đầu, giờ phút này bọn họ mới chính thức biết được thiên đế mạnh như thế nào. Thập đại hoàng tộc liên thủ đánh một kích, thế nhưng lại bị một cái tát đánh vỡ. Ngay cả hình bóng người ta cũng không nhìn thấy. Vô tự thiên thư, hội tụ 9 bản vô tự thiên thư là có thể nhận được đại cơ duyên. Khắc khắc, người có vô tự thiên thư giao ra đây,
bằng không tất cả mọi người đều khó sống. Trong lúc mọi người nhìn lên không trung, trong không trung lập tức có một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình lan tràn. Giới chủ Linh Vũ Giới đeo mặt nạ màu vàng ngẩng đầu, trong giọng nói cũng mang theo sự lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn về phía trước, đánh giá giới chủ Linh Vũ Giới, trong đôi mắt xinh đẹp mơ hồ có chút nghi hoặc. Nghe vậy vô số đế giả rối loạn, chín bản vô tự thiên thư đối với đại đa số người có mặt ở đây mà nói bọn họ chỉ mới nghe nói qua mà thôi, cũng không có ai nhìn thấy qua. Chín bản vô tự thiên thư, thật sự có thể hội tụ đủ chín bản vô tự thiên thư sao? Chẳng lẽ chín bản vô tự thiên thư hiện tại đang ở trong thiên trùng? Từng tiếng nghị luận vang lên, chúng đế nhìn nhau, đánh giá đối phương. Mà người của các đại hoàng tộc lập tức nhìn về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Bọn họ đều biết trên người giới chủ Linh Vũ Giới có vô tự thiên thư. Khặc khặc, hoàng tộc vô sỉ, muốn cướp đoạt vô tự thiên thư sao? Các ngươi đừng quên hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư mới có tác dụng. Cho dù cướp được vô tự thiên thư trên người ta cũng không có tác dụng. Mà 9 bản vô tự thiên thư hội tụ, cuối cùng cũng chỉ có một người đạt được đại cơ duyên. Hoàng tộc các ngươi nhiều như vậy, đến lúc đó phân làm sao đây a? Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn mọi người rồi cười lạnh, dường như hoàn toàn không đặt hoàng tộc vào trong mắt vậy. Người các đại hoàng tộc nghe vậy ánh mắt biến đổi không ngừng. Hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, thế nhưng cuối cùng chỉ có một người đi vào. 9 bản vô tự thiên thư, coi như là cướp được trong tay giới chủ Linh Vũ Giới này cũng chưa đủ. Huống chi cuối cùng để cho ai vào chuyện này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ. Vốn các đại hoàng tộc liên thủ là bởi vì muốn đối phó với thiên đế. Mà bây giờ thiên đế không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đối phó. Tăng thêm lúc này nguy cơ đã được giải trừ, mọi người không thể không cân nhắc vì bản thân mình một chút. Lần này chỉ có một người nhận được đại cơ duyên, tuy rằng vạn lần chết một lần sống, thế nhưng sự hấp dẫn của đại cơ duyên cũng khiến cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây can tâm tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội tiến vào bên trong kia. Lục Lâm Thiên nhìn vẻ mặt mọi người đang biến hóa, hai hàng lông mày cau lại. Xem ra thập đại hoàng tộc rất có thể sẽ không liên thủ với nhau nữa. Một câu của giới chủ Linh Vũ Giới đã triệt để chia rẽ bọn họ. Sổ sách của chúng ta cũng nên tính toán thôi. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân thể nhảy ra, chậm rãi phóng về phía giới chủ Linh Vũ Giới, hội tụ 9 bản vô tự thiên thư là có thể nhận được đại cơ duyên. Trong lòng Lục Lâm Thiên tuyệt đối cũng cảm thấy hứng thú. Phá toái hư không, cực hạn linh vũ, đây chính là mục tiêu mà Lục Lâm Thiên truy cầu. Muốn bỏ qua cơ hội lần này, ít nhất nếu như đạt được 2 bản của giới chủ Linh Vũ Giới trước mắt này thì trên người hắn sẽ có 5 bản, nắm lấy tiên cơ. Lời nói của thiên đế khiến cho Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm giác được 9 bản vô tự thiên thư có lẽ đều tiến vào trong thiên trùng. Nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên phóng về phía trước giống như muốn đối phó với giới chủ Linh Vũ Giới. Người các hoàng tộc lập tức vui vẻ, ai cũng biết ân oán của Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Giới. Lục Lâm Thiên, người muốn động thủ với ta. Nhìn Lục Lâm Thiên đánh tới, ánh mắt giới chủ Linh Vũ Giới nhảy lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên, một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Dưới cỗ khí tức âm hàn này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu, thế nhưng cảm giác này lại lập tức biến mất cho nên Lục Lâm Thiên không có chú ý nhiều mà nhìn giới chủ Linh Vũ Giới trầm giọng nói. Bất kể là vì Lục gia, Phi Linh Môn hay là nghĩa phụ nam thúc của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng có một ngày phải tính toán sổ sách. Ha ha! Giới chủ Linh Vũ Giới nghe vậy lập tức cười ha hả, nụ cười khiến cho người ta có chút bất an, nói. Lục Lâm Thiên, người động thủ với ta, người có nghĩ tới việc ta là phụ thân của Thanh Tuyền, là ngoại công của Du Thược hay không? Mặc kệ người có thừa nhận hay không, ta chính là nhạc phụ của ngươi. Nếu như người động thủ với ta, sau khi rời khỏi đâu, người đối mặt với Du Thược và Thanh Tuyền thế nào? Người dám đỡ upsilon.ng tới ta sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt nhìn về phía giới chủ Linh Vũ Giới co rúm một thoáng. Trong lòng đột nhiên có cảm giác như bị người ta nắm trong tay. Phụ thân của Thanh Tuyền, ngoại công của Du Thược, hắn nên động thủ thế nào a? Lục Lâm Thiên, trên thực tế ngươi là con rể của ta. Bằng không lúc trước ta đã sớm đem ngươi đánh chết, há có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi phát triển tới bây giờ. Nếu như ngươi liên thủ cùng ta trấn áp tất cả những người ở đây. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, sau khi đi ra ngoài ta cam đoan Thanh Tuyền và Du Thược sẽ tha thứ cho ngươi.
chẳng lẽ ngươi không muốn Du Thược và Thanh Tuyền trở lại bên cạnh ngươi sao? Ta và ngươi liên thủ thì mẫu tử nó sẽ tha thứ cho ngươi. Đây là cơ hội của ngươi. Dưới lớp mặt nạ màu vàng, ánh mắt của giới chủ linh vũ giới nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Một cỗ khí tức cường hãn trong lúc vô hình lan tràn, giống như có thể xuyên thấu linh hồn khiến cho tâm tình Lục Lâm Thiên dao động. Nghe giới chủ linh vũ giới nói vậy, trong các hoàng tộc lập tức có không ít người ngưng trọng. Thực lực của giới chủ linh vũ giới vốn đã rất mạnh, nếu như lại liên thủ với Lục Lâm Thiên mà nói, sợ rằng chúng cường giả ở đây không có ai có thể chống lại hai người này. Lâm Thiên, không được để hắn làm ảnh hưởng. Lúc này thanh âm của Nam Thúc truyền ra, thanh âm vang vọng rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên giống như tiếng chuông chấn động khiến cho não Lục Lâm Thiên run lên, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi, lúc này hắn mới biết được không ngờ trong lúc bất chi bất giác lại rơi vào trong một thủ đoạn quỷ dị nào đó của giới chủ linh vũ giới. Ngươi muốn chúng ta liên thủ sao? Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói, ánh mắt có chút phân vân, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua trên người huyết kiếm đại đế. Lập tức nhìn về phía giới chủ linh vũ giới nói. Được, huyết kiếm đại đế này có không ít ân oán với ta. Người này chắc chắn phải chết, người giết người này ta sẽ xem xét liên thủ với ngươi. Thật sao? Ánh mắt dưới lớp mặt nạ màu vàng của giới chủ linh vũ giới lập tức nhìn về phía huyết kiếm đại đế. Giới chủ, không nên, người đã đáp ứng ta, người phải giúp ta đối phó với Lục Lâm Thiên này. Huyết kiếm đại đế nhìn thấy ánh mắt của giới chủ linh vũ giới. Khuôn mặt già nua bỗng nhiên biến sắc, toàn thân run rẩy. Giữa ngươi và con rể ngươi bảo ta phải lựa chọn ai? Huống chi bây giờ ngươi đã không còn bao nhiêu tác dụng với ta. Giới chủ linh vũ giới cười nhạt một tiếng, khí tức lạnh lẽo vô hình run run. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi lật lọng. Trong mắt huyết kiếm đại đế lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run rẩy lùi về phía sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Lúc trước ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng với ta. Bây giờ ngươi không còn giá trị nào đáng nói. Dám đỡ upsilon.ng tới nhi nữ và tôn nữ ta, có lẽ ngươi sớm nghĩ tới kết cục ngày hôm nay. Ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy? Trong mắt giới chủ linh vũ giới có một đạo hàn mang bắn ra, cánh tay khẽ phất, trong tay phải đột nhiên có một vòng xoáy tuôn ra. Bên trong vòng xoáy tràn ngập khí tức âm hàn, một cỗ lực lượng cắn nuốt ngập trời nhanh chóng bao phủ người huyết kiếm đại đế. Vòng xoáy xuất hiện, dường như bên trong có một loại ma lực nào đó tồn tại, vòng xoáy vừa mới xuất hiện, toàn thân huyết kiếm đại đế lập tức run lên. Thể thể không chịu sự khống chế bị nhấc lên, nhanh như thiểm điện bị hút về phía vòng xoáy. Đầu trực tiếp chui vào trong vòng xoáy. A hát! Tiếng kêu thảm thiết của huyết kiếm đại đế vang lên, giống như mang theo sự không cam lòng thật sâu. Tất cả chỉ trong nháy mắt. Huyết kiếm đại đế này cũng là cường giả hiển hách tung hoành đại lục thế nhưng lúc này chỉ lưu lại tiếng kêu thảm thiết rồi trực tiếp hóa thành huyết phụ biến mất trong vòng xoáy kia. Vô số ánh mắt nhìn về phía giới chủ linh vũ giới, cơ mặt co rúm lại. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân có thể đánh chết huyết kiếm đại đế. Mà thực lực chân chính của người này cũng khiến cho mọi người khó có thể phán đoán ra. Âm dương linh vũ quyết, dường như lại có chút không giống. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn không ngờ giới chủ linh vũ giới lại dứt khoát đánh chết huyết kiếm đại đế như vậy. Mà thủ đoạn mà kẻ này thi triển rõ ràng mang theo dấu vết của âm dương linh vũ quyết, thế nhưng lại hoàn toàn không giống vậy. Ngay cả xương cốt của huyết kiếm đại đế này cũng không còn, trực tiếp bị người này thôn phệ. Giới chủ linh vũ giới đánh chết huyết kiếm đại đế, ống tay áo vung lên, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Huyết kiếm đã bị đánh chết, con rể tốt của ta. Bây giờ ngươi có thể liên thủ được với ta hay chưa? Ngươi giết huyết kiếm không tồi, thế nhưng ta chỉ nói xem xét chứ không phải đồng ý với ngươi. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng không biết nặng nhẹ, liên thủ với ta là lựa chọn có lợi nhất với ngươi. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dần dần âm trầm. Khoản sổ sách giữa chúng ta không có cách nào vì một huyết kiếm mà có thể xí xóa. Nể mặt Thanh Tuyền và Du Thược. Ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ không động vào ngươi. Giao vô tự thiên thư ra đây, ta có thể không động tới ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhếch lên, lần nữa nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Có quan hệ với Du Thược và Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên quả thực không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nếu như mình động thủ với hắn, Thanh Tuyền và Du Thược sẽ càng không tha thứ cho mình.
hóa ra ngươi muốn vô tự thiên thư. Cũng tốt, không phải là vô tự thiên thư sao? Con rể tốt của ta cho ngươi là được. Trong ánh mắt âm trầm của giới chủ linh vũ giới hiện lên sự vui vẻ, khẽ phất tay đánh ra hai đạo lưu quang bắn về phía Lục Lâm Thiên. Là vô tự thiên thư. Hai đạo lưu quang này lướt đi, hai đạo khí thức lan tràn, Lục Lâm Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được có hai cỗ khí thức quen thuộc. Bên trong đó còn có một cỗ khí thức đối với hắn còn quen thuộc hơn. Đột nhiên Lục Lâm Thiên sững sờ, không chút do dự thu hai đạo lưu quang vào trong tay. Hai đạo lưu quang thu liếm, hai khối ngọc giản lớn bằng bàn tay xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Ngọc giản hình vuông giống như một cuốn sách, bề mặt trơn bóng giống như trời sinh đã vậy. Bên trên lan tràn ra một cỗ khí tức mênh mông vô cùng. Đây chính là hai bản vô tự thiên thư, không sai vào đâu được. Chân khí Lục Lâm Thiên lập tức rót vào trong hai bản vô tự thiên thư, trên một bản vô tự thiên thư lập tức hiện lên một chữ hiệp không giống như bốn chữ linh, tề, thiên, liệt trên bốn bản còn lại. Là vô tự thiên thư của linh vũ giới, chính là cuốn này. Nam Thúc đi tới bên người Lục Lâm Thiên, mắt nhìn khí tức đang lan tràn ra từ vô tự thiên thư, toàn thân hắn tức thì run rẩy. Nghĩa phụ, Lục Lâm Thiên cầm vô tự thiên thư trong tay đưa cho Nam Thúc. Hắn biết rõ quan hệ của cuốn vô tự thiên thư này và Nam Thúc. Lúc này nhìn thấy bản vô tự thiên thư này, sợ rằng trong lòng nghĩa phụ Nam Thúc đang chấn động. Hay là con cầm đi, cẩn thận người này không có ý tốt. Nam Thúc khẽ lắc đầu truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lúc này bản thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ giới chủ linh vũ giới lại dễ dàng đem hai bản vô tự thiên thư giao cho hắn. Đây quả thực là chuyện mà hắn không dám tin. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không khỏi hoài nghi có phải giới chủ linh vũ giới này không có ý tốt hay không. Bằng không tại sao lại nhẹ nhàng đem hai bản vô tự thiên thư giao cho hắn như vậy. Vô tự thiên thư, hai bản vô tự thiên thư. Chỉ một thoáng nhìn thấy hai bản vô tự thiên thư trong tay Lục Lâm Thiên, trong không trung lập tức có vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong tay Lục Lâm Thiên. Trong mắt tràn ngập sự nóng bỏng và tham lam. Chỉ là thực lực của Lục Lâm Thiên còn đó không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thực lực của Lục Lâm Thiên thấp một ít, cam đoan sẽ có người trực tiếp ra tay cướp đoạt. Âm mưu, di hoa tiếp mộc, muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhìn ánh mắt tham lam của mọi người, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng hiểu ra giới chủ linh vũ giới này cố ý đem vô tự thiên thư giao cho hắn trước mặt mọi người, dụng ý rất đơn giản là chuyển rời địch ý của các hoàng tộc từ trên người hắn về phía mình. Di hoa tiếp mộc, khiến cho mình trở thành cái đích cho tất cả mọi người. Mà vạn nhất mình động thủ với người khác thì hắn ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Thấy Lục Lâm Thiên nhìn về phía mình, giới chủ linh vũ giới lập tức lạnh nhạt cười. Xem như ngươi lợi hại. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn giới chủ linh vũ giới, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Vô tự thiên thư ở trong tay hắn thì như thế nào? Dùng thực lực của hắn bây giờ có ai dám lộn xộn? 9 bản vô tự thiên thư đã có 5 bản nằm trong tay hắn. 4 bản còn lại có 2 bản không rõ tung tích, có lẽ lúc này cũng là thời điểm biết được tung tích. Trong ánh mắt của mọi người, thân thể Lục Lâm Thiên dậm chân nhảy lên, nhìn ngọn núi mênh mông khổng lồ trước mặt, hai tay nâng hai bản vô tự thiên thư, nhìn về phía chúng cường giả chung quanh nói. Hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư mới mở được cửa vào. Mới có một người có thể nhận được đại cơ duyên. Những người khác mới có thể rời khỏi thiên trùng, cho nên ai có vô tự thiên thư thì lấy ra đi. Bằng không tất cả mọi người không ra được, có giữ lại vô tự thiên thư cũng vô dụng. Lời này cũng đúng, chỉ là lấy ra vô tự thiên thư thì nó sẽ ở trong tay ai. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, đại hán mặc chừng 50 tuổi, mắt sáng như sao, người mặc trường bào màu trắng xanh trong thiên địa các bước ra. Vô tự thiên thư, trong tay thiên địa các cũng có vô tự thiên thư. Mà giờ phút này ánh mắt mọi người lại nhìn chăm chú vào một khối ngọc giản trong tay đại hán chừng 50 tuổi này. Bên trên có khí tức mênh mông lan tràn ra, bí văn quanh quẩn, trên mặt hiện lên một chữ tâm. Vô tự thiên thư cuối cùng giao cho ai thì phải dựa vào bổn sự và vận khí của người đó. Có vô tự thiên thư có thể lấy ra, nếu không tất cả cũng sẽ chết. Trường bào bằng vải thô trên người Bắc Cung Ân Triều tung bay, sinh cơ lan tràn. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một khối ngọc giản nhỏ, bên trên ngọc giản cũng có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn. Bí văn quanh quản, bên trên hiện lên một chữ phiêu.
trong Bắc Cung hoàng tộc và thiên địa các đều có vô tự thiên thư. Lục Lâm Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn đã sớm biết rõ trong tay thiên địa các có một bản vô tự thiên thư, trong tay Bắc Cung hoàng tộc cũng có một bản khác. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía bốn bản vô tự thiên thư trong tay Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Ân Triều. Còn có đại hán chừng 50 tuổi của thiên địa các. Ánh mắt chớp động, vô cùng phức tạp. Bốn bản vô tự thiên thư xuất hiện, nhanh chóng tỏa ra quang mang, khí tức mênh mông trong lúc mơ hồ chấn động. Thế cho nên căn bản không cần Lục Lâm Thiên thúc dục chân khí thì trên hai bản vô tự thiên thư trên tay hắn cũng có bí văn quanh quẩn. Hiện lên văn tự, trong lúc mơ hồ bốn bản vô tự thiên thư còn có một mối liên hệ huyền ảo nào đó. Có lẽ trong này còn có người cũng có được vô tự thiên thư. Chẳng lẽ tới thời điểm này các ngươi còn không định lấy ra hay sao? Bắc Cung Ân Triều liếc nhìn mọi người nói. Lúc này không xuất ra còn đợi tới khi nào, ta cũng tới tham gia náo nhiệt a. Bắc Cung Ân Triều vừa mới dứt lời, trong Hiên Viên hoàng tộc, bên người Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Cương Phong bước ra, trong tay có một đạo lưu quang xuất hiện. Một cỗ khí tức quen thuộc mà mênh mông lan tràn, một khối vô tự thiên thư xuất hiện trong tay, bí văn quanh quẩn. Trên vô tự thiên thư hiện lên một chữ giải. Bản vô tự thiên thư thứ 8 trong tay Hiên Viên hoàng tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, bản vô tự thiên thư thứ 8 rốt cuộc cũng xuất hiện, hắn không ngờ lại nằm trong tay của Hiên Viên hoàng tộc. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút chấn động, thế nhưng hắn cũng không bận tâm quá nhiều. Trong hoàng tộc có một bản vô tự thiên thư cũng là chuyện bình thường, không có gì quá kỳ quái. Ngược lại chuyện Hiên Viên hoàng tộc có một bản vô tự thiên thư khiến cho các hoàng tộc khác rất kinh ngạc. Dường như bọn họ cũng không biết trong tay Hiên Viên hoàng tộc có vô tự thiên thư. Không biết bản vô tự thiên thư cuối cùng ở trong tay ai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút đảo qua toàn trường, 9 bản vô tự thiên thư trên người hắn ẩn giấu 3 bản. Bên ngoài xuất hiện 5 bản, tổng cộng có 8 bản vô tự thiên thư đã xuất hiện, cũng chỉ còn lại một bản vô tự thiên thư. Đã xuất hiện 5 bản, vậy thì bản vô tự thiên thư thứ 6 này của ta có che giấu cũng vô dụng. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang lén lút dò xét thì một thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người lập tức nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Trong đám người lúc này có một lão giả thân thể hùng vĩ đi ra. Một cỗ khí tức cường hãn lan tràn khiến cho không trung trong lúc mơ hồ có cảm giác hoa mắt. Mà trong tay người này cũng xuất hiện một khối ngọc giản hình vuông giống như quyển sách. Bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông khuếch tán. Đây cũng tuyệt đối là vô tự thiên thư, không thể giả được. Bí văn lưu chuyển, trên bề mặt hiện lên một chữ thống. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía người này, trong mắt lập tức có chút ngoài ý muốn. Hổ khiếu lão tổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hắn không ngờ người mang bản vô tự thiên thư thứ 9 lại là hổ khiếu lão tổ. 9 bản vô tự thiên thư xuất hiện, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng run lên, rốt cuộc 9 bản vô tự thiên thư đã tụ họp, xuất hiện ở trong thiên trùng. Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. Nhìn qua chữ trên 6 bản vô tự thiên thư, tăng thêm chữ trên 3 bản vô tự thiên thư mà hắn che giấu, Lục Lâm Thiên thì thào nói. 9 chữ bên 9 bản vô tự thiên thư chính là linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiên. Đọc 9 chữ này lên, trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, giống như có một cỗ lực lượng nào đó khiến cho hắn run lên vậy. Vô tự thiên thư trong tay trong lúc mơ hồ nhảy lên. Cửu tự chân ngôn, đây là cửu tự chân ngôn của Mật Tông. Đọc 9 chữ này lên, trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên lóe lên linh quang. 9 chữ này dường như có chút quen thuộc, lập tức Lục Lâm Thiên nhớ tới ở thế giới kiếp trước của hắn, trong truyền thuyết của Hoa Hạ có truyền thuyết về cửu tự chân ngôn. Một lần hắn vô tình biết được trong Mật Tông giáo có cửu tự chân ngôn gọi là linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. Nghe nói theo lời Lạt Ma trong giáo phái này chỉ cần thường niệm cửu tự chân ngôn này là có thể khai phá rất nhiều sự huyền bí cùng với tiềm năng trong cơ thể. Chỉ cần thông qua pháp môn của Mật Tông phối hợp với thủ ấn tu luyện đặc biệt cùng với sự cố gắng không ngừng là có thể khiến cho người tu hành phát huy toàn bộ thực lực. Để cho thân thể câu thông với vũ trụ đạt tới cảnh giới người và trời hòa vào một thể. Lúc ấy Lục Lâm Thiên cũng không cho rằng là đúng, cũng không tin những thứ này. Thế nhưng lúc này nhìn thấy trên 9 bản vô tự thiên thư có cửu tự chân ngôn khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ một chút. Không phải thứ này có quan hệ với Mật Tông kiếp trước chứ? Không có khả năng a, đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 6 bản vô tự thiên thư. 6 bản vô tự thiên thư xuất hiện,
sáu cỗ khí tức mênh mông lan tràn khiến cho hai mắt người ta càng thêm nóng bỏng. Sáu bản vô tự thiên thư hội tụ, chỉ còn ba bản nữa là có thể có được đại cơ duyên. Chuyện này đối với tất cả đế giả mà nói đều là hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Sáu bản, còn ba bản còn lại ở trong tay ai? Bắc Cung Ân Triều, Hổ Khiếu, đại hán mặc trường bào màu trắng xanh của Thiên Địa Các, Hiên Viên Cương Phong và mọi người lần nữa nhìn chung quanh. Bọn họ chỉ thấy sáu bản vô tự thiên thư, còn có ba bản vô tự thiên thư còn chưa có xuất hiện. Không biết trong tay ai, ai còn vô tự thiên thư mau giao ra đây. Bằng không đến lúc đó cho dù là ai cũng không sống được. Bắc Cung Ân Triều nhìn chung quanh nói. Đám người nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm suy đoán không biết trong tay ai còn vô tự thiên thư. Chỉ tiếc khiến cho mọi người thất vọng chính là cũng không có ai tiếp tục đứng ra. Ngược lại hai người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế lén lút nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hai người bọn họ biết rõ trong tay Lục Lâm Thiên ít nhất còn có một bản vô tự thiên thư khác. Lúc trước tiểu tử này mới chỉ giao cho Huyết Kiếm Đại Đế một bản mà thôi. Còn ai còn vô tự thiên thư? Đừng lề mề, giữ lại cũng không có tác dụng, chẳng lẽ muốn tất cả cùng chết hay sao? Hổ Khiếu lão tổ quát một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua không trung. Mọi người nghe vậy lập tức náo loạn, nếu như không có đủ vô tự thiên thư vậy sẽ không có cách nào thoát ra, đồng thời cũng không có bất kỳ ai nhận được đại cơ duyên. Tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng một chỗ. Có vô tự thiên thư thì lấy ra đi, đừng có để cho mọi người cùng chết. Giữ lại cũng không có tác dụng, lấy ra đi, đừng hại mọi người. Ai mà thiếu đạo đức như vậy a? Không ngờ lại cất giấu vô tự thiên thư, muốn chúng ta cùng chết sao? Quần chúng lập tức giận dữ, chuyện liên quan tới sinh tử của bọn họ sao không khẩn trương cho được? Nếu như không xuất ra vô tự thiên thư sẽ là công địch của tất cả mọi người. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên không có một chút biểu tình nào, lén lút biến đổi, ba bản vô tự thiên thư ở trong tay hắn, người khác có thể mang ra được mới là lạ. Mà Lục Lâm Thiên cũng không định mạo hiểm xuất ra lúc này, nếu như hắn xuất ra ba bản vô tự thiên thư lúc này nhất định sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, huống chi nếu xuất ra ba bản vô tự thiên thư mà nói thì chín bản vô tự thiên thư cũng không phải là của hắn. Chẳng lẽ người khác sẽ cam tâm tình nguyện giao những bản vô tự thiên thư còn lại cho hắn sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vậy Lục Lâm Thiên quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Dù sao số vô tự thiên thư còn lại đều ở trong tay hắn, hắn cần gì phải lo lắng cơ chứ? Rốt cuộc là ai cất giấu vô tự thiên thư? Lấy ra cho ta! Hổ Khiếu lão tổ lần nữa quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh, dường như có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc còn có ai không lấy ra vô tự thiên thư? Đừng hại chúng ta cùng chết a! Mọi người ngày càng hỗn loạn, chỉ là vẫn không có người nào đứng ra. Thế cho nên mọi người không thể không hoài nghi ba bản vô tự thiên thư còn lại căn bản không tiến vào trong thiên trùng. Không có chín bản vô tự thiên thư không có ai đạt được cơ duyên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Nghĩ vậy ánh mắt chúng đế giả lần nữa ngưng trọng hẳn lên. Vốn bọn họ cho rằng thiên đế cải biến quy tắc cho nên có hy vọng sống sót. Thế nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Không có ai giao ra vô tự thiên thư sao? Hỗn trướng, đừng để cho ta tìm ra ai giấu vô tự thiên thư, ta nhất định sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Hổ Khiếu lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và giận dữ. Hổ Khiếu, ngươi còn định thế nào nữa? Có bản lĩnh thì ngươi giết từng người đi. Nói không chừng còn có thể tìm ra vô tự thiên thư. Hiên Viên Cương Phong nhìn Hổ Khiếu, lạnh nhạt nói. Hiên Viên Cương Phong, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thế nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy. Hổ Khiếu nhíu mày nhìn Hiên Viên Cương Phong. Chư vị, thiên đế đại nhân không lừa gạt chúng ta. Trong lời nói của hắn cho thấy rõ ràng chín bản vô tự thiên thư đã ở trong này, nhất định có người giấu vô tự thiên thư. Sau lưng Hiên Viên Cương Phong có một đạo thân ảnh nhảy ra. Đây chính là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhìn qua vô cùng nhàn nhã, lạnh nhạt. Đây chính là thần tử Hiên Viên Triệt của Hiên Viên Hoàng tộc. Giữ lại vô tự thiên thư cũng không có tác dụng gì. Nếu như thực sự có vô tự thiên thư tại sao lại không có ai lấy ra? Đúng vậy, giữ lại vô tự thiên thư cũng không có tác dụng, nếu như không lấy ra tất cả mọi người sẽ chết. Chẳng lẽ người này cố ý muốn tất cả chúng ta chết hay sao? Nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, tiếng nghị luận lập tức ồn ào hẳn lên, không ít ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt mặc dù chỉ là vũ đế nhất trọng, thế nhưng khí chất lại bất phàm. Hắn khẽ mỉm cười, trước mặt không ít đế giả cường hãn và trưởng bối vẫn lạnh nhạt, thong dong như cũ, nói. Người ẩn tàng vô tự thiên thư không phải là cố ý muốn hại chết tất cả mọi người. Theo ta suy đoán bọn họ cũng chỉ muốn đỡ Upsilon, xê nước béo cò mà thôi. Bọn họ muốn đạt được chỗ tốt cuối cùng trong vô tự thiên thư, do đó đạt được đại cơ duyên mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Hiên Viên Triệt này quả thực bất phàm, chỉ tiếc thực lực của hắn trong hoàn cảnh này không thay đổi được điều gì. Nếu như thực lực người này mạnh hơn, có lẽ cũng không dễ trêu vào. Nói có đạo lý. Nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, lập tức có không ít người gật đầu. Ta rất muốn biết rốt cuộc là ai giấu vô tự thiên thư muốn đỡ Upsilon, xê nước béo cò. Chẳng lẽ đám người này muốn chúng ta hỗn chiến một hồi, cuối cùng ngư ông đắc lợi hay sao? Bắc Cung Ân Triều nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua từng người, thế nhưng cũng khó có thể biết rõ được rốt cuộc là ai giấu vô tự thiên thư. Cũng có khả năng vô tự thiên thư không ở trong thiên chủng này. Lục Lâm Thiên im lặng, dù sao ba bản vô tự thiên trong tay hắn, vô luận như thế nào cũng không thể xuất ra được. Tốt hơn nên nghĩ cách đoạt bảy bản vô tự thiên thư mới là vương đạo. Bốn bản vô tự thiên thư còn lại phân biệt ở trong tay bốn thế lực là Hiên Viên Hoàng tộc, Thiên Địa Các, Bắc Cung Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc. Bốn thế lực này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút đau đầu, muốn đạt được chín bản vô tự thiên thư là chuyện tuyệt đối không dễ. Đặc biệt là Bắc Cung Hoàng tộc hắn không thể mạnh mẽ đoạt. Gia tộc khác cũng không phải dễ trêu. Đối mặt với một cỗ thế lực đã khó rồi lại còn phải đồng thời đối mặt với bốn cỗ thế lực. Chuyện này không phải dễ. Huống chi Lục Lâm Thiên biết rõ, giới chủ linh vũ giới còn ở phía sau. Người này tuyệt đối không có ý tốt, không công mà đưa cho hắn hai bản vô tự thiên thư. Chỉ là hắn có mục đích của hắn, Lục Lâm Thiên có mục đích của mình. Hiện tại hai người đang âm thầm giao phong với nhau. Trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Hiên Viên Hoàng tộc. Lúc này Hiên Viên Triệt đang nói gì đó với Hiên Viên Cương Phong. Hiên Viên Cương Phong khẽ gật đầu, ống tay áo run lên, ý bảo Hiên Viên Triệt lùi về phía sau một chút. Chư vị, nếu như có người đã có chủ ý cất giấu vô tự thiên, có lẽ chúng ta cũng không thể nào tìm trên người tất cả mọi người một lần. Cho nên ta có một đề nghị. Hiên Viên Cương Phong nhìn đám người Bắc Cung Ân Triều, Hổ Khiếu Lão Tổ, Đại Hán Trung Niên của Thiên Địa Các, còn có Lục Lâm Thiên nói. Lời này của Hiên Viên Cương Phong đương nhiên cũng có ý tứ hỏi đám người Lục Lâm Thiên. Hiên Viên Cương Phong, có dám mau phóng? Bắc Cung Ân Triều mở miệng, ánh mắt chấn động. Dường như đối với đề nghị của Hiên Viên Cương Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hiên Viên Cương Phong, có gì cứ nói. Hổ Khiếu Lão Tổ nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên từ lâu đã nhìn vào trên người Hiên Viên Cương Phong kia, không biết vừa rồi Hiên Viên Triệt lại có chủ ý quái quỷ gì. Chư vị, bây giờ chúng ta có tổng cộng 6 bản vô tự thiên thư. Người nắm 3 bản vô tự thiên thư còn lại có lẽ cũng muốn đạt được vô tự thiên thư trong tay chúng ta. Có lẽ trong lòng mọi người cũng đều nghĩ tới vô tự thiên thư trong tay người khác đúng không? Hiên Viên Cương Phong nhìn đám người Lục Lâm Thiên, Hổ Khiếu, còn có Đại Hán Trung Niên của Thiên Địa Các nói. Hiên Viên Cương Phong, rốt cuộc ngươi có đề nghị gì? Ngươi nhanh nói một chút đi, lề mề, ngươi đừng làm chúng ta tò mò. Hổ Khiếu Lão Tổ lớn tiếng nói với Hiên Viên Cương Phong. Hiên Viên Cương Phong dường như cũng biết tính tình của Hổ Khiếu Lão Tổ cho nên cũng không để ý mà nói. Ta đề nghị bốn người chúng ta đọ sức một hồi, kẻ bại trận sẽ đem vô tự thiên thư cho kẻ thắng. Hai người chiến thắng lại giao thủ với nhau, người chiến thắng cuối cùng sẽ có được 6 bản vô tự thiên thư. Ha ha, biện pháp tốt, như vậy cũng có chút công bằng, cũng có thể đề phòng người khác đỡ Upsilon, xê nước béo cò. Trong Thiên Địa Các, Đại Hán Trung Niên mặc trường bào màu trắng xanh nói, thế nhưng khóe miệng lại nở nụ cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Được, biện pháp này cũng giống như ý của ta, hiện tại bắt đầu đi. Hổ Khiếu Lão Tổ lớn tiếng nói, cách này vô cùng hợp khẩu vị của hắn, những người có mặt ở đây làm sao có thể có thân thể sánh được với Bạch Hổ Hoàng tộc hắn được chứ? Đây chính là chuyện có lợi nhất với hắn, cho nên làm sao hắn có thể sợ người khác được. Biện pháp này cũng không tồi. Bắc Cung Ân Triều dường như cũng không có ý tức phản đối. Lục Lâm Thiên không nói gì, dường như cũng đồng ý. Biện pháp này đối với hắn có lợi nhất,
sau khi lần nữa đột phá tới vũ đế ngũ trọng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút suy đoán. Đối diện với lão tổ của mấy đại hoàng tộc này hắn cũng không cần phải lo lắng. Nương theo thực lực mà hắn lộ ra quả thực cũng có một chút lực lượng tranh giành. Bất quá chúng ta có 5 người a, dường như có chút khó phân chia. Bắc Cung Ân Triều nhìn 4 người Lục Lâm Thiên, 6 bản vô tự thiên thư ở trên tay 5 người. Nếu như động thủ quả thực khó có thể phân chia đối thủ. Ánh mắt mọi người khẽ đổi, trong lòng đều hiểu rõ ý tứ của Bắc Cung Ân Triều. Nếu như 5 người đối chiến 2-2 mà nói, sẽ dư ra 1 người. Tu vi đạt đến cấp độ như mọi người hiện tại một khi giao thủ ít nhất cũng sẽ tới tình trạng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó người còn lại kia nhúng tay vào sẽ chiếm được tiện nghi vô cùng lớn. Chắc chắc sẽ có người để trốn. Chúng ta rút thăm quyết định là được. Như vậy cũng công bằng một chút. Hiên Viên Cương Phong do dự một chút rồi ngẩng đầu nói với mọi người. Cũng được, tất cả dựa vào vận khí, chuyện này cũng công bằng. Hổ Khiếu Lão Tổ đương nhiên không có ý kiến. Trong tay các người có 1 bản vô tự thiên thư, trong tay ta có 2 bản vô tự thiên thư. Các ngươi lại dám nói công bằng với ta, các ngươi nghĩ thật hay a? Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người không chút khách khí nói. Chuyện này, ánh mắt Bắc Cung Ân Triều thoáng chấn động một chút, nói. Quả thực có chút không công bằng. Hừ, ai bảo trong tay ngươi có 2 bản vô tự thiên thư? 2 và 1 cũng không khác gì nhau, bằng không ngươi cũng có thể đem 1 bản vô tự thiên thư giao cho người khác. Thế nhưng phải cùng rút thăm đối chiến. Ánh mắt Hiên Viên Cương Phong trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hừ, lão gia hỏa nhà ngươi không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được sao? Hiên Viên Cương Phong còn chưa dứt lời, tiếng mắng to của Tiểu Long đã vang lên. Tiểu Long, không được vô lễ, không được mắng hắn không biết xấu hổ, con không được nói thẳng a, trong lòng mọi người biết là được rồi. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ lạnh nhạt, như cười như không nói với Tiểu Long. Rõ ràng đang cùng với Tiểu Long châm ngòi thổi gió với Tiểu Long. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn Long Bành lão tổ khẽ gật đầu. Khi ở trong Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên đã từng nghe Kim Huyền nói qua. Long Bành lão tổ này khi còn bé đã từng gặp Kim Huyền. Mà Kim Huyền lại có chút giao tình với một ít tiền bối trong Thanh Long Hoàng tộc khi trước. Nghe Tiểu Long và Long Bành lão tổ mắng mình. Hiên Viên Cương Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hổ Khiếu lão tổ thì trợn mắt không nói thêm gì. Đại hán chừng 50 tuổi trong Thiên Địa Các và Bắc Cung Ân Triều thì cười khổ. Mục đích của Hiên Viên Cương Phong bọn họ biết, kỳ thật tất cả đế giả cũng có thể phán đoán ra. Dù sao có thể tu luyện tới đế giả cũng không quá đần. Nếu không cũng không có cách nào đột phá tu vi tới đế giả. Thực lực mà Lục Lâm Thiên biểu hiện ra đã quá mức rung động. Rung động tới mức các lão tổ của các hoàng tộc cũng không dám bỏ qua hắn. Thác Bạt Hậu Điền chính là kết cục cho nên hiện tại không ai dám cho Lục Lâm Thiên chiếm tiện nghi. Đến khi tất cả bọn họ tiêu hao, lại còn đỡ Upsilon.ng phải Lục Lâm Thiên này thì không cần phải nghĩ tới kết cục của bọn họ. Lúc trước tu vi của Lục Lâm Thiên là vũ đế tứ trọng đã có thể đánh cho Thác Bạt Hậu Điền chạy khắp nơi. Lúc này Lục Lâm Thiên đột phá tới vũ đế ngũ trọng, thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Cho nên hiện tại không có ai dám coi thường Lục Lâm Thiên, càng không có ai dám chủ quan với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều khẽ đảo, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. 5 người chúng ta có 6 bản vô tự thiên thư, ta có 2 bản trong tay, các ngươi còn định chiếm tiện nghi của một hậu bối như ta. Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta lại cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi à? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua đám người Hiên Viên Cương Phong. Hổ Khiếu lão tổ, Bắc Cung Ân Triều trầm giọng nói. 2 lựa chọn, 1 là ta không tham gia, mọi người cùng nhau chết, nếu ai dám mạnh mẽ đoạt vô tự thiên thư trong tay ta, ta sẽ giết toàn tộc hắn, cuối cùng lại diệt hắn. Lục Lâm Thiên dứt lời, trong đôi mắt đen kịt lan tràn ra hàn ý. Hoàn toàn không có một chút khách khí nào với lão tổ các tộc. Thời điểm này nếu như yếu thế đám người này sẽ càng ý thế hiếp người. Dùng thực lực của mình bây giờ. Lục Lâm Thiên cũng không có ý định nhịn nữa. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, tất cả mọi người ít nhiều cũng biết rõ tính tình của Lục Lâm Thiên, không ít người co rúm lại, ánh mắt phức tạp. Lời nói của Lục Lâm Thiên khiến cho mọi người không thể không để ý. Thực lực của Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đắn đo suy nghĩ. Lâm Thiên,
không có nghiêm trọng như vậy. Nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều bất đắc dĩ cười khổ, đành phải xuất đầu phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Rất đơn giản, chư vị tiền bối cứ việc đối chiến với nhau. Đến khi chọn ra một người cuối cùng đấu với ta. Dù sao cũng là lão tổ Bắc Cung Ân Triều tiến lên, Lục Lâm Thiên cũng phải khách khí một chút. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ là khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, Hiên Viên Cương Phong lập tức là người đầu tiên phản đối. Lục Lâm Thiên muốn ra tay cuối cùng, người chiến thắng đã liên tục giao thủ hai trận, độ tiêu hao không cần phải nói. Chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lập tức Hổ Khiếu lão tổ cũng phản đối, cuối cùng năm người lần nữa thương nghị. Năm người đọ sức, trận đầu Lục Lâm Thiên không cần lên, bốn người động thủ. Thế nhưng trận thứ hai, khi còn lại hai người Lục Lâm Thiên lại phải động thủ. Đồng thời Lục Lâm Thiên phải tự mình lựa chọn một người, sau khi chiến thắng mới tiếp tục đối chiến với người khác. Đương nhiên trong quá trình này không được cố ý giết người. Chỉ được lấy Vô Tự Thiên Thư từ tay người thua, đồng thời không được dựa vào sự giúp đỡ của người khác cùng với khôi lỗi. Điều kiện này dường như mọi người cố ý hạn chế Lục Lâm Thiên vậy. Ai cũng biết thái cổ U Minh Viêm trên người Lục Lâm Thiên, thứ này mấy người cũng không muốn đỡ upsilon.ng phải. Đến bước này, trận thứ hai mới lên đã khiến cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn. Hắn gật đầu đồng ý. Không có thái cổ U Minh Viêm tương trợ, cũng không phải hắn không có át chủ bài khác. Cuối cùng lão tổ Bắc Cung Ân Triều, Hổ Khiếu lão tổ, Hiên Viên Cương Phong, đại hán trung niên của thiên địa các rút thăm quyết định đối thủ. Kết quả là lão tổ Bắc Cung Ân Triều đối chiến với Hiên Viên Cương Phong, mà Hổ Khiếu lão tổ thì đối chiến với đại hán trung niên của thiên địa các. Trong lúc mọi người nói chuyện, Lục Lâm Thiên cũng biết được thân phận của đại hán trung niên kia. Người này tên là Lệnh Hồ Tiêu Diêu, chính là phó các chủ của thiên địa các. Bốn người lựa chọn được đối thủ, đế giả chúng quanh tự động nhường một không gian lớn cho bốn người. Bốn cường giả khủng bố như vậy giao thủ, một khi bị dính dáng tới gần đó cũng là một chuyện không may. Bởi vậy cũng không có ai dám tới gần quá, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng lui về phía sau không ít. Bốn người đứng thẳng trước mặt đối thủ, chân khí, linh lực, yêu nguyên trong cơ thể bốn người tràn ra, cả không trung bỗng nhiên ảm đạm, gió nổi mây phun. Đại chiến rốt cuộc sắp bắt đầu. Không cần khách khí. Trường bào trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu đối mặt với Hổ Khiếu lão tổ run lên, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức tạo thành một cơn sóng năng lượng thiên địa hội tụ quanh thân giống như một biển linh lực vậy. Không ngờ cũng là linh đế lục trọng, không hổ là thiên địa các. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ khí thế bạo phát trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu này xem ra tu vi chính thức của phó các chủ thiên địa các cũng đã là linh đế lục trọng. Chỉ là dường như mới đột phá linh đế lục trọng chưa được bao lâu. Mà trong biển linh lực, Lệnh Hồ Tiêu Diêu vừa mới dứt lời, thủ ấn khẽ động, biển linh lực giống như biển gầm đột nhiên run run. Linh lực chấn động nhanh chóng lan tràn ra mang theo năng lượng khủng bố khuếch tán về phía Hổ Khiếu lão tổ. Hừ! Hổ Khiếu lão tổ hừ lạnh một tiếng với Lệnh Hồ Tiêu Diêu, hoàn toàn không có ý tứ né tránh. Không gian trước người tức thì hỗn loạn, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện đã ở trên không trung trước mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Trong tay có một đạo chảo ấn cường hãn được ngưng tụ. Trực tiếp chộp về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Dưới đạo chảo ấn này, uy thế kinh người lan tràn khiến cho không gian run rẩy. Chảo ấn đem theo không gian vặn vẹo, tràn ngập năng lượng lạnh lẽo hùng hồn, trực tiếp đánh nát không gian chung quanh thành mảnh vỡ. Siêu! Trong nháy mắt, đạo chảo ấn cực lớn này trực tiếp bao phủ Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Sắc mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu khẽ đổi, dường như bản thân hắn thật không ngờ tốc độ của Hổ Khiếu lão tổ lại nhanh như vậy, cho nên hắn nhanh chóng ngưng tụ công kích nghênh đón. Hai người lập tức dây dưa vào một chỗ. Hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều lúc này cũng đã sớm giao thủ với nhau. Quanh thân Hiên Viên Cương Phong có phong hoàng khí tuôn ra. Cả không trung tràn ngập cuồng phong, thậm chí còn có phong nhận phá không xuất hiện. Trường bào trên người Hiên Viên Cương Phong tung bay, một cỗ chân khí phô thiên cái địa từ trong cuồng phong vây khốn Bắc Cung Ân Triều vào bên trong, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Sinh sinh bất tức. Bắc Cung Ân Triều khẽ quát một tiếng, lục mang quanh thân đai thịnh. Một hoàng khí che khuất bầu trời, không gian sinh sinh bất tức được thúc giục. Sinh cơ toàn thân bừng bừng, thế nhưng đối thủ lại cảm nhận một cỗ lực lượng hủy diệt. Hai cỗ lực lượng va chạm trong không gian, hai cường giả khủng bố lập tức nhảy lên, trong sát na từng đạo công kích va chạm.
ầm ầm. Bốn người giao thủ, chỉ một thoáng cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa run rẩy. Cơ hồ bốn cường giả lúc này ra tay đều dùng toàn lực, giải quyết sớm đối thủ mới có thể giảm bớt tiêu hao tới mức thấp nhất, bằng không trận tiếp theo cho dù là ai đấu Upsilon.ng với Lục Lâm Thiên cũng không dễ chịu. Lâm Thiên, chàng nói xem Ân Triều lão tổ có thể thắng được Hiên Viên Cương Phong hay không? Bàn tay Bắc Cung Vô Song nắm chặt, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Lục Lâm Thiên nhìn hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều, ánh mắt lóe lên bất định, nói. Có lẽ một lát nữa mới có thể biết được. Nếu như Ân Triều lão tổ chiến thắng thì có lẽ chàng sẽ gặp Ân Triều lão tổ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mi nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, vạn nhất gặp phải Bắc Cung Ân Triều thì hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, Hổ Khiếu và Lệnh Hồ Tiêu Diêu kịch chiến không ngừng, yêu hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra. Hổ Khiếu dựa vào bản thể cường hãn còn có lực công kích mạnh mẽ, tăng thêm thiên phú lực lượng thời gian của Bạch Hổ hoàng tộc hắn, vừa mới ra tay đã áp chế Lệnh Hồ Tiêu Diêu ở thế hạ phong. Thế cho nên Lệnh Hồ Tiêu Diêu còn chưa giao thủ được mấy chiêu đã phải thúc dục ra một thanh trường kiếm thần khí. Kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn khuếch tán. Không gian chung quanh nứt vỡ hủy diệt, lực lượng khủng bố không thể nghi ngờ khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Lục Lâm Thiên cũng có chút giật mình, nhiều năm trôi qua như vậy sự tồn tại của thiên địa các ngoài nguyên nhân đặc thù ra sợ rằng cũng không thiếu quan hệ với thực lực của bản thân. Kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn đánh về phía Hổ Khiếu lão tổ, chảo ấn mang theo yêu nguyên ngập trời cùng với năng lượng minh mông chấn động trực tiếp bao phủ kiếm ảnh ngập trời rồi phá hủy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Hổ Khiếu lão tổ lần nữa dùng lực lượng không gian trực tiếp phóng tới trước mắt Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Nhìn chằm chằm về phía trước, yêu hoàng khí minh mông cuồn cuộn. Lệnh Hồ Tiêu Diêu, ngươi chỉ vừa mới đột phá linh đế lục trọng mà thôi, còn chưa đủ. Hổ Khiếu lão tổ lạnh lùng quát lên một tiếng, một cỗ năng lượng yêu nguyên bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Lập tức ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn khổng lồ đập về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Phanh! Tốc độ cùng với lực lượng thời gian khiến cho tốc độ của trưởng ấn nhanh vô cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo trưởng ấn này lập tức vỗ vào khải giáp hộ thân trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Một trưởng đánh xuống, lập tức bộc phát ra năng lượng khủng bố. Dưới sự ảnh hưởng của dư âm kình khí, không gian quanh thân của Lệnh Hồ Tiêu Diêu đã bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hiện ra vết nứt không gian đen kịt. Phụt! Trong miệng Lệnh Hồ Tiêu Diêu trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước, không gian dưới chân vỡ nát mới có thể đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt. Nhìn Hổ Khiếu lão tổ, đối phương dưới trạng thái hình người có thể trực tiếp đánh bại hắn, nếu như dưới trạng thái bản thể, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn nữa. Phó các chủ, cơ hồ tất cả cường giả thiên địa các run lên, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam nắm chặt tay, thế nhưng trường hợp này bọn họ cũng không có thực lực nhúng tay vào. Ta thua. Lệnh Hồ Tiêu Diêu nhìn Hổ Khiếu lão tổ, coi như hắn dốc sức liều mạng cũng không thắng nổi Hổ Khiếu này, cho dù là hắn thắng trận tiếp theo cũng khó có thể chống đỡ được. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là hắn không có khả năng chiến thắng. Thực lực của hắn so với Hổ Khiếu mà nói vẫn còn kém hơn không ít. Cho nên hắn đã bại, hắn đã không có duyên với đại cơ duyên này. Dứt lời, đạo lưu quang trong tay Lệnh Hồ Tiêu Diêu lướt đi, một bản Vô Tự Thiên Thư trực tiếp ném về phía Hổ Khiếu lão tổ. Không có một chút dây dưa nào. Thiên địa các quả thực sáng suốt, hắn vốn không phải là đối thủ của Hổ Khiếu Bạch Hồ hoàng tộc kia. Lão đại, một lát ngươi nếu như huynh gặp người này nhất định phải cẩn thận. Tiểu Long ở bên người Lục Lâm Thiên nói. Hổ Khiếu này không đơn giản, dường như còn chưa vận dụng toàn lực. Lục Lâm Thiên gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại. Khí tức trên người Hổ Khiếu giống như mới đến đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng thực lực đã rất khủng bố. Thân là Bạch Hổ hoàng tộc, đế cấp trung giai đỉnh phong cũng tương đương với vũ giả, linh giả nhân loại đế cấp lục trọng đỉnh phong hoặc là thất trọng. Lại dựa vào ưu thế của bản thể cùng với lực lượng không gian có thể trực tiếp chống lại nhân loại có tu vi đế cấp thất trọng. Thực lực của Hổ Khiếu như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi chú ý nhiều hơn một chút, Hổ Khiếu lão tổ này quả thực đủ cường hãn. Khó trách Lệnh Hồ Tiêu Diêu trong một khoảng thời gian ngắn lại nhận thua. Phanh! Bên cạnh! Công kích của hai người Bắc Cung Ân Triều và Hiên Viên Cương Phong hung hăng va chạm vào nhau.
Lực lượng khủng bố bộc phát, năng lượng khủng bố khuếch tán, trực tiếp đánh nát không gian chung quanh. Ân Triều, hai người hổ khiếu đã giải quyết xong, chúng ta cũng nên sớm chấm dứt, thế nào? Trên không trung, Hiên Viên Cương Phong lui về phía sau, quanh thân được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ, cả không gian sau lưng gió nổi mây phun. Khí tức vũ đế lục trọng đỉnh phong lan tràn khiến cho lòng người rung động. Tốt, theo như ý ngươi, giải quyết sớm một chút a. Bắc Cung Ân Triều mỉm cười, lập tức chân khí thuộc tính mộc minh mông từ trong cơ thể tuôn ra. Thực lực không tệ, không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung hoàng tộc quỷ dị vô cùng. Chỉ là ta đã sớm là vũ đế thất trọng, đây không phải khoảng cách mà ngươi có thể vượt qua. Trên khóe miệng của Hiên Viên Cương Phong hiện lên nụ cười quỷ dị, trường bào lập tức vung lên. Một cơn cuồng phong rít gào, lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn trên không trung. Cả không trung run run, ánh sáng trong không gian dường như biến mất. Nhất thời cả không gian này lập tức lờ mờ. Vũ đế thất trọng, Hiên Viên Cương Phong là vũ đế thất trọng. Dưới khí tức khủng bố như vậy, chúng đế giả chung quanh kinh ngạc không thôi. Đối với việc Hiên Viên Cương Phong đột phá tới vũ đế thất trọng mọi người đều khiếp sợ. Chỉ có mấy đế giả trong Hiên Viên hoàng tộc đang mỉm cười. Khó trách lại chủ động đề xuất như vậy, thì ra là có ẩn tàng. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, Hiên Viên hoàng tộc chủ động đưa ra chủ ý này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi. Liệu có phải trong Hiên Viên hoàng tộc che giấu thủ đoạn khác hay không, bằng không dùng thực lực của Hiên Viên Cương Phong khó có thể trấn áp được mọi người, cuối cùng khó có thể có được 6 bản vô tự thiên thư. Giờ phút này nhìn thấy tu vi vũ đế thất trọng của Hiên Viên Cương Phong hiện ra, không có một chút che giấu nào, Lục Lâm Thiên mới hiểu ra. Hiên Viên hoàng tộc này vẫn ẩn giấu thực lực, Hiên Viên Cương Phong có tu vi vũ đế thất trọng, Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho lão tổ Bắc Cung Ân Triều. Không ngờ ngươi lại đột phá tới vũ đế thất trọng. Bắc Cung Ân Triều nhìn khí tức vũ đế thất trọng trên người Hiên Viên Cương Phong khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, sau khi kinh ngạc lập tức nở nụ cười lạnh nhạt. Từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay lão tổ Bắc Cung Ân Triều được kết, cỗ uy áp kinh khủng quanh thân đột nhiên tăng lên. Cho dù là ai thì lúc này cũng có thể cảm giác được, uy áp khủng bố tràn ngập không trung lúc này lại nhảy lên tới tình trạng khủng bố. Cả không gian to lớn tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng bên trong giống như lại có một cỗ lực lượng thôn phệ vạn vật, khiến cho sinh cơ của vạn vật biến mất. Vũ đế thất trọng, Bắc Cung Ân Triều cũng là vũ đế thất trọng. Khí tức trên người Bắc Cung Ân Triều kéo lên, mọi người lần nữa sợ hãi than. Bọn họ không ngờ lão tổ của hai hoàng tộc này không ngờ cũng đột phá tới vũ đế thất trọng. Đều có che giấu a, vũ đế thất trọng. Ánh mắt lẽ khẽ đổi, hắn không ngờ lão tổ Bắc Cung Ân Triều cũng có ẩn giấu. Các đại hoàng tộc đều cất giấu át chủ bài của mình, dùng thủ đoạn che giấu cấp độ thực lực chân chính của mình, vào lúc quan trọng mới biểu lộ thực lực. Bắc Cung Ân Triều, ngươi cũng đột phá tới vũ đế thất trọng. Cảm nhận khí tức trên người Bắc Cung Ân Triều, Hiên Viên Cương Phong và chúng đế giả trong Hiên Viên hoàng tộc kinh ngạc, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Chuyện này còn phải cảm ơn vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư này dường như đối với đế giả chúng ta có không ít chỗ tốt. Ta thấy ngươi có thể đột phá được tới vũ đế thất trọng có lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư a. Bắc Cung Ân Triều nhìn Hiên Viên Cương Phong cười nói, toàn thân tràn ngập sinh cơ giạt rào. Xem ra mỗi một bản vô tự thiên thư đều có chỗ tốt. Hiên Viên Cương Phong nhìn Bắc Cung Ân Triều nói. Ta và ngươi đã đạt tới vũ đế thất trọng, xem ra chúng ta muốn phân thắng bại cũng có chút khó khăn. Phong hoàng khí tuy rằng mạnh, thế nhưng thắng bại cũng không phải khó phân. Chúng ta đừng kéo dài thời gian, nếu như ngươi có thể rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ta, ta sẽ nhận thua. Bắc Cung Ân Triều nói xong, thủ ấn trầm xuống, lục mang ngập trời quanh thân khuếch tán. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức bao phủ cả không gian to lớn. Bên trong lan tràn ra lực lượng thôn phệ sinh cơ vạn vật. Sinh sinh bất tức. Bắc Cung Ân Triều lần nữa thúc giục không gian sinh sinh bất tức, một hoàng khí ngập trời nhanh như thiểm điện lan tràn, khuếch tán. Chỉ một lát năng lượng đáng sợ lập tức như cơn bão khuếch tán. Không gian sinh sinh bất tức một lần nữa lại bao phủ Hiên Viên Cương Phong vào bên trong. Một cỗ lực lượng thôn phệ sinh cơ cùng với hủy diệt vạt vật lan tràn, đập vào người Hiên Viên Cương Phong, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao. Phong động thiên hạ. Ánh mắt Hiên Viên Cương Phong trầm xuống, không dám có chút chủ quan nào, quanh thân lập tức có một cơn cuồng phong xuất hiện,
lặng lẽ tạo thành một vòng xoáy cực lớn giống như kết nối trời và đất, ngăn cách lực lượng cắn nuốt quỷ dị của không gian sinh sinh bất tức ở bên ngoài. Dường như trong lúc mơ hồ còn muốn xé rách không gian sinh sinh bất tức vậy. Hai cỗ năng lượng lập tức va chạm với nhau, hai cỗ năng lượng xé rách không gian. Năng lượng thuộc tính phong và thuộc tính mộc va chạm khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, không gian trực tiếp bị hủy diệt thành cho tàn, hư không đen kịt hiện lên. Hai người kia hiện tại đã liều mạng rồi à. Không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung hoàng tộc vô cùng lợi hại. Chỉ là phong động thiên hạ của Hiên Viên Cương Phong cũng không kém. Những đế giả chung quanh lúc này cũng nhìn chăm chú lên trên không trung, giao phong khủng bố như vậy mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Một khi bị lan tới gần kết cục có thể nghĩ. Phong động cửu thiên của Hiên Viên hoàng tộc quả nhiên lợi hại. Trong không gian sinh sinh bất tức, Bắc Cung Ân Triều đạp không mà đứng, sinh cơ trong không gian chung quanh biến mất, thế nhưng bản thân lại lan tràn ra sinh cơ khủng bố. Không những ở trong không gian sinh sinh bất tức này không bị tiêu hao một chút nào mà ngày càng thịnh. Dứt lời, khóe miệng Bắc Cung Ân Triều nở nụ cười vui vẻ, lục mang quanh thân đại thịnh, bắt đầu xuất động. Tốc độ tựa như quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện dưới vòng xoáy phong động cửu thiên của Hiên Viên Cương Phong. Thiên Mộc Quyền. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, một đạo thủ ấn của Bắc Cung Ân Triều trực tiếp khống chế năng lượng thuộc tính mộc bằng bạc, một đạo quyền ấn màu xanh đột nhiên được ngưng tụ thành hình. Chỉ một thoáng cả không gian chung quanh giống như đột nhiên cứng lại, đạo quyền ấn màu xanh cực lớn này giống như một đầu hung thú viễn cổ hung hăng lao ra. Oanh! Dưới quyền ấn màu xanh, năng lượng mênh mông tràn ngập, phá hủy sinh cơ. Không gian trực tiếp bị phá hủy, quyền ấn mang theo xu thế sấm sét hung hăng đập vào bên ngoài phong động cửu thiên, đập vào bên trên vòng xoáy như kết nối giữa trời và đất kia. Lực lượng thôn phệ sinh cơ, giống như hủy diệt vạn vật trực tiếp khiến cho vòng xoáy vặn vẹo. Lực lượng thôn vệ sinh cơ mạnh mẽ tuôn ra, vòng xoáy như kết nối giữa trời và đất chỉ run lên một chút, vòng xoáy lập tức bị ảnh hưởng cực lớn, bắt đầu lung la lung lay. Trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian hơn vạn thước chung quanh hỗn loạn, không gian vỡ nát tùng khúc. Cả không gian nổi lên sóng gió, không gian chung quanh vòng xoáy bắt đầu rạn nứt, rốt cuộc cuối cùng đều bị nghiền nát. Phụt! Vòng xoáy bị nghiền nát, trong miệng Hiên Viên Cương Phong đột nhiên phun ra máu tươi. Thân thể lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này mới ổn định được thân thể, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Lão Tổ, nhìn thấy Hiên Viên Cương Phong bị thương, sắc mặt Hiên Viên Triệt và chúng cường giả Hiên Viên Hoàng tộc đột nhiên có chút khó coi. Hiên Viên Cương Phong, ngươi thua rồi. Không gian sinh sinh bất tức khủng bố quanh thân Bắc Cung Ân Triều lần nữa thừa dịp bao phủ Hiên Viên Cương Phong. Hiên Viên Cương Phong bị trọng thương, hiện tại lại bị không gian sinh sinh bất tức bao phủ. Chân khí trên người bị tiêu hao nhanh chóng, không thể khống chế. Sinh cơ trên người bị rút ra, không gian tràn ngập khí tức tử vong khiến cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn, căn bản không có cách nào thoát thân. Bắc Cung Ân Triều, ngươi vô sỉ, vừa rồi ngươi nói ta chỉ cần rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ngươi là ngươi nhận thua. Ngươi còn ra tay là có ý gì? Trong không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều, Hiên Viên Cương Phong ngẩng đầu phẫn nộ quát Bắc Cung Ân Triều. Hiên Viên Cương Phong, ta chỉ nói ngươi rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ta à. Ta không nói ta không ra tay tiếp, ngươi đừng thua mà không nhận như vậy. Bắc Cung Ân Triều cười nhạt một tiếng, lúc này Hiên Viên Cương Phong đã khó có thể chống lại hắn. Đại cục đã định, trừ phi đối phương muốn ngọc đá cùng tan, bằng không nhất định sẽ nhận thua. Bắc Cung Ân Triều, ngươi vô sỉ. Hiên Viên Cương Phong quá to, thế nhưng bị không gian sinh sinh bất tức áp chế ngày càng chật vật. Trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Hiên Viên Cương Phong, chẳng lẽ người muốn ngọc đá cùng tan? Để cho người khác ngựa ông đắc lợi hay sao? Bắc Cung Ân Triều đạp không mà đứng, nhìn Hiên Viên Cương Phong nói. Bắc Cung Ân Triều, xem như ngươi lợi hại. Hiên Viên Cương Phong bất đắc dĩ thở dài, tự biết đại thế của bản thân đã mất. Tay lập tức móc ra bản vô tự thiên thư, trực tiếp ném về phía Bắc Cung Ân Triều. Đa tạ. Bắc Cung Ân Triều phất tay nắm lấy vô tự thiên thư, trong mắt không nhịn được mà vui vẻ. Lập tức thu hồi không gian sinh 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 bất tức, bởi vì tác dụng quỷ dị của không gian sinh sinh bất tức cho nên cho dù đánh bại Hiên Viên Cương Phong thế nhưng khí tức trên người hắn vẫn hùng hậu, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu hao. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, khóe miệng nở nụ cười.
Xem ra lão tổ Bắc Cung Ân Triều cũng không phải là người bình thường a. Hiên Viên Cương Phong dường như có chút không cam lòng, thế nên tất cả người của Hiên Viên Hoàng tộc đều dùng ánh mắt căm hận nhìn qua tộc nhân Bắc Cung Hoàng tộc, sắc mặt khó coi. Thiên Địa Các và Hiên Viên Hoàng tộc bị thua, chỉ còn lại ba người chúng ta. Lục Lâm Thiên, dựa theo quy ước, ngươi có thể chọn một người giữa ta và Bắc Cung Ân Triều, người thua để lại Vô Tự Thiên Thư. Đối với việc Hiên Viên Cương Phong bị thua, Hổ Khiếu lão tổ của Bạch Hổ Hoàng tộc dường như cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, tiến lên đánh bại hai lão gia hỏa này đi. Thanh âm của Tiểu Long không chút cố kỵ vang lên, đối với lão đại của mình từ trước tới nay hắn luôn tin tưởng. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong tay hai người Hổ Khiếu lão tổ và Bắc Cung Ân Triều đều có hai bản Vô Tự Thiên Thư. Hiện tại chỉ cần thắng hai người này là hắn có thể trực tiếp đạt được bốn bản Vô Tự Thiên Thư. Đạt được bốn bản Vô Tự Thiên Thư này là có thể trực tiếp hội tụ đủ chín bản Vô Tự Thiên Thư. Loại cơ hội này chỉ có một lần, Lục Lâm Thiên tự nhắc nhở chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhất định không thể thua. Lâm Thiên, cẩn thận một chút, Hổ Khiếu lão tổ và Ân Triều lão tổ đều có thực lực cường hãn. Nam Thúc cùng với Thánh Thủ Linh Đế dặn dò Lục Lâm Thiên. Dùng thực lực của hai người Bắc Cung Ân Triều và Hổ Khiếu lão tổ hiện tại không thể nghi ngờ lại đại biểu cho một trong những đế giả mạnh nhất có mặt trong trường. Lục Lâm Thiên gật đầu, thực lực của Hổ Khiếu lão tổ và Bắc Cung Ân Triều khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không dám khinh thường. Thế nhưng hắn cũng không có ý định lui bước, dùng thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn, cho dù chính diện chiến một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lục Lâm Thiên, nhanh lên, giữa ta và Bắc Cung Ân Triều ngươi chọn ai? Trên không trung, Hổ Khiếu lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, trường bào tung bay, khí tức cường hãn, hùng hôn. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Ân Triều và Hổ Khiếu lão tổ, cũng không có chút do dự nào lên tiếng. Ta sẽ mời Ân Triều lão tổ chỉ giáo trước. Lục Lâm Thiên chọn Ân Triều lão tổ trước sao? Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời khiến cho không ít người kinh ngạc, đối với mọi người ở ngoài mà nói, lựa chọn của Lục Lâm Thiên khiến cho mọi người bất nó cuốc. Bắc Cung Ân Triều thi triển không gian sinh sinh bất thức cho nên chân khí vẫn mạnh mẽ, no đủ, không có dấu hiệu tiêu hao nào. Mà Hổ Khiếu lão tổ đã có chút tiêu hao, huống chi Bắc Cung Ân Triều đã là vũ đế thất trọng, Lục Lâm Thiên chọn Bắc Cung Ân Triều đương nhiên sẽ khiến cho mọi người bất ngờ. Mà mọi người tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại. Đối mặt với hai cường giả như vậy, Lục Lâm Thiên tự biết trong hai người họ không có ai yếu hơn ai, tuyệt đối đều là cường giả. Cho nên giữa hai người Bắc Cung Ân Triều và Hổ Khiếu lão tổ, Lục Lâm Thiên chỉ có thể dùng trực giác của mình mà chọn lựa. Thực lực của Bắc Cung Ân Triều tuy rằng mạnh, là vũ đế thất trọng, thực lực mạnh mẽ ra sao trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Không giống như Hổ Khiếu lão tổ, khí tức tu vi trên người kẻ này mặc dù chỉ là đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên vẫn nhìn không thấy Hổ Khiếu lão tổ kia. Vì sự an toàn để đạt được mục đích, Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ chọn Bắc Cung Ân Triều trước. Quan trọng hơn chính là trong lòng Lục Lâm Thiên còn có một ít chuyện không rõ. Theo như lời Tử Yên nói, có một vài bản Vô Tự Thiên Thư không rõ tung tích. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, hắn chỉ không rõ tung tích của hai bản, trong đó có một bản dường như có liên quan tới chuyện Địa Viêm Đảo bị diệt. Nghe nói lúc trước có tin Địa Viêm Đảo có được Vô Tự Thiên Thư, mà lúc này Vô Tự Thiên Thư đều đã xuất hiện, Lục Lâm Thiên không thể không hoài nghi. Nếu như Tử Yên nói đúng, vậy thì giữa hai người Hiên Viên Cương Phong và Hổ Khiếu, nhất định có một người có liên quan tới việc Địa Viêm Đảo bị diệt môn. Lục Lâm Thiên tính toán, bởi vì trong tay Thiên Địa Các và Bắc Cung Hoàng tộc có một bản Vô Tự Thiên Thư, chuyện này được Thiên Địa Các tra ra. Thế nhưng chỉ có Vô Tự Thiên Thư trong tay Hiên Viên Hoàng tộc và Hổ Khiếu là không thể tra ra. Cho nên Lục Lâm Thiên mới có suy đoán như vậy. Kỳ thật Địa Viêm Đảo không bị diệt. Lục Lâm Thiên căn bản không có một chút lo lắng nào, thế nhưng có một ít chuyện Lục Lâm Thiên không thể không lo lắng một chút. Thực lực của Hiên Viên Cương Phong này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn vô thanh vô tức, trong vòng một đêm bố trí không gian chung quanh Địa Viêm Đảo, đồng thời vô thanh vô tức diệt Địa Viêm Đảo. Hiên Viên Cương Phong này cũng không có cách nào làm được. Phong hoàng khí của Hiên Viên Hoàng tộc cũng không phải là thiên phú quá đặc biệt. Ngược lại Hổ Khiếu này khiến cho Lục Lâm Thiên không có cách nào nhìn thấu. Có lẽ người này có chút quan hệ với chuyện Địa Viêm Đảo bị diệt. Thế nhưng suy đoán như vậy lại có chút gượng ép,
chỉ là vô tự thiên thư này chính là chứng cứ, nếu như thực sự là bạch hổ hoàng tộc mà nói, nhất định thực lực của hổ khiếu có chút che giấu. Ha ha, tới đây đi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, Bắc Cung Ân Triều này mỉm cười, trường bào tung bay, chân bước lên trên không trung, ánh mắt tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chàng cẩn thận, thực lực của Ân Triều lão tổ cũng không phải dễ đối phó. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song biến đổi, nàng không muốn hai người giao thủ với nhau, thế nhưng cuối cùng khó có thể tránh khỏi chuyện này. Ta không sao. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Không phải thiếp sợ chàng có việc gì, thiếp sợ chàng làm tổn thương Ân Triều lão tổ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, dịu dàng cười, nụ cười rung động lòng người. Được rồi. Lục Lâm Thiên nói, ngón tay khẽ vuốt mũi, bất đắc dĩ dậm chân, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung. Sớm giải quyết một chút đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc ai sẽ đưa cho ta bốn bản vô tự thiên thư. Thanh âm của hổ khiếu lão tổ vang vọng trên không trung, thân thể lùi lại nhường không gian cho hai người Bắc Cung Ân Triều và Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, có quan hệ của ngươi và Vô Song, ta vốn không muốn động thủ với ngươi. Thế nhưng chuyện này liên quan tới cả Bắc Cắn Hoàng tộc. Cho nên đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bắc Cung Ân Triều nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến hóa, năng lượng trong không trung trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Lục Lâm Thiên biết rõ miệng Bắc Cung Ân Triều lão tổ khách khí như vậy thế nhưng trong lòng lại không dám chủ quan một chút nào. Ân Triều lão tổ khách khí rồi, quyền sợ trẻ trung, Lâm Thiên làm càn mong Ân Triều lão tổ thứ lỗi. Lục Lâm Thiên hơi thi lễ, hắn cũng không dám chủ quan với Ân Triều lão tổ, không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Ân Triều lão tổ này không phải là người bình thường. Bạch Linh tỷ, tỷ nói xem Lâm Thiên và Ân Triều lão tổ ai sẽ chiến thắng. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Bạch Linh bên người rồi hỏi. Lâm Thiên. Bạch Linh cơ hồ không có chút do dự thốt lên lời. Đương nhiên, lão đại chắc chắn không thua. Đối với lão đại của mình Tiểu Long tuyệt đối có lòng tin. Nam lão đệ, đệ cảm thấy Lâm Thiên có thể thắng không? Thánh thủ linh đế cũng có chút khẩn trương. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn hai người trên không trung rồi mở miệng nói với Nam Thúc bên người. Khó mà nói, khó mà nói. Nam Thúc mỉm cười nói, thực lực của hai người này đã vượt quá tu vi của hắn hiện tại, cho nên hắn quả thực khó mà đoán được. Được rồi, người cũng không cần khách khí nữa. Giờ phút này Bắc Cung Ân Triều nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy lập tức sững sờ, nói. Lâm Thiên, hai người chúng ta tự nhiên không cần ngọc đá cùng tan, người cảm thấy thế nào? Đương nhiên, vừa rồi Ân Triều lão tổ dựa vào không gian sinh sinh bất tức mà chiến thẳng. Tiểu tử cảm thấy không bằng Ân Triều lão tổ tiếp tục thi triển không gian sinh sinh bất tức a. Nếu như tiểu tử có thể may mắn thoát thân thì coi như thắng, còn không sẽ là thua. Không biết Ân Triều lão tổ có ý kiến gì khác không? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Ân Triều nói. Lá gan của Lâm Thiên quá lớn a. Không gian sinh sinh bất tức chính là vũ khí độc môn của Bắc Cung gia chúng ta, lại do Ân Triều lão tổ tự mình thi triển, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cho nên muốn thoát thân ra ngoài nói thì dễ, một khi bị nhốt vào bên trong, coi như có thực lực mạnh hơn một ít cũng khó có thể thoát thân ra được. Thân thể hùng vĩ của Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng hắn lúc này không khỏi lo lắng cho con rể của mình. Thực lực của Lục Lâm Thiên này cũng không kém, có lẽ có được thực lực liều mạng với Ân Triều lão tổ. Thế nhưng lại không nên chọn thoát khỏi không gian sinh sinh bất thức của Ân Triều lão tổ. Lục Lâm Thiên cũng biết lực lượng quỷ dị trong không gian sinh sinh bất thức a. Không nên làm như vậy mới tốt. Bắc Cung Tinh Mộc lúc này cũng có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Nghe thấy Lục Lâm Thiên đề nghị như vậy, ánh mắt Bắc Cung Ân Triều nhìn chăm chú vào người Lục Lâm Thiên, nói. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Nếu như ngươi có thể thoát khỏi không gian sinh sinh bất thức thì coi như ta thua. Bắc Cung Ân Triều vừa mới dứt lời, từng đạo thủ ấn phức tạp nhanh chóng được kết. Thủ ấn nhìn như chậm chạp lại nhanh tới mức tận cùng. Thủ ấn như hòa tan vào một thể với thiên địa, cực kỳ huyền ảo. Siêu. Tiếp theo trong nháy mắt chân khí thuộc tính mộc trên người Bắc Cung Ân Triều một lần nữa tuôn ra, trong sát na, quang mang màu xanh chói mắt trên người lan tràn. Quang mang đại thịnh, mộc hoàng khí mênh mông của Bắc Cung hoàng tộc che khuất bầu trời, chặt đứt sinh cơ. Sinh sinh bất tức. Trường bào bằng vải thô trên người Bắc Cung Ân Triều tung bay, sinh cơ giạt rào. Trên khuôn mặt già nua, đôi mắt có quang mang màu xanh kỳ dị tràn ra.
một vòng quang mang trước người nhanh chóng bành trướng, lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang cực lớn, lập tức bao phủ cả không gian to lớn, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng bị bao phủ vào bên trong. Ân Triều lão tổ vừa ra tay đã dùng toàn lực, không nhường Lâm Thiên một chút nào. Bắc Cung Vô Song cảm nhận lão tổ Bắc Cung Ân Triều vừa mới ra tay với trượng phu của mình đã dùng toàn lực, lập tức cảm thấy lo lắng. Chân khẽ bước lên trước một bước, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Cứ xem trước một chút đi, Lâm Thiên cũng khó đối phó. Ít nhất Ân Triều lão tổ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Lâm Thiên. Ai thắng ai thua ít nhất cũng không có nguy hiểm quá lớn. Chỉ là kết quả khó liệu mà thôi. Không cần lo lắng quá. Bắc Cung Kình Thương an ủi Bắc Cung Vô Song, trong mắt cũng có chút lo lắng cho con rể mình. Ân Triều lão tổ vì Bắc Cung hoàng tộc cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực. Cũng coi như Lục Lâm Thiên là đối thủ cường hãn, không dám chủ quan một chút nào. Không gian sinh sinh bất tức lan tràn, sinh cơ trên người Bắc Cung Ân Triều đột nhiên đại thịnh. Một cỗ năng lượng cực lớn thôn phệ sinh cơ vạn vật trong khoảnh khắc lan tràn ra bốn phía. Siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt của vô số đế giả có mặt chung quanh, chỉ một thoáng không gian to lớn chắc quanh Lục Lâm Thiên đều bị quang mang màu xanh ra trời của không gian sinh sinh bất tức bao phủ. Một cỗ năng lượng đáng sợ lập tức lan tràn giống như một cơn lốc. Lục Lâm Thiên ở trong không gian sinh sinh bất tức cũng có thể cảm giác được chỗ khủng bố bên trong không gian này. Bên trong không gian sinh sinh bất tức có một cỗ năng lượng khủng bố, thôn vệ sinh cơ vạn vật lấy bản thân Bắc Cung Ân Triều làm trung tâm nhanh như thiểm điện lan tràn ra phạm vi một vạn thước chung quanh. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng chân khí trong cơ thể mình đang tự động biến mất. Một cỗ năng lượng vô hình phá hủy sinh cơ trên người hắn, khiến cho hắn bị trói buộc trong không gian này, càng dẫy dụa lực trói buộc càng mạnh. Cảm nhận tác dụng quỷ dị này, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút khiếp sợ. Hắn đã nhiều lần thúc giục không gian sinh sinh bất tức, đồng thời lại biết không gian sinh sinh bất tức khó dây vào bao nhiêu, bên trong quỷ dị vô cùng. Lúc trước lão tổ Bắc Cung hoàng tộc có thể lĩnh ngộ ra thủ đoạn khủng bố như vậy đủ để đại biểu sự phong hoa tuyệt đại. Hít! Nhìn bốn phía, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Lục Lâm Thiên này quá tự đại a, còn chưa bắt đầu phản công. Lục Lâm Thiên này muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở trong không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều còn vô cùng nhàn nhã, không có ý tứ ra tay cho nên đều lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên. Mà lúc này trong đôi mắt đen kịt trên khuôn mặt kiên nghị của Lục Lâm Thiên tuôn ra một cỗ khí thế ngập trời. Cỗ khí thế này trong nháy mắt phóng ra, trường bào màu xanh trên người đột nhiên bay phất phới, giống như trong nháy mắt thân thể đang ở trong một cơn bão vậy. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tiếng thì thào vừa dứt, từng đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Cuối cùng khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết, dẫn động năng lượng trong phiến thiên địa này thì trước người Lục Lâm Thiên, lao ngục thời không 16 lần uy năng thuộc tính kim lập tức khuếch tán ra chung quanh. Ầm ầm, cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trong không gian có kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện. Năng lượng thuộc tính kim nhanh chóng hội tụ, lấy bản thân Lục Lâm Thiên làm trung tâm. Đột nhiên ngưng tụ thành một vòng quang mang trong không gian của sinh sinh bất tức. Hơn nữa còn lấy bản thân Lục Lâm Thiên làm trung tâm không ngừng lan tràn về bốn phía. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, thủ ấn tiếp tục biến hóa khiến cho thiên địa lại biến sắc. Siêu! Quanh thân Lục Lâm Thiên được kim quang bao phủ, một đạo kim quang phóng lên trời bắn tới tận trời xanh đang âm u mờ mịt. Đánh văng một đám mây mù màu trắng dày đặc trên không trung. Trong mây mù màu trắng dày đặc che khuất bầu trời đột nhiên hiện lên tia sáng chói mắt. Ầm ầm. Trong sát na này cả không gian bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho người ta kinh hãi lạnh mình. Giờ phút này dường như Lục Lâm Thiên động tới một vật thần bí gì đó trong thiên địa, giống như có thứ gì đó tỉnh lại, cả không gian lập tức run rẩy, giống như cả chín tầng trời rung chuyển. Ầm ầm. Mặt đất trong không gian bắt đầu run rẩy, một tiếng nổ vang vọng. Từng tiếng ầm ầm từ trong lòng đất cùng với không trung vang lên, thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm. Một giây sau, thiên địa lờ mờ, vô số kim quang chói mắt từ trong cái khe trên mặt đất rạn nứt lao ra. Trong không gian bị nghiền nát, lờ mờ lúc này cũng có kim quang đột nhiên bắn ra. Cả không gian cuồn cuộn rít gào, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén lạnh lẽo bao phủ thiên địa, tựa như che khuất bầu trời bao phủ không gian vậy. Uy áp thật mạnh. Cơ hồ tất cả đế giả chung quanh ngẩng đầu nhìn lên,
khí tức lạnh lẽo sắc bén khủng bố này làm cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn, tới từ thiên địa. Thiên uy, đây là thiên uy a. Thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính thiên địa. Đây là điều mà chỉ có chủ thuộc tính trong thiên địa mới có thể làm được, mới có thể khiến cho thuộc tính tạo thành thiên uy. Dưới khí tức khủng bố này chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người đều bị áp chế, giống như đình trệ. Người thực lực thấp một ít thì khuôn mặt đã đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Hoàng khí của các đại hoàng tộc dưới khí tức sắc bén lạnh lẽo này cũng phải cúi thấp đầu, giống như khí tức sắc bén lạnh lẽo này mới là hoàng giả của hoàng giả. Có thể áp chế các hoàng khí khác, bất luận là hoàng khí nào dám phản kháng sẽ bị thiên địa áp chế tới phủ phục, không dám upsilon. Kim quang rực rỡ, Lục Lâm Thiên lơ lửng đứng trên không trung, giống như giờ phút này chỉ có một mình hắn ở trong thiên địa. Quanh thân được một đạo quang trụ bằng kim quang bao phủ, giống như kết nối giữa trời và đất. Cả không trung sau lưng phong vấn biến sắc, tiếng sấm vang vọng, tựa như thần tích. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, cùng lúc, lấy bản thân hắn làm trung tâm, kim quang phô thiên cái địa trong giây lát hung hăng khuếch tán về phía không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều. Kim quang rực rỡ lan tràn, nương theo kim quang chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên, trong mặt đất, trời xanh có vô số kim quang tuôn ra. Kim quang tràn ra, kết nối giữa trời và đất, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn lên không trung, chỉ thấy lúc này kim quang ngập trời khuếch tán giống như núi lửa phun trào. Dưới loại cảm giác phun trào này khiến cho không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều đang áp chế Lục Lâm Thiên lập tức run rẩy, chấn động kịch liệt. Ken két. Những nơi kim quang đi qua không gian run rẩy kịch liệt, trong lúc kim quang bao phủ bầu trời lan tràn. Không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều phát ra tiếng ken két, một đường dễ dàng bị kim quang phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian sinh sinh bất tức mà Bắc Cung Ân Triều vừa mới dùng nó để đánh bại Hiên Viên Cương Phong, dưới sự phản công của Lục Lâm Thiên lại giống như một khối đậu hũ mềm, trực tiếp bị phá hủy thành cặn bã. Phụt. Trong miệng Bắc Cung Ân Triều lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn mới là người hiểu rõ nhất đã xảy ra chuyện gì. Trong không gian quỷ dị do vũ kỹ Lục Lâm Thiên thúc dục ra, ngay từ đầu hắn đã phải chịu vô số lực công kích, trong đó có công kích linh hồn, thậm chí còn có lực lượng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc, cùng với lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc. Mặc khác năng lượng thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên này vô cùng sắc bén. Lạnh lẽo, chấn động nhân tâm. Mà điều khiến cho trong lòng Bắc Cung Ân Triều hiện tại khiếp sợ nhất chính là, không gian sinh sinh bất tức do hắn thúc dục ra không ngờ lại dụng phải một cỗ năng lượng trước nay chưa từng gặp, cỗ năng lượng kia nghiền nát không gian của hắn, trực tiếp áp chế hắn. Phối hợp với chủ thuộc tính kim điều động thiên uy khiến cho hắn giống như không có sức hoàn thủ, trực tiếp tan tác. Bắc Cung Ân Triều hiện tại đương nhiên còn không biết, trước mặt lao ngục thời không thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên, tăng thêm lực lượng ngũ hành chương khắc trời sinh có thể áp chế thuộc tính mộc của Bắc Cung hoàng tộc hắn. Khống chế thuộc tính kim mà bọn họ chỉ là tộc nhân thuộc tính mộc. Cho dù là lão tổ Bắc Cung hoàng tộc tự mình đến cũng phải chịu uy áp. Huống chi hắn chỉ là tộc nhân không biết là đời thứ bao nhiêu của Bắc Cung hoàng tộc, không thua mới là lạ. Ân Triều lão tổ, đa tạ. Không gian sinh sinh bất tức do Bắc Cung Ân Triều thúc dục bị nghiền nát, Lục Lâm Thiên lập tức thu hồi lao ngục thời không 16 lần uy năng. Kết quả này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ hắn toàn lực thúc dục lao ngục thời không thuộc tính kim, phối hợp với lực ngũ hành tương khắc lại có uy lực cường hãn như vậy. Xem ra mấy chục năm ở trong thiên trụ giới lĩnh ngộ được chỗ tốt cực lớn, khiến cho uy năng của lao ngục thời không cường hãn hơn không ít. Ai, ta thua. Bắc Cung Ân Triều nhìn qua Lục Lâm Thiên một lúc lâu mới thở dài một hơi. Tay móc ra hai bản vô tự thiên thư. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ta muốn hỏi ngươi, vũ kỹ ngươi vừa mới thi triển có tên gọi là gì? Lao ngục thời không? Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt hắn lóe lên, lại nói. Ân Triều lão tổ, kỳ thực tiểu tử có một ít nguyên nhân đặc thù cho nên trời sinh có thể áp chế thuộc tính mộc mà thôi, bằng không tiểu tử cũng không có cách nào chiến thắng. Ngươi không cần để lại mặt mũi cho ta, thua chính là thua. Thua trong tay người trung quy vẫn tốt hơn thua trong tay người khác. Người thân là chủ thuộc tính kim, khống chế thuộc tính kim, điều động được thiên uy,
trừ phi lão tổ còn trên đời bằng không không ai có thể chống lại thiên uy. Bắc Cung Ân Triều nói xong lập tức giao hai bản vô tự thiên thư trong tay ném về phía Lục Lâm Thiên. Đa tạ Ân Triều lão tổ. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, hai bản vô tự thiên thư lần nữa được hắn thu vào trong tay. Giờ phút này nghĩ tới việc trên người mình có tổng cộng 7 bản vô tự thiên thư khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kích động. 9 bản vô tự thiên thư hội tụ có lẽ sẽ không còn xa nữa. Ân Triều lão tổ thua. Nhìn lên không trung, lúc này đến phiên đám người Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Vô Song của Bắc Cung Hoàng tộc nhìn nhau, kết quả quá nhanh, mới chỉ bắt đầu một ít mà không ngờ Ân Triều lão tổ của bọn họ lại thua nhanh như vậy, thua vô dụng chóng vánh. Lục Lâm Thiên chiến thắng khiến cho đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Mẫu Đơn, Bạch Linh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng sững sờ, Lục Lâm Thiên thắng cũng quá nhanh a. Cường giả Vũ Đế thất trọng không ngờ lại thua nhanh như vậy. Hít. Mà đối với những đế giả khác mà nói, điều thứ nhất bọn họ làm là hít sâu một hơi. Có người thậm chí còn xoa xoa hai mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thế nhưng sự thật là sự thật. Bắc Cung Ân Triều có tu vi Vũ Đế thất trọng thế nhưng vẫn thua chóng vánh. Ha ha, đáng đời cho Bắc Cung Ân Triều nhà ngươi. Tên vô sỉ nhà ngươi thua thảm, thua hay. Hiên Viên Cương Phong nhìn thấy Bắc Cung Ân Triều thua tức thì cao hứng không thôi, miệng cười ha ha. Ta bại bởi chính hậu bối của mình, thua trong tay nửa người Bắc Cung Hoàng tộc ta, đâu có gì lớn. Thật không biết ngươi cao hoan cái gì. Khuôn mặt Bắc Cung Ân Triều lạnh nhạt trừng mắt nhìn Hiên Viên Cương Phong. Hoàn toàn không để ý, trường bào rui lên, thân ảnh lập tức lui xuống. Tốt, rốt cuộc còn lại một người. Đến đây đi. Một tiếng hét lớn vang vọng, thân ảnh hổ khiếu lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa. Thân thể hùng vĩ đạp không mà đứng, so với Lục Lâm Thiên tráng kiện hơn nhiều. Khí tức hùng hồn trên thân thể lan tràn, khiến cho người ta có cảm giác đối mặt với một cự nhân khổng lồ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hổ khiếu. Bạch hổ hoàng tộc có thuộc tính phong, lực lượng ngũ hành tương khắc của hắn không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên cũng không thể đối phó với hổ khiếu này giống như đối phó với Bắc Cung Ân Triều, huống chi hổ khiếu này thân là bạch hổ hoàng tộc, bản thể cường hãn vô cùng, quả thực khó đối phó. Xin mời. Thân ảnh Lục Lâm Thiên khẽ động, bộ dáng nhàn nhã, chân khí ở trong kinh mạch cuồn cuộn, không dám chủ quan một chút nào. Chỉ có đánh bại hổ khiếu thì hắn mới có thể có được 9 bản vô tự thiên thư. Hội tụ 9 bản vô tự là có thể nhận được đại cơ duyên, chính thức bước chân lên con đường cường giả. Thứ Lục Lâm Thiên luôn truy cầu chính là con đường cường giả, truyền thuyết 9 bản vô tự thiên thư đã lưu truyền rất lâu trên đại lục này, lúc này cơ hội ở ngay trước mặt, Lục Lâm Thiên làm sao có thể buông tha đơn giản như vậy. Hảo tiểu tử, không thể không nói thực lực của ngươi không tệ. Chỉ là ở trước mặt ta sợ rằng còn chưa đủ. Đôi mắt cực lớn của hổ khiếu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bên trên có một cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Thực lực có đủ hay không phải thử qua mới biết được. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, quang mang trên người lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện, toàn thân được lân phiến màu vàng bao trùm. Vậy ra tay đi. Lấy thân thể hùng vĩ của hổ khiếu lão tổ làm trung tâm, yêu nguyên phô thiên cái địa lan tràn. Yêu hoàng khí mênh mông lan tràn, cả không trung đột nhiên run lên. Dưới loại ảnh hưởng này, mọi người lập tức phát hiện ra mình cũng bị ảnh hưởng không ít. Thực lực của hổ khiếu lão tổ dường như so với lúc đối phó với phó các chủ lệnh hồ tiêu diêu của thiên địa các còn cường hãn hơn nhiều. Long ảnh tí. Nhìn hổ khiếu lão tổ bộc phát ra khí tức hung hãn, chân khí trong kinh mạch Lục Lâm Thiên bỗng nhiên tuôn ra, hắn phất tay đánh ra một đầu thanh long bằng hư ảnh cực lớn. Ầm ầm đánh về phía hổ khiếu lão tổ. Ngao, cự long rít gào, khí tức vũ đế ngũ trọng quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này cũng tuôn ra. Hư ảnh hoàng kim yêu long ở phía xa mang theo không gian chấn động cùng với khí thế hùng hậu hung hăng phóng về phía xa. Hư, đến tốt. Hổ khiếu lão tổ mạnh mẽ đạp hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức đánh ra một đạo quyền ấn về phía trước. Quyền ấn đánh nát hư không. Mang theo kình phong khủng bố hung hăng phóng va chạm vào hư ảnh hoàng kim yêu long. Oanh! Cứ như vậy hư ảnh hoàng kim yêu long viễn cổ hung hăng va chạm vào quyền ấn, kình khí giống như thực chất rung động lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên không trung lập tức vang lên thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm. Siêu siêu! Kình khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh hai người dưới cỗ gợn sóng quỷ dị kia lập tức biến mất trước ánh mắt của tất cả đế giả.
Một lát sau, khi thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện đã giao phong cùng một chỗ. Phanh phanh. Hai người đều vô cùng ngưng trọng, vừa mới va chạm lập tức phân ra. Thân ảnh vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ. Đế giả có thực lực thấp thậm chí căn bản không có cách nào nhìn rõ hai người giao thủ, tốc độ của hai người đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần hai người va chạm đều mang theo tiếng vang thật lớn, thanh âm vang vọng chín tận trời khiến cho mọi người trong không trung hãi hùng, khiếp vía. Mỗi một lần hai người giao thủ, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng rời núi lấp biển, khí tức khủng bố khiến cho không gian ảm đạm. Ánh sáng cũng khó có thể chút xuống, thậm chí còn mang theo tiếng sấm, chuyện này khiến cho người ta rung động. Lục Lâm Thiên, tại sao ngươi lại lĩnh ngộ lực lượng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc ta? Không có khả năng. Hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng giao thủ, đồng thời còn vang lên thanh âm kinh ngạc của Hổ Khiếu lão tổ. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian mà chỉ có tộc nhân Bạch Hổ Hoàng tộc hắn mới có được từ bẩm sinh. Lực lượng thời gian cũng không phải của Bạch Hổ Hoàng tộc ngươi. Chuyện này cũng không kỳ quái. Thanh âm lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên vang vọng trong không gian. Lực lượng thời gian gấp 40 lần được thi triển. Không biết tại sao Lục Lâm Thiên cảm thấy không dưới Hổ Khiếu lão tổ một chút nào, thậm chí Lục Lâm Thiên còn phát hiện ra dường như lực lượng thời gian của mình còn mạnh hơn Hổ Khiếu lão tổ một chút. Ngươi còn có lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc ngươi cũng có thể lĩnh ngộ ra được. Tại sao lại có thể như vậy? Hổ Khiếu lão tổ rít gào, yêu nguyên cuồng bạo từ trong cơ thể dẫn động năng lượng thiên địa điên cuồng lan tràn ra. Gợn sóng không gian nứt vỡ từng khúc, giờ phút này đối mặt với Lục Lâm Thiên, càng lúc Hổ Khiếu lão tổ càng khiếp sợ. Lục Lâm Thiên không chỉ có lực lượng thời gian, thứ vốn là thiên phú của Bạch Hổ Hoàng tộc hắn, mà trình độ khống chế lực lượng thời gian thậm chí còn mạnh hơn hắn. Mà đổi lại, Hổ Khiếu lão tổ cũng khiếp sợ phát hiện ra, ngay cả thiên phú lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc Lục Lâm Thiên cũng lĩnh ngộ ra. Hơn nữa lực lượng thời gian cùng với lực lượng không gian cũng có thể dung hợp lại một chỗ. Tạo thành lực lượng thời không hỗn loạn, khiến cho hắn bị áp chế. Tăng thêm bản thân Lục Lâm Thiên là vũ giả sáu hệ và công kích linh hồn của linh giả, khiến cho hắn càng khó có thể chống đỡ. Đúng vậy, lực lượng không gian ta cũng có thể khống chế một ít. Nhưng mà không phải đến từ Chu Tước Hoàng tộc. Lục Lâm Thiên lớn tiếng cười nói, tay liên miên đánh ra từng đạo công kích. Phối hợp với lực lượng thời gian, càng đánh ra càng cường hãn, như hổ thêm cánh. Thế nhưng Hổ Khiếu lão tổ thân mang lực lượng thời gian, tăng thêm thực lực khủng bố của bản thể tuyệt đối khó có thể đối phó. Ngay trong công kích liên miên của Lục Lâm Thiên cũng có thể trực tiếp chống lại. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút khiếp sợ. Thực lực của Hổ Khiếu lão tổ dường như so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn không ít. Hai người giao thủ khiến cho cả không gian ngày càng hỗn loạn, run rẩy không thôi. Người thực lực thấp, tâm thần cũng không có cách nào dò xét chuyện xảy ra bên trong. Ánh mắt càng không có cách nào nhìn vào trong không gian hỗn loạn. Chỉ có thể nhìn thấy không trung bởi vì hai người giao thủ trực tiếp nứt vỡ từng khúc. Lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên quá mức kinh khủng, không ngờ lại có thể trực tiếp chống lại Hổ Khiếu. Lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên vốn đã đáng sợ, nghe nói Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể rèn thể, lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn cũng có thể trực tiếp so sánh lực phòng ngự với Huyền Vũ Hoàng tộc. Dùng tu vi vũ đế ngũ trọng có thể chống lại Hổ Khiếu có tu vi đế cấp trung giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên này thật đáng sợ. Vũ kỹ, linh kỹ có thể liên miên đánh ra, công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn, còn có lực lượng thời gian, lực lượng không gian. Lục Lâm Thiên này quá bía y thái, không ngờ lại nhiều thủ đoạn như vậy. Nhìn đại chiến trên không trung, không ít tiếng nghị luận mang theo sự kinh ngạc vang lên. Khiến cho mọi người chính thức ý thức được sự khủng bố của vũ giả sáu hệ, linh vũ song tu của Lục Lâm Thiên. Vũ kỹ, linh kỹ liên miên đánh ra khiến cho mọi người kinh hãi, há hốc mồm. Không ngờ lại có người chỉ dựa vào công kích của bản thể là có thể so sánh với Bạch Hổ Hoàng tộc. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bạch Linh, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc khẩn trương nhìn lên trên không trung, hai mắt không dám nháy một cái. Lục Lâm Thiên, chịu một chảo của ta. Một lúc lâu không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên, lại bị áp chế khắp nơi. Hổ Khiếu lão tổ gầm lên một tiếng, yêu nguyên minh mông lan tràn, phát tay đánh ra một đạo quang mang rực rỡ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Năng lượng minh mông cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng minh mông trên không trung.
Uy áp yêu hoàng khí bàng bạc tràn ngập, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ vang vọng, lập tức ngưng tụ thành một đạo chảo ấn cực lớn. Siêu! Hổ khiếu lão tổ nhanh chóng huy động chảo ấn xé rách không gian, mang theo mây đen cuồn cuộn kéo tới, lập tức đánh về phía Lục Lâm Thiên. Bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên phất tay đánh ra, lao ngục thời không 16 lần uy năng thuộc tính kim lần nữa khuếch tán trên không trung. Kim quang chói mắt phô thiên cái địa hội tụ tới. Khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Cả thiên địa đột nhiên run rẩy, giống như cả 9 tầng trời rung chuyển. Theo Lục Lâm Thiên bố trí lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, hổ khiếu lão tổ lập tức biến sắc. Trong không gian màu vàng quỷ dị này có nhiều loại công kích khác nhau. Lực lượng không gian, công kích linh hồn, lực lượng thời gian cùng với nhiều loại công kích quỷ dị tuôn ra. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Phá cho ta! Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, phất tay vỗ về phía xa. Trong không gian lao ngục thời không thuộc tính kim đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang cực lớn đột nhiên đánh ra. Bàn tay cực lớn giống như thủ ấn của Phật, khổng lồ vô cùng. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, không gian run rẩy, thủ ấn phá không mà ra. Trên phía chân trời lúc này vang lên tiếng sấm minh, một đạo chảo ấn cực lớn mang theo mây đen cùng với trưởng ấn màu vàng xuất hiện. Không gian trực tiếp bị đánh nát, thiên địa u ám, ánh sáng khó có thể chiếu xuống. Lập tức đạo chảo ấn cùng với thủ ấn kia lập tức mang theo không gian nứt vỡ từng khúc, hung hăng va chạm vào nhau giống như bom nguyên tử. Phanh! Tiếng sấm vang vọng khiến cho tai tất cả đế giả cảm thấy ù đi, người thực lực không đủ linh hồn trực tiếp cảm thấy đau đớn, tâm thần chấn động. Khục khục! Kinh khí khủng bố va chạm, Lục Lâm Thiên cùng với hổ khiếu lão tổ trực tiếp lảo đảo lui lại. Hai cỗ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung khôi phục ánh sáng như lúc ban đầu, ánh sáng chiếu xuống xua tan sự u ám. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi quả thực khủng bố. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, thật sự đủ khủng bố. Nếu như ta suy đoán không sai, không ít chỗ tốt của ngươi đều có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư đúng không? Hổ khiếu lão tổ ổn định lại thân thể, mắt nhìn Lục Lâm Thiên phía trước hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình biến đổi cực lớn, đã phải nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt khác. Vô Tự Thiên Thư huyền ảo vô cùng. Lục Lâm Thiên ổn định thân thể, không trả lời thẳng mà nhìn qua hổ khiếu lão tổ rồi nói. Nếu như ta suy đoán không sai, chuyện địa viêm đảo bị diệt khi trước sợ rằng có chút quan hệ với ngươi, đúng không? Hổ khiếu lão tổ có liên quan tới việc địa viêm đảo bị diệt. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía hổ khiếu lão tổ, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Hổ khiếu lão tổ nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút sững sờ, ánh mắt trầm xuống, tinh quang trong mắt bắn ra, nói. Đến bây giờ ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Ta biết rõ tin tức địa viêm đảo bị diệt. Vô Tự Thiên Thư trong tay ta có liên quan tới địa viêm đảo, chỉ là ta lại không tham dự tới việc diệt địa viêm đảo. Vậy thì rốt cuộc là ai diệt địa viêm đảo? Lệnh Hồ Tiêu Diêu ngẩng đầu, nhìn hổ khiếu lão tổ phía xa nói. Ha ha, thiên địa các ngươi không phải tự xưng biết rõ tất cả tin tức sao? Sao không tự mình đi thăm dò đi? Hổ khiếu lão tổ không trả lời lệnh Hồ Tiêu Diêu mà quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cũng hứng thú với chuyện địa viêm đảo bị diệt. Không có quá nhiều, chỉ là ta có chút kỳ quái, nếu như ngươi có thể vô thanh vô tức diệt địa viêm đảo, vậy thì thực lực của ngươi nhất định có chút ẩn giấu. Lục Lâm Thiên nói, thế nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Bản Vô Tự Thiên Thư trong tay hổ khiếu lão tổ có liên quan tới địa viêm đảo. Thế nhưng địa viêm đảo lại không phải do hổ khiếu lão tổ diệt, rốt cuộc là do người phương nào diệt. Chỉ là nghĩ lại Lục Lâm Thiên cũng không bận tâm nữa, hắn cũng không có thời gian nhúng tay vào những chuyện như vậy. Ngươi đoán đúng, thực lực của ta quả thực có chút ẩn tàng. Ngươi cho rằng tộc nhân của Hiên Viên gia tộc và Bắc Cung gia tộc có thể đạt tới Vũ Đế thất trọng, mà bổn đế lại có thời gian sống dài hơn bọn họ nhiều, cũng có Vô Tự Thiên Thư trong tay chẳng lẽ không đột phá đế cấp cao giai hay sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trước khi đạt được Vô Tự Thiên Thư tu vi của bổn đế đã sớm là đế cấp cao giai rồi. Ha ha! Hổ khiếu lão tổ vừa mới dứt lời, quang mang màu trắng trên thân thể hùng vĩ lóe lên, trong giây lát thân thể khom xuống, há hốc mồm giống một tiếng. Giống!
Một tiếng giống trầm thấp từ trong miệng hổ khiếu lão tổ truyền ra, thân thể hùng vĩ lập tức hóa thành một đầu bạch hổ, toàn thân màu trắng tinh, trong lúc mơ hồ có bí văn quanh quẩn. Thân thể khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân có lưu quang quanh quẩn, lộ ra khí chất hoàng giả, khí tức hung hãn vô cùng. Yêu hoàng khí phô thiên cái địa lan tràn, không gian đầu bạch hổ cực lớn này dường như cứng lại. Một cỗ khí tức giống như rời núi lấp biển tràn ngập. Khí tức đế cấp cao giai tuôn ra, uy thế ngút trời. Đế cấp cao giai, hổ khiếu cũng đột phá đế cấp cao giai. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, cấp độ đế cấp cao giai, thân là bạch hổ hoàng tộc, một khi đột phá cấp độ đế cấp cao giai có thể trực tiếp chống lại vũ đế, linh đế thất trọng trong nhân loại tuyệt đối không thành vấn đề. Theo lời của hổ khiếu, dường như hắn ta còn sớm đột phá tới đế cấp cao giai. Thực lực lúc này nói không chừng đã đạt tới tình trạng có thể đánh chết vũ đế thất trọng, đủ để sánh với vũ đế, linh đế bát trọng. Che giấu thật sâu a, hổ khiếu này mới là người che giấu sâu nhất. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, đám người Nam Thúc, thánh thủ linh đế, Dương Quá cũng ngưng trọng nhìn về phía trước. Hổ khiếu lão tổ này ẩn giấu thực lực đế cấp trung giai đỉnh phong so với đế cấp cao giai mà nói thoạt nhìn không cách nhau xa, thế nhưng trên thực tế lại cách nhau một cái hào rộng cực lớn. Lục Lâm Thiên gặp phiền phức rồi. Giữa không trung, lúc này trong đôi mắt hổ của hổ khiếu lão tổ tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ Lục Lâm Thiên rất cường hãn. Sau khi Lục Lâm Thiên đối phó với Thác Bạt Hậu Điền xong, hắn chưa từng dám xem thường qua Lục Lâm Thiên. Thế nhưng hắn không ngờ lực phòng ngự của bản thể Lục Lâm Thiên lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trong suy nghĩ của hổ khiếu lão tổ, thực lực của Lục Lâm Thiên này rõ ràng không bằng mình, thế nhưng mỗi một lần va chạm với Lục Lâm Thiên, rõ ràng Lục Lâm Thiên chịu thiệt hơn một ít. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lục Lâm Thiên này dường như lại không quan tâm, ngược lại bản thân hắn còn bị không ít ảnh hưởng. Lần lượt va chạm khiến cho hắn ngày càng không chịu đựng nổi. Một hai lần hắn không sợ, thế nhưng ba bốn lần thì lại không giống nữa. Hổ khiếu lão tổ làm sao có thể biết được, có bất tử địa linh thể, công kích của hắn rơi vào trên người Lục Lâm Thiên đã bị tiêu hao gần hết. Tăng thêm thanh linh khải giáp và bất diệt huyền thể, công kích của hắn không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Mà bản thể hổ khiếu tuy rằng cường hãn, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn Lục Lâm Thiên, thế nhưng cứ luân phiên va chạm với Lục Lâm Thiên không ngừng, dùng phương thức cường hãn nhất không ngừng va chạm vào nhau. Tất cả chuyện này cũng là do Lục Lâm Thiên cố ý, Lục Lâm Thiên tự biết ưu thế và sở trường của mình ở đâu, cho nên hắn sẽ lợi dụng cho tốt. Nếu như dùng phương thức cường hãn nhất va chạm, trực tiếp làm tiêu hao hổ khiếu, một khi hổ khiếu tiêu hao gần hết, muốn chiến thắng người này sẽ vô cùng dễ. Sau khi luân phiên va chạm với nhau, thậm chí hổ khiếu lão tổ còn có chút kinh ngạc, toàn thân hắn đã bị không ít ảnh hưởng. Mà Lục Lâm Thiên lại không có một chút tổn hao nào, thậm chí càng đánh càng hăng khiến cho hắn ý thức được không ổn. Ông ong! Trong giây lát ngắn, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ của hai người mang theo tiếng sấm ì ùng của huyễn ảnh thanh vũ lần nữa va chạm với nhau. Gợn sóng chung quanh hai thân thể trực tiếp bị chấn nát. Năng lượng thiên địa hội tụ, không gian chấn động. Năng lượng bàng bạc bị thân thể cự hổ khổng lồ của hai người làm chấn động, trong khoảnh khắc thân thể cự hổ của hai người xé rách không gian đánh tới, hung hăng va chạm thẳng vào nhau. Vết nứt không gian bốn phía nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Phanh! Va chạm hung hãn tạo nên thanh âm bạo liệt. Ở giữa thân thể cự hổ khổng lồ của hai người, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Thân thể khổng lồ của hai người trực tiếp bắn ngược xuống mặt đất phía dưới. Phanh phanh! Mặt đất run rẩy, sơn băng địa liệt, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Siêu siêu! Mà lúc này thân thể cự hổ của hai người lần nữa nhảy lên không trung, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ là lúc này trên bản thể cự hổ của hổ khiếu lão tổ đã có không ít vết thương, thậm chí còn có máu ứ đọng. Dùng phương thức cường hãn, nguyên thủy nhất giao chiến, rõ ràng hắn đã chịu thiệt. Lúc này ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng rất là ngưng trọng, tuy rằng thực lực của hắn kém hơn một chút, thế nhưng dựa vào ưu thế phòng ngự cường hãn, còn nắm giữ lực lượng không gian, cho nên có thể ở thế bất bại. Trong lúc va chạm thậm chí còn chiếm thế thượng phong, thế nhưng muốn chuyển từ thế thượng phong thành đánh bại hổ khiếu này thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vô cùng khó nói. Cho nên Lục Lâm Thiên biết rõ mình nên tốc chiến tốc thắng, hổ khiếu lão tổ này cực kỳ khó đối phó. Thậm chí hiện tại hắn cũng không thể làm gì được đối phương.
Mà Lục Lâm Thiên còn phải đồng thời lo lắng tới giới chủ linh vũ giới, không thể không đề phòng người này. Xem ra chỉ có thể dùng át chủ bài, trước tiên đánh bại hổ khiếu này, đạt được 9 bản vô tự thiên thư rồi nói sau. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, trong đôi mắt hổ có tinh quang hiện lên. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Hiện tại đối mặt với hổ khiếu này Lục Lâm Thiên tự biết có thúc dục lao ngục thời không tăng thêm huyết lục, nếu như vận khí tốt nói không chừng còn chiếm thế thượng phong, thế nhưng cũng chỉ là tiêu hao mà thôi. Muốn triệt để đánh bại hổ khiếu này sợ rằng dựa vào huyết lục cùng với lao ngục thời không vẫn còn kém một chút. Trong nhân loại thì lực phòng ngự của ngươi tuyệt đối là người mạnh nhất. Ngày hôm nay ngay cả ta cũng phải mở rộng tầm mắt. Thân thể hổ khiếu xẹt qua không gian nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng sau khi mình không ẩn giấu thực lực, muốn đánh bại Lục Lâm Thiên này tuyệt đối không khó. Thế nhưng ai ngờ thủ đoạn và bổn sự của Lục Lâm Thiên này tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là lực phòng ngự khủng bố phối hợp với lực lượng thời không quả thực áp chế hắn khắp nơi, khiến cho hắn nhiều lần gặp hiểm cảnh. Đây là điều vốn hổ khiếu lão tổ thật không ngờ tới. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hổ khiếu lão tổ trầm xuống, muốn chiến thắng Lục Lâm Thiên, sợ rằng ngày hôm nay không liều một chút thì khó có thể làm được. Thật sao, nếu như ngươi muốn nhận thua ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Nực cười, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng dựa vào lực phòng ngự của ngươi là ta không có cách nào làm gì ngươi được sao? Hổ khiếu cười lạnh một tiếng, yêu nguyên trên thân thể cự hổ khổng lồ tuôn ra, yêu hoàng khí lan tràn. Trong mi tâm hổ khiếu lập tức có một đạo lưu quang mang theo linh hồn chấn động lướt ra. Nhanh chóng bành trướng, mở rộng, bên người hổ khiếu tức thì xuất hiện một đầu cự hổ màu trắng hơn ngàn thước, giống bản thể hổ khiếu như đúc. Mọi người sững sờ, hổ khiến xuất ra linh hồn phân thân, rõ ràng là định liều mạng. Tới cấp độ đế giả, hai đế giả giao thủ dưới tình huống bình thường tuyệt đối không vận dụng linh hồn phân thân. Một khi xuất linh hồn phân thân ra, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Linh hồn bị thương sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên không ai dám chủ quan. Mà trong lúc đế giả chiến đấu, sau khi tới cấp độ đế giả đều có được linh hồn phân thân. Nếu như bản thể thực sự đánh thì đại đa số sẽ thúc giục linh hồn phân thân. Thế nhưng đối thủ cũng có linh hồn phân thân, trừ phi đối thủ không có linh hồn phân thân mới chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nếu như là một linh đế giao thủ với một vũ đế, thì linh đế hơn phân nửa sẽ thi triển ra linh hồn phân thân. Bởi vì công kích của bản thể linh đế coi như không địch lại vũ đế, thế nhưng trên phương diện linh hồn phân thân sẽ chiếm ưu thế hơn. Trong đám người có tu vi đồng cấp, linh hồn phân thân của linh đế sẽ có thực lực mạnh hơn linh hồn phân thân của linh đế, cũng cường hãn hơn không ít. Linh hồn lực càng mạnh cũng trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn phân thân. Cho nên dưới tình huống bình thường, đế giả một khi giao thủ rất ít người thúc giục linh hồn phân thân. Đế giả đều mang linh hồn phân thân bên người, đại bộ phận đều dùng để chạy trối chết. Một khi xuất ra linh hồn phân thân đại đa số đều là liều mạng, hoặc là đối thủ không có linh hồn phân thân thì có thể dùng hai đánh một, còn nếu đối thủ có thì thực sự là liều miang. Hổ khiếu muốn liều mạng hay sao? Nhìn thấy hổ khiếu xuất ra linh hồn phân thân, không ít đế giả lập tức nhíu mày, nhưng có không ít cường giả lại không nghĩ vậy. Sợ rằng Lục Lâm Thiên gặp phiền phức rồi. Nhìn thấy hổ khiếu xuất linh hồn phân thân ra, Long Bành lão tổ lập tức nhíu mày, khuôn mặt biến hóa. Lâm Thiên sợ rằng phiền phức rồi. Hàn Băng đại đế cũng biến sắc nói. Tại sao, hổ khiếu có linh hồn phân thân, chẳng lẽ Lâm Thiên không có sao? Kim Lang đại đế có chút khó hiểu nói. Thánh thủ linh đế lắc đầu nói. Hiện tại Lâm Thiên có thể chống lại hổ khiếu là hoàn toàn dựa vào lực phòng ngự bí y thái. Mà bây giờ hổ khiếu đã hiểu được điều này cho nên mới dùng tới linh hồn phân thân. Lâm Thiên gặp phiền phức lớn. Linh hồn phân thân của Lâm Thiên không có lực phòng ngự bí y thái như bản thể. So ra linh hồn phân thân của hổ khiếu này mạnh hơn linh hồn phân thân của Lâm Thiên quá nhiều. Thánh thủ linh đế ngừng một lát rồi nói. Nếu như Lâm Thiên cũng thúc giục linh hồn phân thân, khẳng định sẽ không địch lại được. Nếu như linh hồn phân thân bị trọng thương Lâm Thiên sẽ thua. Mà Lâm Thiên không thúc giục ra linh hồn phân thân thì linh hồn phân thân của hổ khiếu và bản thể hắn liên thủ, Lâm Thiên nhất định cũng sẽ thua. Thực lực của hổ khiếu này đã là đế cấp cao giai sơ kỳ, so với Lâm Thiên cường hãn hơn quá nhiều. Nếu như Lâm Thiên có thể đột phá tới vũ đế lục trọng thì có thể chống lại, thậm chí là áp chế hổ khiếu. Thế nhưng bây giờ Lâm Thiên chỉ là vũ đế ngũ trọng,
cách nhau quá xa. Coi như là linh vũ song tu cũng không làm nên chuyện gì. Trên cấp độ linh giả thực lực của Lâm Thiên thấp hơn nhiều, càng không có một chút hiệu quả nào. Yên tâm đi, so linh hồn lực thì hổ khiếu kia không chiếm được bao nhiêu tiện nghi đâu. Tinh quang trong đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn lóe lên, đôi mắt xinh đẹp vẫn lẳng lặng nhìn đại chiến trên không trung. Nghe mẫu đơn nói vậy, mọi người lập tức nghi hoặc nhìn mẫu đơn rồi tiếp tục nhìn lên trên không trung. Lục Lâm Thiên, ta muốn biến linh hồn phân thân của ngươi liệu có phải cũng có lực phòng ngự cường hãn như bản thể hay không? Xuất ra linh hồn phân, hổ khiếu nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. So linh hồn phân thân sao? Linh hồn phân thân của ngươi dường như cũng không có lực phòng ngự cường hãn a. Lục Lâm Thiên nhìn bản thể hổ khiếu, trong đôi mắt hổ hiện lên vẻ vui vẻ nhàn nhạt. Tâm thần khẽ động, trong mi tâm lập tức có một đạo quang mang màu tím lướt ra, lập tức hóa thành một đạo thân thể xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đạo thân ảnh này xuất hiện, một cỗ sát khí vô hình quanh thân lan tràn ra. Sát khí cuồng bạo ngập trời, mang theo hàn ý âm trầm. Sát khí âm trầm lập tức tuôn ra, sát khí cuồng bạo ngập trời mang theo hàn khí âm trầm. Trong không gian lúc này dường như có một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, cả phiến không gian theo đó lập tức âm trầm. Dưới cỗ sát khí âm trầm khủng bố này, tất cả các đế giả chung quanh đều cảm thấy trong lòng mình đột nhiên lạnh lẽo, máu tươi như cứng lại. Từ sâu trong linh hồn run lên, người thực lực thấp một chút trực tiếp run run, vô thanh vô tức bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Thân là tộc có phòng ngự linh hồn mạnh nhất, có thể nói là miễn dịch công kích linh hồn, thế nhưng mấy cường giả và long bành lão tổ trong Thanh Long hoàng tộc lúc này cũng thoáng run rẩy một chút. Cỗ sát khí bàng bạc này khiến cho trong lòng hắn cũng phải run lên, từ sâu trong linh hồn xuất hiện cảm giác kiêng kỵ. Thân ảnh vừa mới xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên lúc này đương nhiên là át chủ bài hiện tại của hắn, Đại Hồn Anh. Giờ phút này Đại Hồn Anh đã triệt để dung hợp âm đàm và âm minh, khí tức trên người cũng xảy ra không ít biến hóa. Cũng thừa kế cỗ khí tức âm trầm trên người âm minh và âm đàm. Lục Lâm Thiên vốn cũng không biết khí tức trên người Đại Hồn Anh đạt tới cấp độ gì. Bởi vì chưa từng đối chiến với cường giả, cho nên hắn chỉ biết Đại Hồn Anh mạnh hơn Thác Bạt Hậu Điền rất nhiều. Mà lúc này sau khi nhìn thấy chúng cường giả, Lục Lâm Thiên mới có thể đoán ra được khí tức trên người Đại Hồn Anh tuyệt đối đạt tới đế giả thất trọng. Hổ khiếu thân là yêu thú, tuy rằng là hoàng tộc thế nhưng cũng dựa vào bản thể mới có thể có được thực lực tương đương với đế giả cao giai sơ kỳ, có thể nói là có thể sánh với vũ đế bát trọng. Thế nhưng trên phương diện linh hồn thì linh hồn phân thân chỉ tương đương với đế giả thất trọng nhân loại mà thôi. Dùng thực lực đế giả thất trọng của Đại Hồn Anh hiện tại, đối mặt với linh hồn phân thân của hổ khiếu, tự nhiên Lục Lâm Thiên không có một chút lo lắng gì. Đại Hồn Anh trời sinh có thể áp chế bất luận linh hồn thể cùng với lực lượng khác. Có thể khiến cho tất cả sát khí và linh hồn trở thành miếng mồi của nó. Cũng có thể nói Đại Hồn Anh chính là một loại khắc tinh của linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân này thật quái dị. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên sao lại mạnh như vậy? Linh hồn phân thân này ít nhất cũng có cấp bậc đế giả thất trọng. Lục Lâm Thiên không phải chỉ mới là đế giả ngũ trọng thôi sao? Sát khí thật khủng khiếp, giống như có thể chuyên môn áp chế linh hồn vậy. Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên xuất hiện, chỉ một thoáng ánh mắt mọi người tức thì kinh hãi, thậm chí còn hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng mọi người có chút bất an. Hổ khiếu lại một lần nữa kinh ngạc, vốn hắn cho rằng trên phương diện linh hồn phân thân mình chiếm được một chút tiện nghi, thế nhưng không ngờ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên cũng mạnh như vậy. Thậm chí giờ phút này có thể trực tiếp áp chế linh hồn phân thân của hắn, khiến cho linh hồn phân thân của hắn cảm thấy bất an. Bí pháp ám ma phân thân. Đại Hồn Anh xuất hiện, không có một chút trì hoãn nào, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết, đồng thời quang mang chói mắt quanh thân lan tràn ra. Trong chốc lát nhanh chóng có mấy đạo linh hồn phân thân tách ra. Tổng cộng có 31 đạo linh hồn phân thân tăng thêm bản thể Đại Hồn Anh tổng cộng có 32 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều mang theo sát khí âm trầm ngập trời cùng với linh hồn lực minh mông lan tràn. Ban đầu khi Đại Hồn Anh vừa mới đột phá cấp độ đế giả, khi đối phó với huyết kiếm đại đế chỉ có thể thục dục ra 21 đạo linh hồn phân thân mà thôi. Hiện tại sau khi thôn vệ âm đàm và âm minh, lực lượng linh hồn tăng vọt, cũng có thể thúc dục ra 31 đạo linh hồn phân thân. Lúc này tổng cộng có 32 Lục Lâm Thiên đứng đó, mỗi đạo thân ảnh đều có tu vi đế giả thất trọng, sát khí âm trầm ngập trời lan tràn, linh hồn lực bàng bạc khiến cho không gian lung lay sắp đổ,
cả không gian hỗn loạn. 32 Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, toàn thân có sát khí âm trầm lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người lạnh lẽo. Tực! Tất cả mọi người nuốt nước bọt kinh hãi, kinh ngạc tới mức há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đạo thân ảnh Lục Lâm Thiên đều có tu vi đế giả thất trọng, tổng cộng có 32 Lục Lâm Thiên, tương đương với 32 đế giả thất trọng, quả thực vô cùng khủng bố. Siêu siêu! Không có một chút trì hoãn nào, khí tức linh hồn minh mông từ trên người 32 Lục Lâm Thiên phô thiên cái địa lan tràn ra, linh hồn chấn động khủng bố. Thiên linh hồn nhãn! Trảm hồn cửu liên quyết! Toái hồn sư tử hống! Thiên linh diệt hồn chỉ! 32 Lục Lâm Thiên đột nhiên trực tiếp đánh ra 32 đạo công kích linh hồn về phía linh hồn phân thân khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ. 32 đạo công kích linh hồn, trong đó có 20 đạo công kích linh kỹ thiên cấp. 32 đạo công kích linh hồn khủng bố xé rách không gian. Cơn lốc linh hồn cuồng bạo khuếch tán, cả không gian trong thoáng chốc hôn ám. Giống như là có 32 linh đế thất trọng đồng thời thúc dục ra công kích linh hồn, uy lực khủng bố không cần phải nói. Ánh mắt Hổ Khiếu lão tổ kinh hãi, linh hồn phân thân của hắn chống lại một đạo công kích linh hồn còn được. Thế nhưng lúc này đối phương lại đánh ra 32 đạo công kích HC linh hồn A. Chẳng khác gì có 32 đế giả có tu vi ngang bằng với linh hồn phân thân vây công hắn. Hắn đâu còn dám chống lại, linh hồn phân thân nhanh chóng chạy trốn. Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, cho nên chỉ tiếc Hổ Khiếu lão tổ này trốn quá muộn. 32 đạo công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên vây khốn linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào bên trong. 32 đạo công kích linh hồn mang theo sát khí âm trầm minh mông giống như một cơn lũ đột nhiên bộc phát, cả không gian cực lớn đột nhiên bắn tứ tung. 22 đạo công kích linh hồn khủng bố hội tụ, lập tức vây khốn linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào bên trong, mà ngay cả hắn thúc dục lực lượng thời gian cũng không có cách nào chạy ra. 32 người đá một. Còn là công kích linh hồn, kết quả không cần phải nói. Lập tức phá hủy linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ thành từng mảnh. Công kích linh hồn cùng một lúc bạo phát khiến cho không gian hỗn loạn, trở thành hư không. Trong hư không hiện lên quang mang đen kịt khiến cho tim người khác đập nhanh. Thậm chí một lúc lâu cũng khó có thể khôi phục lại. Không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, công kích linh hồn phô thiên cái địa bắn ra, nơi nó đi qua không gian hóa thành mảnh vỡ. Siêu siêu, linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ bị nghiền nát, trong 32 đạo thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên bộc phát ra lực lượng thôn vệ ngập trời, trong nháy mắt trực tiếp thôn vệ từng mảnh nhỏ linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào trong 32 thân thể. Sau đó 32 đạo thân ảnh hóa thành một. Không, lúc này bản thể Hổ Khiếu lão tổ còn ở gần đó, thế nhưng lại không dám tới gần. 32 đạo công kích linh hồn đánh tới, bản thể hắn cũng không dám chống lại. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn phân thân mình hóa thành mảnh vỡ. Linh hồn phân thân triệt để mất đi liên hệ với hắn. Phụt! Công kích linh hồn khủng bố như vậy khiến cho trong cái miệng dữ tợn của bản thể Hổ Khiếu phun ra máu tươi. Rầm rầm! Máu tươi từ trong cái miệng cực lớn của Hổ Khiếu lão tổ bắn ra giống như là một tảng đá nặng rơi xuống mặt đất phía dưới. Tất cả cũng không có quá lâu, chỉ trong hai chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Thế nhưng đạo linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vừa mới đi ra đã trực tiếp bị Lục Lâm Thiên diệt sát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tới đáng sợ. Tất cả mọi người rung động không có cách nào nói nên lời. Kinh ngạc không ngậm lại miệng được. Trong lòng tất cả đế giả đều hiểu rõ, nếu như đổi lại là bản thân mình bị bao phủ bên trong, dưới công kích linh hồn hủy thiên diệt địa kia bản thân chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không có cơ hội đào thoát. Thủ đoạn và thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ lại khủng bố như vậy. Siêu. Cùng lúc này, đại hồn anh trở lại mi tâm trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Vừa rồi thúc dục bí pháp ám ma phân thân thúc dục 32 đạo công kích linh hồn, trong đó có 20 đạo công kích linh kỹ thiên cấp khiến cho hắn tiêu hao cực lớn. Trực tiếp khiến cho đại hồn anh không chịu đựng nổi, nếu như không quay về thì người phiền toái chính là hắn. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không thể dùng tới đại hồn anh được nữa. Lục Lâm Thiên, diệt linh hồn phân thân của ta, ngày hôm nay bổn đế sẽ không để cho ngươi yên. Không gian vừa mới khôi phục, thanh âm giận dữ tới tận cùng của Hổ Khiếu lão tổ cùng truyền ra. Trên thân thể dữ tợn có vết máu loang lổ, trong mắt tràn ngập sát ý, linh hồn phân thân bị diệt, trọng thương bực này khiến cho hắn đừng mơ tới việc khôi phục.
Hổ Khiếu lão tổ, người đã thua, chẳng lẽ còn định tiếp tục liều mạng hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn Hổ Khiếu lão tổ, ánh mắt trầm xuống. Hỗn trướng, đã nói tới điểm là dừng, chỉ là đọ sức mà thôi. Thế nhưng nhân loại vô sỉ nhà ngươi không ngờ lại thừa cơ diệt linh hồn phân thân của ta. Hổ Khiếu lão tổ nổi giận quát lớn, đôi mắt hổ cực lớn đỏ ngầu, hận không thể xé tan Lục Lâm Thiên thành từng mảnh nhỏ. Hổ Khiếu lão tổ, là ngươi thúc giục linh hồn phân thân trước, muốn liều mạng, thế nhưng hiện tại lại trách ta diệt linh hồn phân thân của ngươi, ngươi thật biết nói đạo lý nha. Lục Lâm Thiên nhướng mày, vừa rồi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì muốn chiến thắng Hổ Khiếu lão tổ, đồng thời cũng sợ linh hồn phân thân của Hổ Khiếu chạy trốn cho nên mới toàn lực ra tay. Hắn cũng thật không ngờ, linh hồn phân thân của Hổ Khiếu không có lực phòng ngự mạnh mẽ như bản thể, trực tiếp bị diệt sát. Ngươi, phụt! Hổ Khiếu lão tổ tức giận, miệng lần nữa phun ra máu tươi, dựa theo quy củ bất thành văn mà nói, nếu như chỉ đọ sức thì bình thường quả thực sẽ không thúc giục linh hồn phân thân. Một khi thúc giục linh hồn phân thân thì đế giả khác sẽ cho rằng đối phương liều mạng với mình. Hỗn trướng, quy định nói không thể dùng ngoại lực và khôi lỗi, cũng không có quy định không thể dùng linh hồn phân thân. Ngươi đã có ý diệt linh hồn phân thân của ta, khoản nợ này bổn đế ngày hôm nay cho dù dùng bất cứ giá nào cũng phải tính toán với ngươi cho tốt. Đôi mắt Hổ Khiếu tràn ngập giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không trung. Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta cũng không nói gì hơn. Ngươi không nhận thua thì ta đành phải làm cho ngươi nhận thua vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần âm trầm, Hổ Khiếu này đã bị trọng thương, bây giờ hắn muốn đá bại người này đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hổ Khiếu giận dữ, trong đôi mắt cực lớn hiện lên hung quang. Quanh thân bắt đầu có một cỗ quang mang quỷ dị màu trắng tràn ra. Một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên tăng vọt. Lão đại, cẩn thận, Hổ Khiếu này muốn thi triển công kích thiên phú bạch hổ diệt của bạch hổ hoàng tộc, uy lực rất mạnh, huynh nên cẩn thận một chút. Thanh âm của Tiểu Long trực tiếp vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thì thào nói. Xem ra ngày hôm nay phải dùng hết át chủ bài rồi. Trong giây lát, quang mang màu trắng từ trên người Hổ Khiếu lão tổ tràn ra, uy năng tăng vọt. Trong đôi mắt hổ cực lớn có hai đạo quang mang lướt đi, lập tức hội tụ thành một vòng quang mang cực lớn, trong đó có một đạo hư ảnh bạch hổ đột nhiên phá không phóng đi. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng không gian, hư ảnh bạch hổ mang theo uy áp mênh mông xuất hiện, quang mang màu trắng bao phủ giống như che khuất bầu trời khiến cho linh hồn người ta rung động. Đồng thời còn có cảm giác thời không loại y, giống như hoa mắt vậy. Không gian chung quanh hư ảnh bạch hổ khổng lồ này sụp đổ từng khúc. Lộ ra quang mang đen kịt, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ không có cách nào kháng cự. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thân thể cự hổ khổng lồ đứng thẳng, trong lòng bàn tay to lớn giờ phút này xuất hiện hai quả cầu, trong quả cầu bên tay trái có hư ảnh Thanh Long cùng với hư ảnh Huyền Vũ đang dây dưa với nhau, đang dung hợp vào một chỗ. Mà trong lòng bàn tay phải Lục Lâm Thiên, bên trong quả cầu kia có hư ảnh Bạch Hổ cùng với hư ảnh Chu Tước đang dây dưa, bộ dáng cực kỳ thân mật. Tay Lục Lâm Thiên kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, trong hai quả cầu ở hai tay hổ, hư ảnh Thanh Long Huyền Vũ cùng với Chu Tước Bạch Hổ đang bắt đầu dung hợp với nhau. Hai quả cầu bằng năng lượng chậm rãi dung hợp, hai đoàn năng lượng giao thoa, thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa, hư ảnh Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Chu Tước lần nữa va chạm vào với nhau, cũng trong nháy mắt này hai quả cầu bằng năng lượng triệt để dung hợp vào một chỗ. Quả cầu bằng năng lượng này chỉ lớn hơn trước đó một chút. Ước chừng hơn chục thước trong đôi tay hổ của Lục Lâm Thiên, ngoài quả cầu dần dần bắn qua quang mang chói mắt. Cả không gian lặng lẽ run lên, chung quanh hư không mơ hồ hiện lên quang mang đen kịt. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp vào một chỗ, một cỗ khí tức mới lạ, quỷ dị từ từ lan tràn, khuếch tán. Trong nháy mắt này trong thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên có chân khí bàng bạc tuôn ra. Trong kinh mạch rộng lớn kia, chân khí tựa như hồng thủy trút xuống. Cuồn cuộn không dứt chút vào trong quả cầu bằng năng lượng vừa mới được dung hợp xong. Quả cầu bằng năng lượng này giống như một cái động không đáy, trực tiếp cắn nuốt chân khí mênh mông bàng bạc của Lục Lâm Thiên. Thậm chí linh lực cũng bị hút vào. Chân khí linh lực rót vào, bốn đạo hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng dây dưa vào với nhau. Trong lúc mơ hồ còn có vẻ mặt vui sướng, giống như một cái lồng kính lớn nuôi bốn con vật còn sống vậy.
mà trong sát na này cả không gian lần nữa run lên, bốn đạo hư ảnh vui sướng dây dưa với nhau, thế nhưng ngoài quả cầu bằng năng lượng lại vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ năng lượng chấn động nào tiết ra ngoài. Thế nhưng trong sự yên tĩnh này, trong lúc mơ hồ tất cả đế giả đều cảm thấy được có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Khí tức này khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy, bỡ ngỡ. Cỗ khí tức này đang từ trong quả cầu bằng năng lượng lớn hơn chục thước lan tràn ra chung quanh, vô thanh vô tức. Kia là vật gì? Chúng đế giả lúc này dường như cũng cảm giác được khí tức biến hóa mơ hồ trong quả cầu bằng năng lượng, tuy rằng là yên tĩnh thế nhưng lại khiến cho tất cả đế giả nhìn một cái lập tức cảm thấy hãi hùng, khiếp vía, giống như linh hồn nhìn thấy vật khắc tinh vậy. Đặc biệt là cường giả tứ đại thú hoàng tộc, nhìn thấy bốn đạo hư ảnh trong quả cầu bằng năng lượng kia, trong lòng bọn họ đột nhiên bị một cỗ uy áp lực lớn áp chế. Chỉ cần nhìn một cái, máu tươi trong cơ thể cùng với linh hồn trong đầu như nhảy lên một cái, bị áp chế, đồng thời dường như còn cảm giác được một loại cộng minh nào đó. Lão đại đang ngưng tụ vật gì vậy? Giờ phút này ánh mắt Tiểu Long sáng ngời, hai mắt nhìn chăm chú vào quả cầu bằng năng lượng trong tay Lục Lâm Thiên. Hư ảnh thú thể trong quả cầu bằng năng lượng khiến cho Tiểu Long mơ hồ cảm thấy cộng minh. Loại cảm giác cộng minh này tới từ linh hồn và máu tươi của hắn, lại giống như tới từ thiên địa. Trong chớp mắt này linh quang lóe lên trong đầu Tiểu Long, dường như có chút hiểu ra. Tiếp đó, không có ai chú ý thấy, Tiểu Long trực tiếp nhắm hai mắt, giống như tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Bạch hổ diệt. Tất chỉ trong nháy mắt, hổ khiếu hét lớn một tiếng, thú ảnh bạch hổ cực lớn trước người giống như vồ mồi, lập tức nhảy về phía trước. Không gian trước thân thể khủng bố sụp đổ từng khúc, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt thâm thúy giống như có thể thôn phệ linh hồn, khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. Tứ thần quyết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khẽ phất tay một cái. Quả cầu bằng năng lượng trong tay trực tiếp rời tay, bắn thẳng về phía hư ảnh bạch hổ đang lao thẳng tới. Cùng lúc phía trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, khí tức lập tức suy yếu, giống như vì ngưng tụ đoàn năng lượng nho nhỏ này đã khiến cho chân khí mênh mông và linh lực trong cơ thể hắn bị thôn vệ sạch sẽ vậy. Lục Lâm Thiên dùng sức đẩy quả cầu bằng năng lượng này ra, cả không gian đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên sóng gió. Quả cầu nhanh chóng bành trướng, vừa mới bay ra chỉ là hơn 10 thước, thế nhưng ngay lập tức bành trướng tới hơn vạn thước. Giống như mặt trời từ phía đông xuyên thủng không gian mọc lên vậy. Quả cầu bằng năng lượng bành trướng, đầu thời vòng quang mang chung quanh cũng tiêu tán không thấy. Chỉ còn lại quang mang chói mắt hơn vạn thước đang bao phủ không gian mà thôi. Trong không gian tràn ngập quang mang chói mắt, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lúc này đã bành trướng tới hơn ngàn thước, đồng thời lao về phía trước, miệng rít gào liên tục. Bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khổng lồ lao về phía trước, cảnh tượng vô cùng rung động. Ầm ầm, cả không gian lập tức run rẩy, năng lượng thiên địa trong nháy mắt đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đây là vũ khí gì? Khí tức đã siêu việt vũ khí thiên cấp. Chúng cường giả rung động, dưới cỗ khí tức rung động lòng người này, bọn họ nhìn qua lập tức có cảm giác muốn phủ phục. Siêu. Hư ảnh bạch hổ cực lớn trực tiếp lướt vào trong quang mang chói mắt, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cuồn cuộn phóng về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngao. Giống. Chi. Bốn tiếng thú giống cực lớn vang lên, hư ảnh Huyền Vũ trực tiếp ngăn cản trước người hư ảnh Bạch Hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục, khiến cho hư ảnh Bạch Hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục không có cách nào vượt qua. Ngay sau đó hư ảnh Thanh Long trực tiếp xuyên qua người hư ảnh Bạch Hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục, gần như để lại một chảo trên người Bạch Hổ. Hư ảnh Chu Tước thì trực tiếp vỗ cánh, một cỗ hỏa diễm ngập trời bao phủ hư ảnh Bạch Hổ kia vào bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt hư ảnh Bạch Hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục trực tiếp bị nghiền nát thành từng khúc, hóa thành hư vô. Tất cả chuyện này vô cùng dễ dàng, hư ảnh Bạch Hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục trở thành hư vô. Hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước dường như không bị ảnh hưởng một chút nào, lại nhanh như thiểm điện lao tới trước người hổ khiếu lão tổ. Hư ảnh bốn thú xoay tròn quanh bản thể khổng lồ của hổ khiếu lão tổ, tạo thành một vòng xoáy đen kịt kinh khủng trong không gian. Trong lúc mơ hồ có bốn cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa. Siêu siêu. Hư ảnh bốn thú nhân cơ hội hổ khiếu lão tổ không kịp tránh đi, dưới ánh mắt kinh ngạc, rung động, ngốc trệ giống như gặp thứ kinh khủng nhất trên đời, trực tiếp va chạm với bản thể khổng lồ của hắn rồi nổ tung. Ầm ầm. Không gian run rẩy, hư ảnh bốn thú nổ tung,
trong khoảnh khắc có vô số quang mang bắn ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của chúng đế, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong phiến thiên địa này, khiến cho trong đầu người ta cảm giác chấn động một hồi, tai ong ong. Không gian chung quanh Hổ Khiếu lão tổ bị giãn nứt, nghiền nát, lúc này trực tiếp sụp đổ tạo thành một cái động sâu cực lớn giống như động sâu không gian, lộ ra quang mang đen kịt mà thâm thúy khiến cho lòng người rung động. Tất cả đế giả ở đây không có ai có thể dò xét được bên trong. Kinh khí khủng bố khuếch tán trong không gian, kinh khí rung động giống như biển động bỗng nhiên lan tràn ra chung quanh. Bộc phát ra quang mang chói mắt, kinh khí khủng bố hóa thành một cơn lốc quét ngang qua không gian khiến cho cả không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Trong lúc kinh khí khủng bố khuếch tán, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng được thu hồi, khôi phục bản thể. Thân thể lảo đảo lui về phía sau mới ổn định lại được, khuôn mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn tiêu hao vô cùng lớn, ngay cả trạng thái hổ biến cũng không có cách nào duy trì được. Nhìn qua cảnh này, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Khí thế khủng bố như vậy quá mức khiến cho người ra rung động, sợ hãi. Công kích khủng bố như vậy giống như căn bản không tồn tại trên đời này. Cỗ khí tức kinh khủng kia tràn ngập một loại năng lượng khủng bố mà mọi người chưa từng thấy qua. Cỗ năng lượng này đủ để hủy diệt vạn vật. Đám người Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Việt Không, Bắc Cung Ân Triều càng rung động thật sâu. Nếu như đổi lại thành bọn họ bị cỗ năng lượng kinh khủng kia đánh trúng, sợ rằng kết cục sẽ chỉ có một, đó là chết mà thôi. Siêu. Trong không gian hỗn loạn, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Động sâu trong không gian cũng nhanh chóng khép lại. Khi không trung khôi phục lại, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lên trên cao. Tất cả đều muốn biết dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, Hổ Khiếu lão tổ có thể chống lại được hay không. Dưới ánh mắt của mọi người, bản thể khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ vẫn lơ lửng trên không trung, hiện ra hình thể vô cùng lớn. Chống lại được sao? Nhìn bộ dáng này mọi người có chút rung động, dưới lực công kích hủy diệt vạn vật này chẳng lẽ Hổ Khiếu lão tổ còn có thể chống lại được hay sao? Phụt! Trong ánh mắt rung động và hoài nghi của tất cả mọi người ở đây, trong cái miệng dữ tợn của Hổ Khiếu lão tổ đột nhiên phun ra máu tươi, trên thân thể khổng lồ lập tức có không ít vết rạn nứt. Da chóc, thịt bong, máu tươi tràn ra, vô số vết nứt đủ để khiến cho người ta nhìn vào không khỏi run sợ. Phanh! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ trực tiếp rơi xuống đất. Mặt đất ầm ầm run lên, đất đá bắn tứ tung. Linh hồn đám người hổ mãnh, hổ uy cùng với cường giả của Bạch Hổ hoàng tộc run lên, không ngờ lão tổ lại tới nông nỗi này. Không phải bị đánh chết rồi chứ? Trong lúc mọi người lo lắng liệu Hổ Khiếu lão tổ có phải đã bị Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh chết hay không thì thân thể khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thân thể hình dáng nhân loại của hắn. Lúc này hắn đang chật vật đứng lên từ trong đống đất đá, đầu tóc rối bời, chật vật, suy yếu tới tận cùng. Người thua, giao ra Vô Tự Thiên Thư. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp rơi xuống trước người Hổ Khiếu lão tổ, lúc này hắn cũng suy yếu, khuôn mặt trắng bệch, chỉ là so với Hổ Khiếu lão tổ thì tốt hơn nhiều. Lục Lâm Thiên, ta. Trong ánh mắt của Hổ Khiếu lão tổ lúc này không ngờ lại có chút oán hận NVOX Lục Lâm Thiên, sát ý trong mắt bắn ra. Thân thể đột nhiên run lên, dường như nhớ tới cái gì đó lại cắn răng, ném hai bản Vô Tự Thiên Thư về phía Lục Lâm Thiên nói. Tốt, ta thua, Vô Tự Thiên Thư là của ngươi. Siêu. Lục Lâm Thiên tiếp nhận hai bản Vô Tự Thiên Thư trong tay Hổ Khiếu lão tổ, trong sát na khi hai bản Vô Tự Thiên Thư cuối cùng rơi vào trong tay, toàn thân Lục Lâm Thiên run lên. Rốt cuộc giờ phút này chín bản Vô Tự Thiên Thư đã ở trong tay hắn. Nắm hai bản Vô Tự Thiên Thư trong tay A, cùng lúc tay Lục Lâm Thiên ném mấy khỏa đan dược khôi phục vào trong miệng. Tiêu hao của hắn quá mức khổng lồ, vì sợ xuất hiện biến cố cho nên hắn phải nhanh chóng khôi phục. Vừa mới thúc giục tứ thần quyết, Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ trình độ tiêu hao lại tới tình trạng khủng bố như vậy. Giống như chân khí và linh lực đều bị hút sạch, mà ngay cả linh hồn lực cũng bị mất không ít. Vốn trong thiên trụ giới hắn mất không ít thời gian cũng không có cách nào ngưng tụ tứ thần quyết, thế nhưng sau khi tiến vào thiên trùng, nhìn thấy tứ đại thú tộc tề tụ, lúc đó Lục Lâm Thiên mới có đốn ngộ, bởi vậy mới tạo thành dị tượng thiên địa. Không có ai biết lúc ấy Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ cái gì, không có bất kỳ ai biết rõ. Lúc trước Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ hoàn toàn dùng tứ thần quyết làm cơ sở. Lúc trước Lục Lâm Thiên không có cách nào dung hợp tứ thần quyết, vì chuyện này mà phiền não không thôi.
thế nhưng khi nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện, trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên linh quang. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc đều có thiên phú hơn người. Những thiên phú này bẩm sinh đã có. Thanh Long hoàng tộc đại khái là công kích linh hồn và miễn dịch linh hồn, Chu Tước hoàng tộc là hỏa diễm và lực lượng không gian. Bạch Hổ hoàng tộc và tốc độ và lực lượng thời gian. Huyền Vũ hoàng tộc là thủy hệ và miễn dịch công kích vật chất. Thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc không giống nhau cho nên không có cách nào dung hợp tứ thần quyết thành công. Sau khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện bỗng nhiên nghĩ tới việc dung hợp thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc. Thời gian, không gian, công kích linh hồn, phòng ngự công kích vật chất. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày Lục Lâm Thiên đốn ngộ, thế nhưng hiệu quả so với mấy chục năm trong thiên trụ giới còn lớn hơn nhiều. Sau khi dung hợp đủ loại thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc là lúc tạo thành dị tượng thiên địa. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, lĩnh ngộ này giống như lúc hắn lĩnh ngộ lao ngục thời không, căn bản còn chưa tới tận cùng, hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra mà thôi. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên còn có thể cảm giác được, dường như hắn chỉ vừa mới chạm vào cánh cửa lĩnh ngộ lực lượng thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc. Sợ rằng ngay cả trình tự thấp nhất còn chưa thể đạt tới. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lần nữa thu được hai bản vô tự thiên thư, trong mắt mọi người hiện tại Lục Lâm Thiên có 6 bản vô tự thiên thư trong tay. Thế nhưng giờ phút này lại không có ai dám có ý nghĩ khác. Vừa rồi thực lực của Lục Lâm Thiên đã chứng minh cho mọi người một chuyện, đó chính là lúc này đã không còn ai dám trêu vào Lục Lâm Thiên. Cho dù Lục Lâm Thiên giờ phút này đã suy yếu tới tình trạng nghiêm trọng, thậm chí còn biết rõ hắn tiêu hao tới mức tận cùng, thế nhưng cũng không có ai dám đánh chủ ý tới Lục Lâm Thiên. Có chấn nhiếp vừa rồi, còn có thủ đoạn cực kỳ khủng bố khi Lục Lâm Thiên thúc giục linh hồn phân thân, cho nên hiện tại coi như Lục Lâm Thiên tiêu hao cực lớn cũng không có ai dám có ý gì. Lâm Thiên, không sao chứ? Nhị đệ, đại ca, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Nam Thúc đều đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên lúc này rồi lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Không sao. Sau khi Lục Lâm Thiên dùng đan dược đã tốt hơn không ít, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi, cũng không chuyện gì lớn. Về phần một ít vết thương nhỏ do va chạm với bản thể của Hổ Khiếu Lão Tổ lúc này đã sớm tự động khôi phục. Con rể tốt của ta, chúc mừng N ngươi đạt được 6 bản vô tự thiên thư. Khặc khặc. Tiếng cười mang theo sự âm hàn của giới chủ linh vũ giới truyền ra, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ngươi còn định nhúng tay vào, muốn đoạt được 6 bản vô tự thiên thư này? Lục Lâm Thiên nhìn giới chủ linh vũ giới, sắc mặt lén lút biến đổi. Trong cơ thể lại nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa đan dược vừa mới phục dụng, mong có thể khôi phục bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ở sâu trong lòng, Lục Lâm Thiên không thể không nghi ngờ giới chủ linh vũ giới này. Không thể không suy đoán mục tiêu của người này là chờ hắn đạt được 6 bản vô tự thiên thư, về sau người này chỉ cần đối phó với một mình hắn và có thể nhận được 6 bản vô tự thiên thư. Lục Lâm Thiên suy đoán mục đích của giới chủ linh vũ giới có khả năng là như vậy. Thế nhưng hắn cũng có ý định của mình, thu được 6 bản vô tự thiên thư thì trong tay hắn đã có đủ 9 bản vô tự thiên thư. Giới chủ linh vũ giới này muốn cướp đoạt cũng phải xem có đủ thực lực hay không. Cường giả ở đây không ít. Sợ rằng vô tự thiên thư cũng khó mà rơi vào trong tay giới chủ linh vũ giới được. Ngươi đoán sai rồi, 2 bản vô tự thiên thư này đối với ta mà nói không có một chút hứng thú nào. Coi như ngươi có 9 bản vô tự thiên thư ta cũng tuyệt đối không đoạt của ngươi. Ta vốn không có hứng thú, huống chi mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi là con rể của ta, không phải sao? Giới chủ linh vũ giới như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Nói ra mục đích của ngươi đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn giới chủ linh vũ giới hỏi, chuyện linh vũ giới có ý tốt Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có chút tin tưởng nào. Ngươi lại sai rồi, ta quả thực không có mục đích gì. Ít nhất hiện tại không có mục đích gì. Ngươi nên sớm tìm được 9 bản vô tự thiên thư thì hơn. Nói không chừng truyền thuyết về 9 bản vô tự thiên thư là giả cũng không nhất định. Ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi. Nếu như có người dám không có ý tốt với vô tự thiên thư của ngươi, người làm nhạc phụ như ta tuyệt đối sẽ xử lý hắn cho ngươi. Giới chủ linh vũ giới nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua người hoàng tộc, giống như cũng không đặt đám người hoàng tộc vào trong mắt. Trong mắt dường như còn có ý khinh thường. Chuyện này cũng không mượn ngươi quan tâm.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, càng ngày càng cảm thấy giới chủ linh vũ giới này cao thâm. Càng ngày hắn càng nhìn không thấu, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên rất phiền muộn. Cảm giác này giống như hắn bị dắt mũi đi vậy, thế nhưng trong lòng không biết rốt cuộc đối phương nghĩ gì. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có cảm giác, giống như mình đang bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay vậy. Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, đại ca, giúp ta hộ pháp một lát. Lục Lâm Thiên nói với chúng nhân, lúc này hắn cần khôi phục một ít. Hắn cũng không thể cố kỵ quá nhiều cho nên lập tức bố trí cấm chế, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Hộ pháp bên ngoài cấm chế của Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng thì trực tiếp bố trí kịch độc bên ngoài. Nhìn Lục Lâm Thiên trực tiếp điều tức khôi phục, không ít ánh mắt biến ảo, cũng không có tỏ vẻ gì mà chỉ trơ mắt nhìn sáu bản Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Cũng không có ai dám nhúng tay vào. Lục Lâm Thiên này quá mạnh mẽ. Trong thiên địa các, Lam Thập Tam bị đả kích nặng nề, ánh mắt vẫn còn rung động. Sợ rằng người vĩnh viễn không có cách nào theo kịp hắn. Hắn chính là người bía y thái, người bình thường tuyệt đối không có thiên phú cùng với tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Tử Yên nhẹ nhàng liếc nhìn Lam Thập Tam, nàng đã ở cùng với Lục Lâm Thiên một đoạn thời gian không ngắn. Đặc biệt là trong thiên chủng nàng đã nhìn thấy quá nhiều bí mật trên người Lục Lâm Thiên, bởi vậy nàng biết cho dù Lam Thập Tam có dùng cả đời cũng không đuổi kịp bóng lưng của nam tử áo xanh kia. Chuyện này người bình thường căn bản khó mà làm được. Không những thua về tu vi mà còn thua tất cả. Tiểu tử này chính là khắc tinh của ta à? Chẳng lẽ kiếp trước ta thiếu nợ hắn hay sao? Lam Thập Tam run lên, vẻ mặt ảm đạm, trên khuôn mặt anh tuấn đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ động lòng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và đả kích. Ta cũng không ngờ Lăng Thanh Tuyền lại có nữ nhi với hắn. Tử Yên đứng bên cạnh Lam Thập Tam nở nụ cười động lòng người. Ai? Lam Thập Tam khẽ than, không có nói thêm gì nữa. Tiểu Long dường như có đốn ngộ, nhanh hộ pháp. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, Huyền Xá lão tổ nhìn thấy Tiểu Long đốn ngộ, ánh mắt lập tức biến đổi, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bộ dáng này rõ ràng là đốn ngộ, dùng kiến thức và thực lực của Huyền Xá lão tổ, tự nhiên biết rõ, tới cấp độ đế giả nếu như có thể đốn ngộ một lần mà nói có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí nếu như vận khí tốt một lần đối ngộ có thể nhận được chỗ tốt lớn hơn lĩnh ngộ 100 năm, thậm chí còn hơn 1000 năm. Tiểu Long đốn ngộ, không biết lại nhận được chỗ tốt gì. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ cũng nhìn về phía Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng không nói nên lời. Siêu siêu. Mấy cường giả Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc lập tức kinh hỉ không thôi, thân ảnh nhanh chóng có động tĩnh, đều đi tới bên người Tiểu Long. Trực tiếp hộ pháp cho Tiểu Long, sợ Tiểu Long bị quấy nhiễu. Bộ dáng này sợ rằng nếu như Tiểu Long bị ai làm phiền thì Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc nhất định sẽ xé xác người đó. Tuy rằng Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc có mối thù truyền kiếp, thế nhưng lúc này vì Tiểu Long không ngờ lại hợp tác cực kỳ ăn ý. Chỉ là không ai để ý tới ai, chỉ quan tâm tới Tiểu Long mà thôi. Bất kể là Tiểu Long hay là Lục Lâm Thiên đều không có ai dám quấy rầy, mọi người không khỏi bất đắc dĩ nhìn qua Lục Lâm Thiên đang điều thức rồi chờ đợi. Bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trước ngọn núi khổng lồ phía trước dường như có cấm chế gì đó, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng nếu dùng tâm thần dò xét sẽ trực tiếp bị bắn ngược trở về khiến cho linh hồn đau đớn kịch liệt. Thời gian từ từ trôi qua. Bởi vì Tiểu Long và Lục Lâm Thiên đều đang điều tức, lại có cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc quét mắt nhìn qua mọi người khiến cho người ta không dám lớn tiếng quấy rầy. Tối đa cũng chỉ thấp giọng nói vài lời mà thôi. Mà thời gian bất chi bất giác trôi qua 7-80 thời thần. Ước chừng sau khi trôi qua 7 ngày, thân là đế giả, lại ở trong thiên chủng, ở trong hoàn cảnh này khiến cho mọi người dần dần có chút rối loạn. Phải hội tụ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể đạt được cơ duyên. Hiện tại trên người Lục Lâm Thiên chỉ có 6 bản Vô Tự Thiên Thư, rốt cuộc 3 bản còn lại ở trên tay ai? 3 bản này từ đầu chưa xuất hiện, chẳng lẽ 3 bản Vô Tự Thiên Thư không ở trong thiên chủng sao? Vậy thì không phải chúng ta đều chết sao? Lục Lâm Thiên đạt được 6 bản Vô Tự Thiên Thư dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mọi người thấp giọng nghị luận, ở trong này thời gian càng dài, trong lòng mọi người càng ngày càng bất an. Siêu. Lúc này Tiểu Long đang đốn ngộ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mi tâm, trong ấn ký con mắt thứ 3 kia dường như có hỏa diễm nhảy lên. Trong đôi mắt đen nhánh,
thâm thúy có một cỗ tinh quang khiến cho linh hồn người ta rung động bắn ra. Tiểu Long mở hai mắt ra, trên con mắt yêu dị thứ ba đột nhiên có quang mang chói mắt bắn ra. Ngao! Ba mắt Tiểu Long cùng mở, trong miệng vang lên một tiếng long ngâm. Thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh khiến cho Long Bành lão tổ, Huyền Ô, Huyền Xá, Long Minh lão tổ cùng với những người khác bị uy áp cực lớn, toàn thân run rẩy. Tiếng long ngâm chấn động nhân tâm truyền ra, ánh mắt chúng đế giả không tự chủ được bị Tiểu Long hấp dẫn. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã điều tức mấy ngày cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang giống như thực chất bắn ra. Trong nháy mắt thân ảnh Tiểu Long phóng lên trời hóa thành bản thể khổng lồ, trên không trung, một cỗ năng lượng bàng bạc, quỷ dị hội tụ khiến cho cả phiến không gian to lớn gợn sóng. Giống như sóng nước không ngừng cuồn cuộn. Quanh thân Tiểu Long, trên lân phiến màu vàng cùng với Huyền Vũ thần sắc có quang mang hội tụ, mang theo một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động không ngừng rít gào trong không gian. Uy áp khủng bố lan tràn. Ầm ầm. Dưới ánh mắt rung động ngạc nhiên của mọi người, không gian đột nhiên run lên, lập tức cả không gian phong vân biến sắc. Chỉ một thoáng, cả không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian u ám mây đen dày đặc đột nhiên vọt tới, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Dị tượng thiên địa, Tiểu Long này cũng khiến cho thiên địa có dị tượng. Tiểu Long kia luôn đốn ngộ a, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ thứ gì đó? Cơ hồ tất cả đế giả đều dùng ánh mắt khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn lên dị tượng thiên địa trên không trung. Ánh mắt nhìn lên trên không trung đang vang vọng tiếng sấm, chuyện này đối với chúng đế giả mà nói bọn họ không khó biết rõ, nhất định là Tiểu Long của Thanh Long hoàng tộc kia khiến cho thiên địa có biến hóa. Tiếng sấm vang vọng, cuồng phong rít gào, thiên địa xuất hiện dị tượng, trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long dường như có một cỗ năng lượng tương liên với thiên địa. Dưới năng lượng thiên địa bao phủ, thân thể khổng lồ của Tiểu Long dường như đã xảy ra biến hóa cực lớn, giống như sinh ra sự cộng minh nào đó. Nhất định Tiểu Long đang nhận được chỗ tốt cực lớn. Long Bành lão tổ cùng với đám người Long Minh lão tổ hiện tại cũng không biết được cụ thể Tiểu Long nhận được chỗ tốt gì. Thế nhưng bọn họ có thể nhận định, giờ phút này nhất định Tiểu Long đang nhận được chỗ tốt cực lớn, bằng không tuyệt đối không có cách nào khiến cho thiên địa xuất hiện dị tượng. Nhìn dị tượng biến hóa trên không trung, đám người Huyền Xá, Huyền Ô, huyền cảnh của Huyền Vũ hoàng tộc vô cùng khiếp sợ, sau đó lập tức kinh hỉ không thôi. Khiến cho thiên địa có dị tượng, chỗ tốt mà Tiểu Long đang nhận được tuyệt đối vô cùng kinh người. Phàm là thứ có thể khiến cho thiên địa tạo thành dị tượng chỗ tốt không phải bình thường. Tiểu Long này rốt cuộc nhận được chỗ tốt gì, bản thân hắn đã vô cùng bía y thái rồi. Mụ nội nó, Lục Lâm Thiên này bía y thái cũng không tính, Tiểu Long này cũng bía y thái như vậy. Một người một thú đều bía y thái, nếu như ở một mình thì không sao, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ở cùng một chỗ. Nếu như sau này thực sự có thể đi ra ngoài được không biết còn ai dám trêu vào một người một thú này nữa. Chúng đế giả chung quanh bất đắc dĩ thầm mắng, nhịn không được muốn nói lời thô tục, cái gì mà thân phận đế giả hiện tại bọn họ cũng không quan tâm. Tiểu Long quá cường hãn a. Lục Tâm Đồng và đám người Dương Quá lúc này cũng kích động thay cho Tiểu Long. Ầm ầm, trên không trung gió nổi mây phun, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm vang vọng. Trong giây lát có từng đạo điện mang trực tiếp đánh vào Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long. Quang mang chói mắt này giống hệt tia chớp, trên không trung còn có điện mang mơ hồ lan tràn ra khí tức khiến cho tim người ta đập nhanh. Cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm giác được đây không phải là tia chớp mà một loại năng lượng điện mang nào đó. Một loại năng lượng mà tất cả mọi người cảm thấy xa lạ. Dưới loại năng lượng điện mang này, thậm chí tất cả đế giả cảm thấy bỡ ngỡ, tự dưng chịu uy áp. Cỗ uy áp này tới từ thiên địa, xen lẫn một loại thiên uy bên trong. Ầm ầm, từng đạo năng lượng điện mang rơi xuống Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long, không phải là tùy tiện rơi xuống, mà trong lúc mơ hồ tuần hoàn theo một quỹ tích, áo nghĩa thiên địa cực kỳ huyền ảo nào đó rồi rơi vào Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long. Điện mang này không phải tia chớp mà lại giống hệt tia chớp, điện mang lập tức lan tràn, vô số bí văn trực tiếp từ trên Huyền Vũ thần sắc lan tràn ra chung quanh. Trên Huyền Vũ thần sắc của Tiểu Long lập tức được điện mang thần bí mang theo thiên uy bao phủ. Điện mang quanh quẩn, tất cả mọi người có thể nhìn rõ, mỗi một đạo năng lượng điện mang này đánh xuống, Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long lại run lên rồi bắt đầu tan rã, không phải là rian nứt, cũng không phải biến mất mà là giống như hòa tan vậy. Từng đạo điện mang đá xuống,
Huyền Vũ thần sắc trên người Tiểu Long giống như một khối nhựa bị nhiệt độ cao làm tan rã, trở thành chất lỏng đậm đặc. Lúc này Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long cũng giống như vậy, dưới cỗ năng lượng điện mang kia lập tức hóa thành một chất lỏng màu đen, chảy vào trong lân phiến toàn thân Tiểu Long. Giống như dòng nước đang chảy vào đồng ruộng khô cạn vậy. Thẩm thấu vào trong lân phiến màu vàng quanh thân Tiểu Long. Dung dịch màu đen thẩm thấu vào trong lân phiến, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu vàng trên người Tiểu Long, những dung dịch màu đen này tiến vào trong lân phiến và da thịt, bao phủ toàn thân. Mà ngay cả long chảo dưới bụng cũng bị thẩm thấu. Năng lượng đá xuống, khí tức trên người Tiểu Long thậm chí còn tăng vọt không ít, hiển nhiên trên phương diện tu vi đã đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn cảnh này, chúng cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc khiếp sợ không thôi. Loại biến hóa này bọn họ chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc cũng không biết, những đế giả khác càng không biết được, cả đám chỉ có thể dùng ánh mắt rung động nhìn qua biến hóa quỷ dị trước mắt. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, dưới động tĩnh của dị tượng trong thiên địa khiến cho Lục Lâm Thiên giải cấm chế, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn lên trên không trung. Ở trong cỗ năng lượng điện mang kia rõ ràng có thiên uy mênh mông. Biến hóa của Tiểu Long như vậy khiến cho sâu trong lòng Lục Lâm Thiên cũng mừng rỡ, chẳng khác gì hắn nhận được chỗ tốt cực lớn vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên căn bản không coi Tiểu Long là người ngoài. Cho dù những năm này bởi vì lý do riêng của mình mà thời gian hai người ở cùng nhau không còn dài như trước, thế nhưng phần tình cảm này lại không giảm bớt một chút nào. Dị tượng thiên địa mà Tiểu Long tạo thành dường như so với lúc Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới cũng không yếu hơn một chút nào a. Tiền nhiệm tộc trưởng Long Mộ kích động xoa xoa tay, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ hưng phấn. Động tĩnh của dị tượng thiên địa càng lớn càng chứng minh chỗ tốt có được càng nhiều. Tiếng sấm vang vọng, không gian run rẩy, mặt đất nổ vang, khi Huyền Vũ thần sắc trên lưng hỏa tan, có thể nhìn thấy lân phiến bên trong hỏa diễm màu vàng ngoài thân thể Tiểu Long có vô số bí văn quanh quẩn. Từng đạo bí văn tương liên với lân phiến, đồ án vô cùng huyền ảo. Đồ án Huyền Vũ bao trùm toàn thân lân phiến màu vàng trên người Tiểu Long, dường như bao phủ trọn thân thể hắn vậy. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ không trung, không gian chung quanh dường như cứng lại. Khí tức trên người rõ ràng xảy ra không ít biến hóa. Mỗi một khối lân phiến đều có biến hóa về chất. Sau khi lân phiến hấp thu từng đạo năng lượng điện mang kia ngày càng sáng bóng, khí tức cũng ngày càng khủng bố. Ngao! Tiểu Long rít gào, một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trên không trung. Tiếng long ngâm này khiến cho tất cả đế giả cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt, bên trong ẩn chứa một loại uy áp không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này ở trong thiên địa và linh hồn. Tại sao lại mạnh như vậy? Cơ hồ tất cả cường giả Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc có cảm giác toàn thân run lên. Dưới uy áp của Tiểu Long hiện tại, bằng vào tu vi của bọn họ bây giờ thế nhưng sắc mặt cũng tái nhợt. Tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức trên người Tiểu Long đã vượt quá tình trạng mà bọn họ có thể nhận biết. Rốt cuộc là đạt được chỗ tốt gì, tại sao lại mạnh như vậy? Đám người Long Bành Lão Tổ, Huyền Xá Lão Tổ kích động, thân thể run rẩy. Cỗ uy áp từ trên người Tiểu Long lan tràn khiến cho máu tươi trong cơ thể bọn họ bắt đầu sôi trào lên. Dưới cảm giác sôi trào này điều khiển, bọn họ có xúc động muốn phủ phục. Dưới vô số ánh mắt, dị tượng thiên địa rốt cuộc cũng bắt đầu tiêu tán, mà biến hóa trên thân thể Tiểu Long cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Lúc này Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long biến mất, toàn thân hóa thành một đầu cự long màu vàng, trên người có hỏa diễm màu vàng mà Thanh Long Hoàng tộc không có. Trên từng mảnh lân phiến có thể mơ hồ nhìn thấy bí văn. Nếu như có thể ghép lại tất cả các mảnh bí văn thì có thể nhận ra đây là đồ án Huyền Vũ. Siêu. Khi không trung triệt để khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có thì thân thể khổng lồ của Tiểu Long bắt đầu thu nhỏ lại, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng, trên người tỏa ra khí tức tôn quý không có cách nào che giấu. Mái tóc vàng hơi quăn, quanh thân có một cỗ hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn. Không ngờ huyết mạch biến dị này lại xảy ra biến hóa như vậy, thiên phú không tệ, không tệ. Tại một chỗ trong không gian, một đạo thân ảnh tập tễnh thì thào nói. Giữa không trung, Tiểu Long lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy đen nhánh khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác muốn thần phục. Khí tức trên đôi mắt thứ ba kỳ dị trong mi tâm tâm rõ ràng cho thấy đã đạt tới đế giả trung giai, đồng thời cho biết Tiểu Long ở trong dị tượng thiên địa đã nhận được chỗ tốt cực lớn.
Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, bọn họ đều có cảm giác linh hồn mình không còn nằm trong sự khống chế của mình. Linh hồn bắt đầu chấn động, khiến cho da đầu mọi người run lên. Lão đại, huynh thế nào rồi? Tiểu Long thức tỉnh, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến ất, tiếp đó lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Tiểu Long còn đang băn khoăn chiến đấu giữa Lục Lâm Thiên và Hổ Khiếu Lão Tổ, thế nhưng lại không nhớ ra được hắn đốn ngộ đã được vài ngày. Ta không sao, xem ra đệ nhận được không ít chỗ tốt, chúc mừng. Một tay Lục Lâm Thiên đang muốn chụp về phía gáy Tiểu Long, dường như lại nhớ tới cái gì đó cho nên hắn lập tức mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ vào vai Tiểu Long, vô cùng cao hứng vì Tiểu Long nhận được chỗ tốt. Mà thương thế vào tiêu hao của hắn lúc này thương thế đã sớm khôi phục, về phần tiêu hao, tới tu vi như hiện tại, muốn khôi phục trong mấy ngày ngắn ngủi này căn bản khó có thể làm được. Chỉ là cũng không có việc gì, có âm dương linh vũ quyết thôn phệ không ít đan dược và tác dụng vốn có của nó, Lục Lâm Thiên cũng đã khôi phục không ít. Lão đại, nếu như huynh thực sự vỗ đầu đệ sẽ không nhịn mà vỗ đầu huynh đâu. Tiểu Long mỉm cười, nhìn động tác quen thuộc của lão đại hắn đã biết lão đại đang định làm gì. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc đệ nhận được chỗ tốt gì? Huyền Vũ thần sắc tại sao lại tan rã? Chuyện này phải cảm tạ lão đại nhiều hơn mới được. Đệ thấy động tác cuối cùng của huynh thúc dục vũ kỹ kia, nhìn thấy bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là có chút hiểu ra. Về sau lại hiểu ra được một ít chuyện. Không ngờ lại dẫn tới dị tượng trong thiên địa. Kỳ thật hiện tại đệ cũng có chút mơ hồ, không nói rõ được, chuyện này cần phải suy nghĩ một chút. Tiểu Long vỗ gáy nói với Lục Lâm Thiên, nói thật chính bản thân hắn hiện tại cũng mơ mơ màng màng về chỗ tốt mà mình nhận được. Được rồi, sau này tiếp tục cố gắng là được. Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Trên đường lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ tới mức tận cùng thì cho dù là ai cũng không có hiểu rõ. Tất cả đều mơ mơ màng màng, không có cách nào nói rõ nên lời. Tiểu Long, chúc mừng. Đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng đi tới, cao hứng thay cho Tiểu Long. Đám người Long Minh Lão Tổ, Long Bành Lão Tổ của Thanh Long Hoàng Tộc cũng vây quanh Tiểu Long. Đám người Huyền Ô Lão Tổ của Huyền Vũ Hoàng Tộc tuy rằng có chút cao hứng, chỉ là lại xấu hổ không dám đối mặt với Tiểu Long. Sáu bản Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, rốt cuộc ba bản còn lại ở nơi nào? Nếu có ở trong đây thì lấy ra đi, định hại chết tất cả mọi người hay sao? Trong đám người, sau khi rung động vì Tiểu Long xong mọi người lần nữa lo lắng cho tính mạng của mình. So sánh với chuyện này, cho dù rung động vì người khác ra sao cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Lục Lâm Thiên nhìn chúng đế đang rối loạn, ánh mắt khẽ đổi, dường như có chút suy nghĩ. Hắn đã có 9 bản Vô Tự Thiên Thư. Nếu như không lấy ra 9 bản Vô Tự Thiên Thư thì không có cách nào nhận được đại cơ duyên, mọi người cho dù là ai cũng không có cách nào rời khỏi thiên trùng. Nếu như hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư, sau khi mở ra cửa vào, Lục Lâm Thiên nhớ rõ thiên đế đã từng nói qua, muốn đạt được cơ duyên thì cũng vạn lần chết một lần sống. Vì đại cơ duyên mà phải trả giá như vậy, nếu như là lúc trước Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không có chút do dự nào, thế nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự. Hắn không phải chỉ có một mình, còn có đám người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Doanh. Đám tiểu gia hỏa này, vì đại cơ duyên chỉ có tỷ lệ còn sống nhỏ như vậy mà mất mạng có đáng giá hay không? Vạn nhất, con rể tốt của ta, người đã có 6 bản Vô Tự Thiên Thư, chẳng lẽ không định tìm 3 bản Vô Tự Thiên Thư khác hay sao? Ta cam đoan, 3 bản Vô Tự Thiên Thư này nhất định ở trong thiên trùng, chỉ cần chúng ta liên thủ. Nhất định có thể đánh chết tất cả mọi người trong này. Đến lúc đó ai có được Vô Tự Thiên Thư sẽ rõ. Khi đó có thể hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư, người cảm thấy thế nào? Ngay khi Lục Lâm Thiên đang trầm tư, khí tức âm hàn chấn động, thanh âm âm trầm của giới chủ linh vũ giới truyền đến. Ánh mắt như cười như không nhìn vào người Lục Lâm Thiên, hoàn toàn không đặt chúng đế giả chung quanh vào trong mắt. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Không hề nghi ngờ những lời này đã khiến cho nhiều người tức giận. Ánh mắt chúng đế chớp động, cũng có chút phức tạp. Rõ ràng bọn họ đã kiêng kỵ giới chủ linh vũ giới và Lục Lâm Thiên liên thủ. Vạn nhất hai người này thực sự vì 9 bản Vô Tự Thiên Thư mà liên thủ với nhau, bọn họ sẽ không còn đường sống nữa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, nhìn về phía giới chủ linh vũ giới, đối với người này hắn luôn có cảm giác khó hiểu. Người này che giấu quá sâu.
không lúc nào nhìn thấu. Mà ngay cả thực lực cụ thể của kẻ này hắn cũng không thăm dò được. Không biết là có bí pháp che giấu thực lực nào hay không. Mà nếu là khi trước Lục Lâm Thiên sẽ không chút bận tâm mà đối phó với giới chủ linh vũ giới này. Loại tình huống này hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với người này trước tiên. Thế nhưng tình huống bây giờ khiến cho Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ và khó xử. Giống như lời của kẻ này nói, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là con rể của kẻ này, có quan hệ với Du Thược và Lăng Thanh Tuyền. Hắn khó có thể động tới người này, huống chi người này ngay cả huyết kiếm đại đế cũng có thể giết, hai bản vô tự thiên thư cũng nhẹ nhàng giao cho mình, cho nên Lục Lâm Thiên muốn tìm lý do giết giới chủ linh vũ giới cũng khó. Giết tất cả mọi người, chỉ tiếc tuy rằng ta không sợ chết thế nhưng ta không có thói quen khát máu như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn giới chủ linh vũ giới, ánh mắt trầm xuống nói. Ngươi muốn giết tất cả mọi người, chẳng lẽ ngươi không vừa mắt tất cả bọn họ hay sao? Khặc khặc, nếu như chín bản vô tự thiên thư không có cách nào hội tụ, đến lúc đó tất cả mọi người kể cả ta và ngươi đều phải chết. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh một tiếng nói. Dù sao tất cả mọi người đều chết, nếu như không hội tụ đủ chín bản vô tự thiên thư chúng ta sẽ chết. Người thân nhất bên cạnh ngươi, nữ nhân của ngươi, huynh đệ tỉ muội của ngươi đều chết. Nếu như ngươi không muốn bọn họ chết thì nên cùng ta liên thủ giết chết tất cả mọi người, tìm ra ba bản vô tự thiên thư khác là được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, lời nói của giới chủ linh vũ giới dường như có ma lực. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản vô tự thiên thư có lẽ đã bị người này làm cho dao động rồi. Vì thân nhân bên cạnh. Nếu như trên người hắn hiện tại quả thực chỉ có 6 bản vô tự thiên thư, đến thời khắc cuối cùng Lục Lâm Thiên cảm thấy có lẽ bản thân hắn sẽ mạo hiểm thử một lần. Dù sao tới cuối cùng, người khác chết chung quy so với thân nhân bên cạnh mình chết còn tốt hơn nhiều. Khảo nghiệm nhân tính ai cũng không qua được cửa ải này. Nghe giới chủ linh vũ giới xúi dục, tất cả đế giả chung quanh biến sắc, lặng lẽ lùi về phía sau một ít. Dường như thực sự sợ Lục Lâm Thiên liên thủ với giới chủ linh vũ giới này thật. Nếu như là bọn họ, đến lúc cuối cùng chỉ cần có đủ thực lực bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc là người nào cầm vô tự thiên thư, con mẹ nó nhanh lấy ra đi. Muốn hại chết mọi người sao? Nhanh lấy ra đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì à. Chúng đế lặng lẽ lui ra, bắt đầu oán hận, bởi vì e ngại thực lực của Lục Lâm Thiên và giới chủ linh vũ giới, đồng thời cũng biết thực lực của mình không thể trêu vào Lục Lâm Thiên và giới chủ linh vũ giới cho nên chúng đế giả cũng chỉ có thể đem sự oán hận trong lòng chút lên người nắm ba bản vô tự thiên thư còn lại. Nếu như không giao ra, nói không chừng sẽ hại tất cả bọn họ. Ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.